xin chào bạn khán thính giả của kênh chuyện hèm ngôn tình ngày hôm nay huyền lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ chuyện mới với tựa đề thỏa thuận ly hôn mặc dù đã biết trước ngày này có thể sẽ xảy ra nhưng khi cầm tờ đơn ly hôn ở trong tay cô vẫn không thể nào tin được những ngày tháng hạnh phúc của mình lại có thể kết thúc nhanh như vậy cô đem lòng yêu anh và cũng biết rõ cuộc hôn nhân của bọn họ không phải là xuất phát từ tình yêu thật tâm của anh đối với cô nhưng trong khoảng thời gian hôn nhân đó, hai người đã trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào mà anh cũng rất dụng tâm đối với cuộc hôn nhân của bọn họ, khiến cho cô chìm đắm vào trong cơn mộng ảo về hạnh phúc mà từng chừng cô đã nắm chắc ở trong tay. Cũng tin tưởng rằng người đàn ông này sẽ có tình cảm đối với mình. Mặc dù chỉ là một cuộc hôn nhân kế ước, nhưng cũng coi như là hoàn thành giấc mộng của cô. Chẳng qua anh lại diễn trò quá giống với sự thật, cho đến khi giấc mộng tỉnh lại, thì cô hoàn toàn đã rơi từ trên thiên đường xuống tận địa ngục. Yêu càng nhiều, thì sự tổn thương lại càng lớn. Cô đau lòng ký vào tờ giấy thỏa thuận ly hôn. Cho dù cô và bà bào trong bụng của mình sẽ phải chịu cực khổ, nhưng cô cũng không muốn khiến cho người đàn ông này có xử. Có lẽ cô rời khỏi anh chính là kết cục hoàn mỹ nhất cho mối quan hệ giữa ba người bọn họ. Ngày sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Hiền Lucy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện này nhé. Tiếng chuông báo thức vang lên, Hiểu Vũ mở to mắt, đầu còn gối trên cánh tay khoanh tròn ở trên bàn làm việc. Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng. Một giây, hai giây, ba giây rồi bốn năm giây, sau khi hơi hơi trở lại bình thường, cô lục lọi từ trong túi váy ra chiếc điện thoại di động bằng kinh nghiệm mà ấn nút tắt chuông báo thức. Từ trong giấc mơ của cô tỉnh lại, cô thật sự là thèm tiền đến phát điên rồi mới có thể cả ngày lẫn đêm đều mơ giấc mơ có liên quan đến việc phát tài như vậy. Đang thân thơ ngồi thẳng dậy, thì một chiếc áo khoác bỗng trượt xuống từ trên vai của cô. Cô còn người nhặt áo khoác lên, nhìn chung quanh một chút rồi sau đó hơi sững sờ. Đây không phải là áo khoác của tổng giám đốc hay sao? Nhưng tại sao áo khoác của tổng giám đốc lại đặt ở trên người của cô cơ chứ? Cô sợ hết cả hồn, lập tức quay đầu nhìn sắc trời ở bên ngoài bằng màn che thủy tinh. Ôi trời ạ! À! dưới ngã sáu đường cái nghe phía dưới tòa nhà xe cộ như nước đầu đường lập lè trời màu bây giờ đã là mấy giờ rồi vừa dĩ chuồng báo thức này cô đã ra để nhắc nhở cô thời gian xem bộ phim hàn quốc được truyền bá rất là hấp dẫn vào tối nay nói như vậy thì bây giờ là chín giờ rồi sao hỏng bét rồi tổng giám đốc đã quay trở lại anh trở về từ lúc nào tại sao lại không đánh thức cô dậy cơ chứ không gọi cô cái cô thư quý quen này còn chưa tính lại còn hào tâm sợ cô bị cảm lạnh, vội thêm áo khoác của anh lên giúp cho cô. Nhưng mà chậm đã, lúc nãy cô có chảy nước miếng hay không nhỉ, lại còn có nói mớ hay không nữa. Nếu để cho anh nhìn thấy dáng vẻ ngu ngốc chảy nước miếng của cô, thì cô nhất định sẽ chết nhục mất. Nhưng trễ như thế mới về công ty, nhìn dáng vẻ của anh thì tối nay lại muốn ở thêm kiêu đèn để mà làm thêm rồi. pha cho anh một ly cà phê nguyên chất thơm ngát là chuyện duy nhất mà cô có thể làm cho anh vào lúc này. Đúng vậy, nhanh đi rót cho anh một ly cà phê đi. Cô lập tức vội vàng chạy tới phòng hóa trang, giờ sang lại dùng mạo, rồi vội vàng đến phòng giải khát và lên một thi cà phê. Cuối cùng thì dùng bình giữ nhiệt do Đức sản xuất mà cô phí tâm chọn lựa bao tốt. Một ly lớn như vậy ước chừng là 500ml rồi, có thể cùng với anh làm việc thẳng đến nửa đêm cũng không có vấn đề gì cả. Gõ cửa phòng tổng giám đốc, nhịp tim của cô bỗng chốc như tăng nhanh lên. Mà dù thầm mến anh đã 2 năm, lại làm việc bên cạnh anh nửa năm, cô nhìn thấy anh vẫn sẽ đào mặt. Nghĩ đến mọi thứ của anh thì trái tim vẫn đập không thể nào dừng lại được. không phải nói thời kỳ tươi đẹp nhất của tình yêu chỉ có 3 tháng thôi sao? Tại sao cô ước chừng đã thầm mến anh hai năm rưỡi rồi mà vẫn chưa từng có cảm giác quá hạn trước? Thầm mến một người lại có thể sớm chiều ở chung với anh lâu ngày, ai có thể may mắn giống như là cô đây? không nhất định ngày nào đó bỗng nhiên anh quay đầu phát hiện người phụ nữ trong cuộc đời cần ngay trước mắt chính là cô đây. Thật đúng là thất bại mà, cô lại đang là nằm mơ. Người phụ nữ của tổng giám đốc đâu có thể nào là cô được cơ chứ. Vào đi. Giọng nói trầm thấp hùng hậu lại còn chứa đựng thêm một chút từ tính. Chủ nhân của giọng nói này chính là tổng giám đốc công tư xây dựng, thiên mặc người đàn ông mà cô thầm mến, diêm đằng. Mà dù bình thường, anh vừa mở miệng, sẽ có nhân viên chủ quản đáp lời lại luôn. Nhưng cô luôn cảm thấy giọng nói của anh rất là hấp dẫn. Hơn nữa cô rất thích nghe anh nói chuyện điện thoại với khách hàng ngoại quốc. Tiếng anh đúng là lưu lát chuẩn, biểu đạt rõ ràng lập trường của anh. Thật là giống như những siêu sao quốc tế Hollywood kia. Dĩ nhiên điều này cũng có thể là do trong mắt của người tình đều là Tây Thi. Đối với cô mà nói thì anh cái gì cũng tốt, là một người đàn ông hoàn mỹ thập toàn. Hiện tại cô sẽ tự tay bê cà phê cho cái người đàn ông hàn mỹ kia uống. Đây là một chuyện hạnh phúc biết dừng nào cơ chứ. Cô nín thở mở cửa đi vào phòng của tổng giám đốc. Nhìn thấy Diệm đang vùi đầu ở trước bàn làm việc, tim của cô lại đập loạn nhịp. Nghe tiếng của cô đi vào, đầu của anh cũng không hề ngẩng lên. tay áo sơ mi trắng cuộn gọn ở trên khỉu tay, lộ ra cánh tay màu đồng mạnh mẽ. Rõ ràng là đang sửa đổi một bàn vẽ kiến trúc phác thảo. Vóc người của anh cường trắng, oai phong, khôi ngô cao lớn, khuôn mặt đẹp thường khiến cho trái tim của cô nhảy loạn mỗi lần nghĩ tới. Đã dậy rồi sao? Diêm đằng vẫn cúi đầu, bút trên tay nhanh chóng sửa đuổi phải chỗ. Hiểu vũ đỏ mặt lên che dấu hắng rộng. Thật xin lỗi, tôi ngủ tiếp đi, cô không biết anh đã quay trở lại. Đây là cà phê nóng, còn có áo khoác của anh. Thật là cảm ơn anh, Tổng Giám Đốc à. Cô cung kính đặt cà phê ở mô cốc ở trên bàn làm việc của anh cố gắng không đụng tới bản vẽ lớn ở trên bàn của anh, lại đem chiếc áo khoác tay trắng vắt trên tay cô treo lên xà áo. Nên nói xin lỗi phải là tôi mới đúng. Anh ngẩng đầu cười nhẹ với cô một cái, nói với cô sáu giờ quay trở lại, kết quả lại kéo dài đến muộn như vậy. Trong lúc vô tình, tầm mắt của anh nhìn thấy bình giữ nhiệt đặt ở trên bàn lại tăng thêm một câu. Cảm ơn cà phê của cô. Nếu như anh nhớ không lầm, thì bình giữ nhiệt này là do cô tự mua hơn nữa còn không có báo công chứng. Thoạt nhìn cô giống như một cô gái hàng xóm. Khi đối mặt với anh, có lúc ngay cả nói cũng không được rõ ràng. Vừa thiếu đi sự sắc bén của thư ký Hà, cũng không có lãnh nhược băng dương như thư ký Hà, nhưng lại có thể chống đỡ qua nửa năm dây tay của anh. Điều này cũng khiến cho anh cảm thấy thật là bất ngờ. Mấy tháng trước, thư ký Hà thật vất vả mang thai, nhưng bởi vì tử công rất yếu, vài năm bệnh viện dưỡng thai cho đến khi sinh sản anh còn đang rất là phiền não công việc của thư ký hà sẽ giao cho ai làm đây sau đó thư ký hà hết sức đề cử trợ lý của cô là thành hiểu vũ tới để thay nhiệm vụ của cô ấy lúc ban đầu anh không thấy được thành hiểu vũ có thể đảm nhiệm công việc lộn xộn của thư ký sổ sao tranh lệch giữa thư ký và trợ lý văn thư vẫn còn cách một khoảng cuối cùng ôm tâm tình ngợi chết chữa thành ngợi sống tạm thời đồng ý từ một lần kết quả do nhiều lời của thư ký hà, mà dù thành hiểu vũ làm việc không quá linh hoạt, nhưng đi theo bên người của cô ấy 2 năm rồi, nên đều biết do cô tạm thời thay thế chức vụ thư ký, tuyệt đối sẽ không thành vấn đề. Hai tuần lễ sau, ai phát hiện mình thích làm việc cùng với thành hiểu vũ, mặc dù thư ký Hà rất chuyên nghiệp, nhưng bởi vì quá mức yêu cầu hoàn mỹ, khi xuất hiện những tình tiết không vừa ý ở hội nghị thường kỳ, cô ấy sẽ thể hiện mặt tính cách dữ dằn cũng gián tiếp ảnh hưởng đến tâm tình của anh. Thành nhiều vũ thì không có vấn đề trên mặt cảm xúc, cô có có một chút mơ hồ, nhưng có thể hoàn thành tuyệt đại đa số công việc mà anh sao phó đúng hẳn. Hơn nữa cô thấy tiền thì sáng mắt, hàn tiền như mặn điểm này làm cho anh cảm thấy rất là thú vị. Nhiều lần anh nghe thấy cô nói mớ, nội dung đều có liên quan đến tiền, cũng làm cho anh không khỏi mỉm cười. Anh nhìn qua tư liệu của cô, cô có một ba ba Năm trước bị thương ở công trường Đến nay không thể nào làm việc được Còn có một người ông nội đã hơn 70 tuổi Cần cô phải nuôi dưỡng Em trai là sinh viên đại học năm thứ ba Mặc dù là đang học lớp Vừa học vừa làm ban đêm Nhưng tiền lương và làm vừa học Nuôi sống chính anh ta sợ rằng cũng không đủ Đừng nói đến chia sẻ Chuyện gánh nặng của gia đình Có thể suy ra Gánh nặng kinh tế của một nhà bốn người bọn họ Đều toàn bộ rơi ở trên người của cô cũng có trách, cô có thể tiết kiệm là tiết kiệm, cả ngày đều mơ giấc mơ phát tài. Từ ký Thành à? Anh nhẹ nhàng vâng qua nói. Ở chỗ bàn trà có một hộp bánh hỉ. Cô mang về ăn đi, tôi không thích ăn đồ ngọt. Là hỉ bánh ư? Nghe được anh nói có bánh mừng, thì tinh thần của cô đều tập trung vào đây. Bình thường anh đi tham gia tiệc mừng, mang bánh hỉ về đều là hàng cao cấp. Trước đó cô cũng từng có được một hộp. Sau khi mở ra thì lên cười toe tết bởi vì hì bánh cao cấp đến từ Nhật Bản, giá của một hộp phải hơn 2.000 đồng nha. Cảm ơn giám đốc ạ. À. Vậy thì tôi sẽ không khách ký đâu. Cô mặt dày hấn hờ mà nói với Diêm Đằng. Ông đã lớn tuổi thích ăn đồ ngọt, nhưng cô lại không có nhiều tiền để mà mua đồ ăn vặt cho ông. Hộp hỉ bánh này đổ cho ông nội thưởng thức mấy ngày rồi đi. Tôi cũng đã sắp xếp xong rồi. Cô đi thu dọn đồ đạc đi. Chờ một chút nữa tôi sẽ đưa cô về nhà. Diêm Đằng lơ đãng nói hô hấp của cô cứng lại trong lòng thật sự rất là kích động ngoài mặt cố gắng làm ra vẻ trấn định anh nói đưa cô về nhà sao chuyện này thật sự là không tốt lắm đi Tầm giám đốc à anh bận rộn như vậy trong lòng anh cảm thấy hơi buồn cười rõ ràng là cô rất muốn bởi vì vẻ mặt cùng hành động tứ chi của cô đã nói rõ ra tất cả cô là một cô gái không xấu được tâm sự của mình là tôi làm trễ thời gian tăng cao của cô một mình cô con gái về muộn như vậy Là không quá an toàn Tôi đưa cô về nhà cũng là việc nên làm Nhanh đi thu dọn đồ đạc đi Vậy thì cảm ơn Tổng Giám Đốc ạ à. Hiểu vũ cười đến hai trong mắt cong cong Âm thanh trong trào sáng người Giống như là một chuỗi tiếng chuông bạc Lần này không những có thể tiết kiệm tiền xe Lại có thể đi cùng với anh Thật đúng là kiếm được mà Đây không phải là lần đầu tiên Cô ngồi xe của xem thằng Nhưng mỗi lần ngồi xe của anh Thì cảm giác luôn là tốt như vậy làm cho cô không vào được mà xuống xe. Trong xe có mùi ghế ngồi bằng da thật đắt giá, còn có mùi thuốc lái nhàn nhạt, nhạt, hòa lẫn mùi nước hoa xạ hương mà anh thường dùng. Mười phần hương vị xe của đàn ông, làm cho cô không tự chủ được mà sẽ say mê. Ao tưởng tường mình là vợ của anh, anh đang muốn chở cô đi ăn bữa tối ở dưới anh nến. Anh kính chết à? Thật sự là anh sao? Anh đeo tai nghe, nghe điện thoại, bờ môi đẹp lộ ra nụ cười vui mừng. Cô say sơ nhìn anh Cho là trong xe mờ tối Bên ngoài cũng tối Anh sẽ không phát hiện sao cô luôn nhìn anh Tại sao lại gọi cho em giờ này Anh đã trở về thật rồi sao Nụ cười của anh sâu hơn Chúng ta cũng đã lâu không gặp nhau như vậy Đương nhiên là muốn uống với anh một chén rồi Cô mê mợi nhìn anh Anh đang cười vô cùng sảng khoái Gặp nhau ở đâu Em biết chỗ đó Được, vậy thì hẹn gặp lại sau Diêm đăng đã cúp điện thoại một tay phiền tay lái Lưu lát rẽ qua khúc quanh Từ kỳ thành hả Cô có đói bụng không Hiện tại tôi muốn đi gặp một người bạn Đó là một nhà hàng thấy rất là cao cấp Cũng rất gần nơi này Cô đi cùng tôi có được hay không Anh biết rõ cô chẳng những tiết kiệm Lại có có thể kháng cự được thức ăn ngon Vợ dĩ anh tính trước khi đưa cô về nhà Sẽ đưa cô đi ăn bữa cơm Đúng lúc anh kiến chết cải cho anh Nhà hàng hai người hẹn nhau rất là không tồi Anh liền muốn mang cô đi cùng nhưng không phải là anh muốn gặp mặt bạn bè sao? khuôn mặt của cô không tự chủ, tràn lên một mảnh đau ửng. Thật ra thì nghe được phòng ăn rất cao cấp, thì cô đã động lòng rồi. Đừng nói chi là còn có thể tiếp tục ở cùng với anh, còn cần trở về nhà nhanh như vậy. Cô làm sao có thể là không muốn đi cơ chứ? Nhưng cô cũng không thể ra mặt dày như vậy được nha. Cô nói là anh kính chết sao? Quan hệ của tôi và anh ấy tự như là anh em ruột. Anh ấy cũng sẽ không để ý đến tôi, mà nhiều hơn một người đến đâu. Hiền vũ khẽ đào mắt Cái này thật sự là có thể chứ Dù sao thì cũng là buổi hẹn riêng của anh và bạn Thêm cả tôi nữa Sẽ làm trở lại hai người Như vậy nếu như cô không cảm thấy thoải mái Vậy thì tôi có thể đưa cô về nhà trước Rồi sẽ qua đó À không, không đâu Ai nói là tôi sẽ không được tự nhiên chứ Sợ anh sẽ đưa cô về nhà thật Cô ấy vội vã hỏi Cái nhà hàng đó cao cấp đến mức nào Có tôm hùm, thịt bò biết thế sao Anh nhìn cười mà cất tiếng trả lời có tôm hùm, cùng thịt bò biết tết cao cấp nhất. Cô muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, lại còn có thể đóng gói mang về nữa. Đóng gói mang về thì không cần đâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nghiêm túc nói. Đóng gói mang về sẽ làm mất mặt tổng giám đốc. Muốn ăn tôm hùm nhỏ nướng, cùng với bít tết không xương, không cần tương thịt bò biết tết, rắc một chút muối biển thì rất tuyệt. Nhà hàng cao cấp chắc phải có cách ăn này chứ. Anh cảm thấy buồn cười nói. Ý. Cô đối với thức ăn ngon, ngược lại tốn là không ít thời gian nghiên cứu nhỉ. Cô dương lông mi hai mắt trong suốt như nước. Tôi thường là ăn cơm nắm, mắt nhìn bữa tiệc sinh nhật lớn. Bữa tiệc kỷ niệm ngày kết hôn được miêu tả trong blog của người khác. Bởi vì như vậy, đồ ăn của mình liền biến thành đồ ăn ngon rồi. Anh nghe xong thì bật cười. Cô thực sự là biết tìm kiếm niềm vui trong đau khổ đó. Anh phải thừa nhận, sau khi cô nhận công việc từ thư ký Hà, thì cơ hội để anh cười cũng trở nên nhiều hơn. Cô không phải là cố ý chọc cười, nhưng lại có bản lĩnh mà chọc cười anh hơn nữa cô đặc biệt thân thiết đối với trưởng bối. Mà kể đi tuần tra công trường hay là đi trung tâm tiêu thụ cùng anh, khi nhìn thấy người lớn tuổi, cô đều sẽ bước đến trò chuyện mấy câu. Nếu như dài dài vẫn còn, thì cũng sẽ là một cô gái vui vẻ như là cô đi. Nghĩ đến người em gái 6 tuổi liền ngoài ý muốn mà qua đời kia, thì anh liền... Ôi trời ạ, tổng giám đốc à, nhà hàng anh nói chẳng lẽ là như phương tỷ sao? Hiệu vũ kéo dài âm thanh tay chỉ vào nhà hàng Tây ưu nhã, biển hiệu màu nâu ở phía trước hô hấp trở nên dần dật. Cần sóng nhỏ cảm xúc thình lình xuất hiện trong lòng của anh, bị giọng nói hứng phấn thở không thông của cô xua đuổi đi. Cái này đúng là như ti phường, có vấn đề gì sao? Đồ ăn ở đó không ngon ư? Mới là không phải, đồ ăn ở đó ngon đến mức đòi mặn luôn đó, mỗi một phần món ăn phải tốn những 5.000 đồng. Làm sao cô biết chứ? Cô đã ăn rồi ư? Lại dân thường nghèo khó như tôi, làm sao mà ăn nổi được chứ Là bạn trên mạng nói nha Trong mắt của anh mang theo nụ cười Bây giờ có phải cảm thấy hôm nay Chờ tôi đến mức ngủ quen rất là đáng giá hay không hả Đối với cô Anh tự nhiên mà cực kỳ dễ dàng Nói nói cười cười Nhưng đối với thư ký hả Anh cũng sẽ không nói đuổi như vậy Đúng là đáng giá trên trời nha Cô cất lời lầm bầm Tôi thật sự không ngờ rằng Có một ngày tôi sẽ được đi vào nơi này Tôi nên nói cho ai trước đây nhỉ Ông nội ba Hiểu Khải hoàn toàn không biết nơi này nên tôi vẫn nói là cho dư phân tự anh trước đi bọn họ nhất định sẽ hâm mộ đến rất cả con mắt luôn anh nhịn cười sợ lại cho đúng là con người rất xuống cô đột nhiên ngất mắt anh mắt giao tiếp với ánh mắt cười như là không cười của anh thật sự là muốn chết muốn chết mà một từ hình dung đơn giản như vậy mà cô cũng nói sai nữa tại sao ở trước mặt anh cô lại luôn làm ra việc xấu hổ như vậy cơ chứ như vậy thì làm sao anh có thể coi cô như là phụ nữ để mà đối xử đây thật là khiến cho người ta chán nản mà. Hiền Vũ đi theo xem đằng, tiến vào nhà hàng nổi tiếng. Bởi cách thức tiêu chuẩn bữa ăn đắt giá như là tơ tầm, thời gian đóng cửa là 2 giờ sáng. Lúc đợi có trình diễn piano, bọn họ sẽ có đủ thời gian để mà dùng bữa ăn. Không khí thật sự rất tốt, mọi người nói chuyện đều rất nhỏ, thật là lễ độ. Cô sợ hãi than suốt cả dọc đường, hận là không thể lấy điện thoại ra chụp. Cô cũng có thể nói chuyện lớn tiếng một chút. Nơi này không có quy định, cô có cần phải thử gào mấy tiếng lên không để mà giải tỏa áp lực của công việc chứ? Diêm đang nhếch mép lên, không biết là nhạo báng hay là nói thật. Tổng giám đốc à, hiểu vũ kéo dài âm thanh, nâng mắt nhìn anh. tôi chưa bao giờ cảm thấy làm việc dưới tay anh có áp lực gì cả, cho nên mới là không cần phải giải tỏa nhá. Diêm đang mỉm cười mà nhìn cô. cô đều đã nói như vậy, vậy thì nơi này căn ngỗng xử lý cũng rất tốt. tiện thể cô có muốn một phần hay không chứ? thật sự là có thể ư? Cô trận to hai mắt, hít vào một hơi thật sâu. Trong miệng nước miếng nhanh chóng cũng tiết ra rồi. Trái tim giống như nhìn thấy người yêu vậy. Bình bịch, bình bịch mà đập quần lặn. Diêm đẳng bật cười. Bộ dáng của cô quỷ gối trước thức ăn thật đúng là thớ vị. Dĩ nhiên, còn có sân cửu cao cấp cũng là chiều bài. Cô có thể bởi vì mỗi trùng lại mà thường một chút. Nói đến một nửa, anh bỗng nhiên không nói nữa. Nụ cười trên mặt cũng biến mất theo. Cô thấy anh nhìn chằm chằm vào một bàn. Mà một bàn kia Có một đôi trai gái sóng vai ngồi bên cạnh nhau Người đàn ông thành thục anh Tuấn Cô gái xinh đẹp tỏa ra bốn phía Ăn mặc thời thượng Hai người vừa nói vừa cười với chuyện với nhau Làm sao vậy? Tổng giám đốc biết bọn họ sao? Hay là có tù ăn với bọn họ chứ? Cô nhỏ giọng hỏi Là cái địch trên thương trường ư Cô biết công ty xây dựng thiên mạc Thành lập mấy năm nay Có danh tiếng chất lượng bậc nhất Nhưng cũng vì vậy mà làm cho rất nhiều công ty đồng nghiệp khen tị nhìn dáng vẻ anh trừng mắt với đôi trai cái kia, chính là rất không tầm thường nha. Diêm Đằng vẫn cho trả lời nghi vấn của cô. Đôi trai gái kia đã giơ tay lên chào hỏi với anh. Người đàn ông cười rất là thân thiết. Cô gái cũng cười tươi như là hoa. Diêm Đằng à, mau tới đây ngồi đi. Bọn họ trong miệng một lời mà nói. Hiểu vũ nhướng lòng mày. Thì ra không phải là kẻ thù tình cờ gặp mặt. Cô có thể yên tâm đi. Nhưng cô cảm giác Tổng giám đốc giống như không hoàn toàn có buông lòng. lại còn hít mỏ một hơi thật là sâu, giống như cố gắng ổn định lại cảm xúc đột nhiên căng thẳng. Tại sao? Tại sao phản ứng của anh lại kỳ lạ như vậy? Dèm đằng cất bước đi tới, cô đi theo anh, nhìn thấy bả vai của anh cứng ngắc. Tiểu tử thư này là... Hàn kính chết mặt tươi cười cất tiếng hỏi, dèm đằng hắng giọng nói. Là tư ký của em, bởi vì làm thêm giờ quá muộn. Lúc anh gọi tới, em đang đưa quấy trở về nhà. Cho nên liền cùng nhau dẫn cô ấy tới đây Hai người sẽ không để tâm chứ Làm sao có thể chứ Nhanh ngồi xuống đi Hàn kính chết mỉm cười thân thiết rồi nhìn Hiểu Vũ hỏi Cô họ gì Hiểu Vũ vội vàng nở nụ cười đáp Tôi tên là Thành Hiểu Vũ Chào anh Chào cô Tôi là Hàn kính chết Cũng giống như anh em rồi của xem đang vậy Còn tôi là anh Cậu ấy kém tôi 5 tuổi là em trai Chúng tôi cùng nhau lớn lên từ nhỏ Cho nên tình cảm rất tốt Hóa ra là như vậy ạ à? Người ta cũng tự giới thiệu cặn kẽ như vậy rồi Cô cho làm mình cũng nên bánh ít đi xuống Tôi vốn là trợ lý thư ký của tổng giám đốc Nhưng bởi vì cô ấy phải dẫn thai Cho nên tôi tạm thời đảm nhiệm chức vụ thư ký thay Làm việc giới quyền của xem đằng chắc sẽ không dễ dàng đâu nhỉ Cô ấy yêu cầu rất là cao đó Hàn kính chết quay nói Thật ra thì cũng rất là tốt Tổng giám đốc của chúng tôi tuy là mặt nhưng mà ác tâm thiện Mặt ác tâm thiện ư Hàn kính chết nhịn công được mà bật cười đây là lần đầu tiên tôi nghe có người hình dung xem đằng như vậy đó. Nói xong, Hàn kính chết tiếp tục giới thiệu. Vị này cũng là bạn nuôi khố cùng lăn lên từ nhỏ với chúng tôi. Cô ấy tên là Bạch Nhã Huân, cũng giống như em gái của chúng tôi vậy. Em gái ư? Hiểu Vũ buồn bực, nếu như giống như em gái. Vậy thì tại sao xem Đằng lại nhìn cô ấy thì sắc mặt liền tay rồi? Cô ấy không phải đắc tội gì với xem Đằng chứ. Mà dù đồ ăn ở như ti phường vô cùng là ngon miệng, nhưng Hiểu Vũ lại có loại cảm giác là ăn không biết ngon. Nguyên nhân là do không khí là lạ, mà người làm cho không khí trở nên hết sức cổ quái này lại là Diêm Đằng. Ra khỏi quán, cô và Diêm Đằng đứng chung một chỗ, đưa mắt nhìn hẳn kính chết và bạch nhã hân rời đi. Mãi cho đến khi không nhìn thấy xe của bọn họ nữa, anh vẫn đứng thêm mười mấy phút mới mở cửa lên xe, mà cô cũng vội vàng lên theo. Anh đưa cô về nhà cũng không phải mới một hai lần. Anh biết nhà của cô Cho nên không cần cô chỉ đường Cũng là không cần mở miệng Bên trong xe là một mảnh trầm mặc Làm cho người ta hít thở không thông Cô cũng bị khuôn mặt nặng nề của anh Làm cho sợ hãi Cô chưa từng nhìn thấy anh như vậy Lúc ở nhà hàng Anh gần như không có ăn gì Hiện tại chắc hẳn rất là đói bụng đi Thật ra thì cô cũng như vậy Bởi vì anh là cho nên cô cũng không có khẩu vị theo. Tổng giám đốc bà về trước có một quán rượu phong cách nhật Chúng ta đi uống một chén thì như thế nào Cô bảo can hỏi Ôm lấy ý nghĩ trước sau như một của mình Dù sao thì coi như có bị cự tuyệt Cô cũng sẽ không có tuần tất gì Bởi vì da mặt của cô rất dày Chịu nổi sự cự tuyệt của người khác Nghe được đề nghị này của cô Thì Diêm Đằng hơi trầm mặc. Vào lúc cô cho rằng không có hy vọng Thì anh lại lên tiếng Ừ, anh nói ừ sao Hiểu vũ nâng mi mắt lên Ánh mắt tỏa sáng nhìn anh Tâm tình trong ngày mắt cũng trở nên tốt hơn. Đề nghị này xem như không đầu không đuôi, cho rằng sẽ bị anh quê trả lại, nhưng không ngờ anh chỉ suy nghĩ một chút liền đã đồng ý, thật sự là ngoài dự đoán của cô. Diêm đang dừng xe trong chỗ đỗ xe ven đường, quán rượu ở bên cạnh con đường lớn, nhà cô cách chỗ này không xa, quẹo vào trong ngõ hẻm chính là một cái khu tường hoa mà cô ở. Đêm đã khuya rồi, lối đi bộ không có ai, trong quán rượu ngược lại rất là sôi động. Đến, ngồi ở đây. Nên là là vị trí cũ của tôi đó. Cô quen thuộc đưa diêm đằng vào chỗ ngồi. Ngay cả thực đơn cũng không cần nhìn. Đã gọi một cái món nướng đặc sắc của quán và một bình rượu trắng với nhân viên phục vụ đang đứng bên cạnh chờ. Cô rất thường xuyên đến đây sao? diêm đang cười áo khoác tây trang ra, không khí ở đây rất tốt, nhưng không giống nơi mà cô sẽ thường xuyên đến đi. Nghe anh hỏi, hiểu vũ tươi cười sán lặn Mỗi tháng vào ngày lĩnh lương, tôi sẽ đưa ông nội cha và em trai tới đây ăn một bữa tiệc lớn. Cũng là ngày một tháng. Ngày duy nhất tôi sẽ chấp nhận cho bọn họ có thể uống một chút rượu. Ông chủ và tôi rất quen. Ông ấy sẽ tính cho tôi 70% thôi, theo giá của nhân viên đó. Diệm đằng có vẻ đam chiêu nhìn nụ cười, y hệt như thạch trái cây trên khuôn mặt của cô. Một lúc lâu mới nói. thượng ký Thành à, hoàn cảnh của cô mặc dù không quá tốt, nhưng hình như mỗi ngày cô đều rất là vui vẻ. Bởi vì tôi cảm thấy, chỉ cần nghĩ theo chiều hướng tốt, thì sẽ có chuyện tốt xảy ra thôi. Cô rót rượu cho anh, thận trọng nhìn anh một chút rồi mới cất tiếng hỏi. Vậy còn anh, tổng giám đốc à? Anh thì vì sao lại không vui chứ? Diêm đang uống một ngụm hết sạch rượu trong chén, khẳn khẳn cắt tiếng nói. Bởi vì có quá nhiều chuyện phiền lòng. Hiểu vũ cắn cắn môi, giọng nói lại càng cẩn thận hơn. Tôi biết rõ, mấy dự án kiến trúc của công ty đều rất thuận lợi. Ban ngày anh vẫn còn tốt, thậm chí lúc chúng ta bước vào nhà hàng vẫn còn tốt lắm lại còn nói đùa với tôi. Cho đến sau khi anh nhìn thấy cô, bạch kia. Cô còn chưa nói xong, bởi vì tìm không ra tính từ chính xác để hình dung phản ứng của anh vào lúc đó. Phản ứng của anh nói tức giận cũng không đúng, nói âm trầm thì có một chút, nói không vui lại giống như là nhìn bề ngoài quá. Cô thật sự là không biết phải giải thích như thế nào được. Diêm đằng đau khổ, nhếch miệng. Không ngờ cô cũng nhìn ra được. Bởi vì quá rõ ràng mà. Hiểu vũ cong môi cất lời anh lại uống cặn mấy ly rượu rồi mới chậm rãi nói nhà hân là người phụ nữ của tôi anh nói cái gì cô suýt chút nữa thì bị sặc rượu có thể nói tôi vẫn luôn giống như một chiếc bánh xe dự phòng của cô ấy diêm đằng lại uống hết một ly rượu trắng bởi vì buồn bã mà trở nên chua xót anh anh vẫn nói gì hiểu vũ lại lớn tiếng lần này cô thật sự là bị sặc rượu rồi cô thầm mến anh lâu như vậy mà anh cũng chỉ là bánh xe dự phòng của một người phụ nữ khác Điều này làm sao cô chịu nổi chứ? Cô không thể tưởng tượng, cô không có cách nào tiếp nhận. Nhưng anh có thể nói cặn kẽ một chút sao? Cô lại rất để rượu cho anh, thuận tiện ra ám hiệu quầy phục vụ đưa thêm một bầu rượu nữa. Cô rất rõ ràng, đàn ông sẽ không dễ dàng nói ra nỗi buồn khổ trong lòng. Thường thường cần phải mượn một chút sức lực của rượu thì bọn họ mới có thể buông lòng phòng bị. Hỏi cô tại sao biết ư? Bởi vì cha, ông nội, em trai cô đều là như vậy bình thường cắn răng cự để mà chống đỡ chỉ cần uống vào một chút rượu sẽ vừa khóc vừa cười nói ra hết toàn bộ phiền não ở trong lòng chúng tôi là thành mai trúc mã lớn lên bên nhau diêm đang chậm rãi mở miệng 15 tuổi liền nên trái cấm đây là lần đầu tiên của cả hai tôi cho là chúng tôi sẽ trở thành bạn đời đến ta tôi vẫn luôn cho là như vậy Mười, 15 tuổi ư cô theo bản năng nuốt nước miếng một cái mà tâm cũng lạnh theo người ta 15 tuổi đã như vậy Cô đây 24 tuổi rồi Nhưng vẫn là giờ nữ Ngay cả một cuộc tình chưa từng trải qua Thật sự là quá kém còi rồi mà Sau khi lên đại học Thì cô ấy liền thay rồi Anh có khăn nói Cô ấy yêu anh kính chết Cô ấy nói bỗng nhiên cô ấy phát hiện Bản thân thích mỗi người đàn ông thành thục hơn Người đàn ông giống như là anh kính chết vậy Mì tầm của cô cũng nhíu lại theo Cô có thể lý giải đại khái ý tưởng của Bạch Nhã Hân Giống như cô lúc này cũng vậy cũng không có cảm giác gì với những người chàng trai trẻ tuổi trong công ty một chút nào, mà trong mắt chỉ có diêm đằng thành thục chững chặt. Lúc ấy, tôi rất là khổ sở. Giọng nói của anh càng thô, càng khàn, càng chua chát hơn. Tôi nói với cô ấy có một ngày, tôi cũng sẽ trở thành một người đàn ông giống như anh kính chết vậy, chỉ cần cho tôi thời gian. Thế nhưng cô ấy nói, cô ấy đợi không được, cô ấy phải có anh trinh kiết ngay. Cô ấy muốn trở thành người phụ nữ của anh kính chết, nếu không thì cô ấy sẽ chết mất. Làm ơn đi, Hiểu vũ nhân mỗi xem thường Người phụ nữ kia Cái cô Bạch Nhã Hân kia hoàn toàn là háo sắc thôi Cô ấy thật sự yêu hẳn kính chết sao Hay chỉ là muốn thể nghiệm người đàn ông khác nhau mà thôi chứ Mặc dù cô không có kinh nghiệm tình dục Nhưng cô lại có nhiều bạn Loại tình gì cũng đều có cả Dư Vân chính là một cô gái mê trai đẹp điển hình Mỗi lần coi trọng người đàn ông nào Đều nói không có người đàn ông đó Thì chắc chắn sẽ chết Theo nhiều cô thấy Bạch Nhã Hân cũng giống như vậy mà thôi Cô ấy và Diêm Đằng ở chung một chỗ đã lâu, ngán, cho nên muốn đổi người đàn ông khác. Cố tình Diêm Đằng lại cố chấp với tình yêu này, thật sự tin tưởng chuyện hoang đường ra. Cô ấy đột nhiên phát hiện mình yêu thích loại hình người đàn ông thành thục. Sau đó chúng tôi chia tay. Diêm Đằng lại uống một ly rượu, hô hấp trở nên trầm trọng. Nhưng hai năm sau, cô ấy lại quay trở lại bên cạnh tôi. Cô ấy nói anh kính chết từ đầu tới cuối, chỉ coi cô ấy như là em gái. Mà cô ấy lại phát hiện cô ấy vẫn còn yêu tôi. Hiểu vũ tức giận câu mày Cũng phiền lòng uống cạn một chén Cô gái bạch nhã hân này thật sự khiến người ta Người và thần đều căm phẫn mà Vất bỏ một người đàn ông yêu cô ta như thế Muốn đi theo một người đàn ông khác Đợi đến lúc người đàn ông kia Hoàn toàn không có cảm giác gì với cô ta Thì cô ta lại quay đầu lại tìm tình yêu cũ Thật sự là quá mức tưởng tượng mà Tầm giám đốc à tự cho tôi nói thẳng Cái đó anh không ngại sao Bình thường đàn ông đều sẽ để ý Cô không nói được rõ ràng Nhưng cô biết anh hiểu Hiểu rằng cô muốn nói cái gì Quả nhiên anh chấn động một cái Tay cầm ly rượu nắm lại thật chặt Rồi lại buông ra Sau một lúc lâu mới mở miệng Giọng nói kia vô cùng lạnh lẽo và cứng rắn Tôi yêu cô ấy Bằng lòng tha thứ việc cô ấy nhất thời lạc đường Cô ấy nói cô ấy và anh Kinh chết chưa phát sinh cái gì Tôi tin tưởng con người của anh Kinh chết Giữa bọn họ là trong sạch Trời ạ à, Cô rất muốn vỗ trán một cái bởi vì cô sắp té xỉu rồi. Cô gái kia và hàn kính chết không xảy ra chuyện gì, không có nghĩa là cô ta và người đàn ông khác cũng không hề xảy ra chuyện gì đi. Mà cô ta và hàn kính chết không xảy ra quan hệ là bởi vì hàn kính chết không cho cô ta cơ hội mà không phải là cô ta thành thực với diêm đằng đến mức nào, giữ mình đến mức nào. Hai năm là một thời gian rất dài. Chẳng lẽ anh không nghĩ tới vào lúc cô đơn, bản nhã hân đã từng được sưởi ấm trong lòng ngực của cô một người đàn ông khác hay sao? anh muốn chung tình muốn tin tưởng cũng không cần như vậy chứ điều này hoàn toàn là lừa mình dối người mà nếu là cô thì cô tuyệt đối sẽ không làm tổn thương anh tuyệt đối là sẽ không hai năm qua tôi vẫn luôn để cho cô ấy được tự do cô ấy bay qua tokyo một thời gian lại bay qua paris một thời gian nhưng chỉ cần trở lại đài loan cô ấy sẽ lại trở về bên cạnh tôi làm người phụ nữ của tôi anh lay động ly rượu ngừng mắt nhìn chất lòng màu trắng trong ly Tôi chợt to rằng đó là cách yêu của cô ấy. Nhưng vừa nghe thấy anh kính chết trở lại, cuối cùng cô ấy lại đi dây dưa cùng với anh kính chết. Cuối cùng tôi chỉ là bánh xe dự phòng trong tình cảm của cô ấy. Cô ấy vẫn không thể nào bỏ được anh kính chết. Giọng nói trầm thấp thống khổ của anh làm lòng của cô bị nháng một cái. Một phần tình cảm không xác định. Đây chính là lý do mà ngoài công việc anh luôn có một tia tịch mịch không thể nào che giấu được sau. Cô vẫn cho là bởi vì không có người thân nên anh mới có vẻ tịch mịch như vậy. Thể ra sự tịch mịch của anh đều là do Bạch Nhã Hân ban cho. Nhìn anh uống hết ly rượu này, rồi lại đến ly rượu khác, cô cũng không ngăn trở. Sẽ để cho anh nhất túy giải tiên sầu, nói ra được nỗi khổ rồi, sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Cô thở dài một hơi thật sâu, sau khi biết tâm sự của anh, cô cũng không dễ chịu gì cả. Bởi vì anh đang khổ sở vì một người phụ nữ khác mà cô lại đau lòng vì anh. Cuộc sống tất nhiên sẽ có tỉnh si mê, hạn này không liên quan đến gió cùng với trăng cả, rất là có đạo lý. Ai, quan tâm anh là gió hay là trăng cái gì chứ? Đợi một chút nữa gọi giúp anh một chiếc taxi để anh về nhà, tối nay nhất định anh không thể lái xe được rồi. Ngày hôm sau vừa đến công ty, Hiểu Vũ cũng rất là lo lắng. Cô biết bí mật của Diêm Đăng, nếu như không phải là uống say, thì làm sao anh có thể nói cho một thư ký nhỏ như cô cái nội tâm thống khổ của mình chứ? mà dù biết bí mật của anh, giống như làm cho quan hệ của bọn họ thân cận hơn, nhưng có thể anh hoàn toàn không muốn làm cho người khác biết thế giới tình cảm sâu trong nội tâm của mình. Dù sao anh cũng là cấp trên là ông chủ, mà cô chỉ là nhân viên của anh mà thôi, như vậy giống như đã vượt qua ranh giới. Thư ký Thành à, đang suy nghĩ gì thế? Giọng nói trầm ồn quen thuộc truyền vào trong tay, hiểu vũ ngừng mạnh đầu lên, nhìn thấy Diêm Đằng đứng trước bàn làm việc của mình lông mày đen đậm cũng mang theo ánh mắt thâm thúy đam chiêu mà nhìn về phía cô khuôn mặt của cô không khỏi nóng lên mà hoàng lặn. à không có gì ạ à. anh đến đây vào lúc nào vậy là đi đường nào vào mà không hề có một tiếng động chứ thưa ký thành à diêm năng nhìn cô chăm chú chậm rãi kéo khóe miệng ngày hôm qua tôi luống cuống rồi Lời tôi đã nói, cô hãy quen hết đi. Anh còn chưa say đến mức quen mình vào cô lúc ở quán rượu đã nói những gì. Tối ngày hôm qua, không biết là do công ký hay do đối tượng là Thành Hiểu Vũ, cho nên anh mới sẽ rượu ra mà lời ra. Anh cũng không rõ nguyên nhân, nhưng anh rất hối hận vì mình đã nói với cô một chút chuyện không nên nói. Cô chỉ là thư ký của công ty, công việc của cô không bao gồm nghe anh tố khổ, nhất là một câu chuyện tình yêu như một bộ phim cấp 3. Vậy mà anh lại nói cho cô biết cái tình yêu không chịu nổi đó, thật là mất mặt mà. Cái đó, Hiểu vũ thuận tay cầm một vài giấy lên, dùng sức cõ cõ vào đầu mình xà bộ hồ đồ nói. Tôi cũng uống say rồi, cho nên tổng giám đốc nói gì tôi cũng không nhớ rõ. Cũng không cần thiết phải như vậy. Diêm đằng không tự chủ mà nở nụ cười. Ý của tôi là, những gì tôi nói tối ngày hôm qua, cô biết tôi biết là được rồi. Tôi sẽ không hy vọng có vài phóng viên tạp chí cũng biết đến. Anh trả lời hài hước, để cho cô cũng yên tâm mà cười nói. Tổng giám đốc hãy yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ giữ mồm giữ miệng, cho dù có nhiều tiền tưởng hơn tôi cũng sẽ không nói ra đâu Tôi tin cô Anh nhìn cô một cái thật sâu Rồi sau đó rút một cái thẻ trong tập tài liệu đưa cho cô Lão tổng giám đốc của tập đoàn Kinh Vũ Tối nay sẽ tổ chức tiệc rượu tại nhà Muốn tuyên bố việc anh Kinh Chết Sẽ tiếp nhận chức vụ chủ tịch tập đoàn Kinh Vũ Trên đây có thời gian và địa điểm Cô đi cùng với tôi Hiểu Vũ Kính nhận lấy vé mời đáp một tiếng vâng Cho tôi một ly cà phê Nói xong xem nàng bước vào phòng làm việc Hiểu vũ nhìn theo bóng lưng cương trực của anh, lại nhìn thấy tấm thiệp mời tiếp vàng hoa lệ. Buổi tối sẽ gặp được hàn kính chết, như vậy cũng sẽ nhìn thấy được Bạch Nhã Hân sao? Nếu như lại nhìn thấy cảnh Bạch Nhã Hân danh sát bên cạnh hàn kính chết, như vậy Diêm thằng sẽ như thế nào đây? Anh đã đi tìm gặp Bạch Nhã Hân nói chuyện rồi sao? Anh không có sao chứ? Tối ngày hôm qua anh say rồi, bởi sáng đã tới công ty, như vậy thì sẽ không có thời gian đi tìm cô ấy nói chuyện mới đúng. Đáng chết! Rõ ràng là chuyện tình tay ba của người ta Nhưng làm sao cô còn phiền não hơn cả bọn họ như thế này chứ Cô đó Vẫn là nên phiền não về tiền thuê nhà Cùng với tiền thức thăng của ông nội Có vẻ chân thật hơn đi Tiền ơi là tiền Làm sao tiền thật sự không rơi từ trên trời xuống chứ Cho dù có bị nện cho bể đầu máu chảy Cô cũng sẽ là cam tâm tình nguyện nha Buổi tối Nhà họ Hàn đèn đốt sáng trưng Trong vườn hoa cỏ xôn xe Phòng khách có ban công thông ra bên ngoài mỗi bàn công đều có thể chứa được 7 đến 8 người, thật là khiến hiểu vũ mở rộng tầm mắt. 8 giờ, khách mời gần như đều đến đông đủ, phục vụ đi qua đi lại trong phòng, quan tâm chú đáo rất rượu vang cổng sâm banh cho quý khách. Hiểu vũ không ngừng quan sát ngôi nhà cao cấp xa hoa này, tổng cộng diện tích bên trong và bên ngoài, phải đến là mấy trăm mét vuông. Lết mắt nhìn khắp một cái, có một hồ bơi đúng trần, còn có một sân quần vợt cùng sân nướng thịt ngoài trời có tranh người ta muốn tổ chức tiệc rượu tại nhà quả thật là còn xa hoa hơn cả nhà hàng năm sau. Cô nhà mắt theo đuổi theo phía sau của xem đằng, nỗ lực đóng tốt vai diễn thư ký của mình. Đây là lần đầu tiên cô tham gia loại tiệc triệu này cùng với xem đằng. Công việc này vốn dĩ là của thư ký Hà. Hôm nay thay đổi thành cô may mắn được mặc vào bộ đồ dạo hội cùng với đồ trang sức hàng hiệu mà bộ phận PI đưa tới. Công ty còn mời chuyên gia trang điểm cho cô nữa. Cho nên, Hôm nay cô hoàn toàn giống như thay đổi trở thành một người khác vậy. Cũng giống như thiên kim của gia đình danh giá thường xuất hiện trong tạp chí vậy. Cô còn không nhịn được lén lén chụp cho mình thêm mấy tấm hình lưu niệm trong phòng nghỉ của công ty nữa. Chẳng qua đẹp thì đẹp nhưng mà bụng cô đói rồi nha. Tiếng bộ đồ ăn bằng bạc nguyên chất xen lẫn với tiếng piano tuyệt đẹp trong không khí bay ra mùi vị càng làm cho người ta tăng thêm khẩu vị. Trên chiếc bàn dài khổng lồ bằng đá cẩm thạch bày các loại đồ ăn ngon khiêu thích vị giác. Không biết là mời đầu bếp của nhà hàng nào đến nấu nướng, hại cô tiết bao nhiêu nước bọt không ngừng chảy ra. Có đói bụng không? Chúng ta đi qua lấy một chút đồ ăn. Diêm đằng truyền ánh mắt nhìn cô. Dạ vâng, được ạ. À? Những lời này, cô đã chờ thật lâu rồi. Thức ăn ngon ở phía trước lại thơm như thế. Nếu như không ăn thì thật sự là một sự hành hạ rất lớn rồi. Diêm đằng nhìn dáng vẻ vội vàng của cô không thể nín được cười. Đói bụng thì nói, làm sao lại không nói chứ? Hay là ở trước mặt tôi cần duy trì hình tượng thục nữ đây? Nhìn nụ cười anh Tuấn mê người của anh, lại nghe anh nói như vậy, lòng cô hiểu vũ bỗng trùng xuống. Là cần thiết chứ? Chẳng lẽ anh cho rằng cô thuộc lại không câu nệ, cũng không cần duy trì hình tượng trước mặt của anh sao? Chính là cái gọi anh em hoặc huynh mọi gì đó ư? Cô vẫn rất để ý hình tượng của mình trong lòng của anh. Những lúc không cẩn thận cục xuống bàn, ngủ, thì không tránh được việc lộ ra bản tính, cũng thôi đi. Chỉ cần ở trước mặt anh cô sẽ nhắc nhở Cố gắng đoan trăng một chút Văn nhã một chút Hy vọng trong mắt anh cô là một người phụ nữ Nhưng anh vẫn không xem cô như một người phụ nữ mà đổi đãi sao Cho nên mới cho rằng Cô không cần thiết phải duy trì hiện tượng trước mặt của anh Làm sao thế? Sao lại nhìn tôi như vậy chứ? diêm đang cười như không cười mà cất tiếng hỏi Không có gì ạ à? Hiểu vũ cố giấu sự mất mát trong lòng Lên tinh thần Dùng giọng nói nhanh nhẹn Thật ra thì tôi cũng không qua đói. Trước khi hóa trang, tôi đã ăn lát dạng một miếng bánh bao cực lớn rồi. Nhưng người thấy mùi thức ăn thấm nước như vậy thật sự là không chịu nổi. Giám đốc à, đó có phải là mùi biết thích nướng than có đúng không? Nếu không thể được anh xem như là một người phụ nữ, vậy thì hãy vui vẻ khi ở bên cạnh anh là được rồi đi. Cô vẫn là người tạo không khí vui vẻ trong gia đình. Sau khi mẹ cô cô qua đời, cô phụ trách trêu trọc trong nội và cha vui vẻ. Hiện tại, cô cũng muốn trêu đùa cho anh vui vẻ đuổi đi nỗi mất mát trong tình cảm của anh. Đúng là biết tiếc nấn không sai đi. Cô thật sự là trông tình với thịt bò bít tết đó. Diêm Đăng khẽ mỉm cười nói. Cũng không hẳn đâu nha. Cô làm ra vẻ nghiêm trang mở to hai mắt. Cô cũng không phải rất là thích ăn thịt bò bít tết. Chỉ vì thịt bò là đắt nhất thôi. Tới những chỗ như thế này, nếu ăn thì phải ăn đồ tốt nhất. Dù sao cũng sẽ không ăn những thứ như là giúp lơ xào hay cơm chen đặc sắc gì đó. Nói tỏ ra thì, chính là rau xào và cơm chen thôi bản thân tôi cũng nấu được nha. Khóe miệng của Diêm Đằng đột nhiên xuất hiện một chút ý cười. Thư ký thành à, có lúc quan điểm của cô sẽ làm cho tôi cảm thấy mới mẻ đó. Bởi vì đắt tiền cho nên ăn nhiều, rất là có phong cách của cô đi. Cô thư ký này của anh thật là không giống với những người khác. Không biết chờ sau khi thư ký Hà trả phép đi làm, anh có được bỏ để cho thiểu hành vũ rời đi khỏi bên cạnh anh không? Khẳng định nếu như là thiếu cô, cuộc sống của anh sẽ kém thú vị đi rất nhiều nhưng nói đến cũng thật là buồn cười. Anh bắt đầu không muốn làm việc cùng với thư ký Hà nề nếp đâu ra đấy nữa rồi. lòng người thật đúng là thay đổi mà. mấy tháng trước, anh còn cho rằng mình không thể thiếu đi người trợ thủ đắc lực có khả năng như thư ký Hà. còn khá coi trọng cô ấy. có lẽ anh nên cân nhắc cho thư ký Hà nghỉ một năm để chăm con nhỏ đi. đúng rồi, còn quên nói cho cô, hôm nay cô rất đẹp. anh nhìn cô ca ngợi phát ra từ trong thâm tâm. Vốn dĩ khuôn mặt của cô rất là thanh tú, khuôn mặt trái xanh nho nhỏ, còn có một đôi mắt sáng thông minh, dáng người cũng rất thon thả. Bình thường không hóa trang thì sắc mặt đã ông ánh trong suốt rồi. Trang điểm vào lại càng lộ ra vẻ xanh đẹp động lòng người. Cộng thêm mái tóc dài hơi xoăn, bình thường được buộc gọn lại, lúc này tàn mát ở bên cạnh tắt lưng mảnh khảnh của cô, tăng thêm ý vị của người phụ nữ. Trong công ty có không ít nam nhân viên cho lập gia đình. Anh kỳ quái thế nào, mà cô ngay cả một người bạn trai Cũng không có chứ Tuổi này đúng là thời kỳ kết giao bạn trai gì đó Chẳng lẽ không có người nào phát hiện ra Cuối ngọc thô chưa được mải rũ này hay sao Cảm ơn anh Trái tim cô hiểu vũ đậm kịch liệt Trong ánh mắt gần như tràn đầy sự vui sướng Cô không khỏi kéo kéo lằn váy Lần đầu tiên Tôi mặc loại trang phục này Có một chút hơi khó chịu Nhìn qua thật sự là không cái lại trước tầng giám đốc Kiểu dáng bộ đồ giao hội này thật ra rất là thanh lịch hợp mốt, màu sắc là màu trắng cũng rất là kiêm tốn, nhưng cắt may thật sự vừa người. Đừng cong cơ thể lộ rõ, làm cho cô có một chút công được tự nhiên, mà bình thường không có thói quen đi giày cao gót. Hiện tại, cô phải đi đôi giày cao gót cao 5cm, cô thật sự sợ rằng mình sẽ bị ngã mắt, bước đi cũng trở nên trôn trôn rầy rầy. Không kỳ quái một chút nào cả. khóe miệng của Diêm Đằng mỉm cười khích lệ cô. Cô không cần để ý tới ánh mắt của người khác. Chỉ cần nghĩ cô mặc lên người rất là đẹp. Như vậy là được rồi. Tạm giám đốc à? Hiểu vũ vui thích nhìn anh. Cảm thấy có một trận lửa nóng thiêu đốt từ lồng ngực đến hai gò má. Anh có biết một câu khen ngợi lơ đắng của anh như thế sẽ làm cho cô buổi tối không thể nào ngồi yên được hay không? Một người đàn ông anh Tuấn lại có khả năng giống như anh. Chính là ước mơ từ nhỏ của những cô gái bình thường. Tôi tưởng là ai? Hóa ra là tổng giám đốc Diêm. Một người đàn ông cao béo mặc âu phục vẻ mặt tươi cười đi tới. Diêm đằng nói nhỏ với cô. Người này rất là nhiều lời. Sợ rằng tôi phải xã sao với anh ta rất lâu. Gọi đi kiếm cái gì ăn trước đi. Đừng để bị đói. Đối phương đi tới. Diêm đằng vươn tay cách sao bắt tay với đối phương. Rồi bắt đầu kiểu nói chuyện xã sao. Hiểu vũ làm theo lời phân phó của Diêm đằng. Tự cầm lấy đĩa đi lấy thức ăn. Có lẽ do Diêm đằng không ở bên cạnh cô nên cô cũng không khách khí mà ăn thật nhiều, cho đến khi cảm thấy dạ dày sắp nổi tung thì mới dừng tay. Cô mong muốn ngay cả phần ăn cho bữa sáng ngày mai cũng ăn luôn đi. Nhưng hình như cô đã tính toán sai lầm rồi, bởi vì cô ăn quá no, sắp phun ra hết rồi. Cô sợ mình thật sự sẽ phun ra, nên vội vàng đi ra ngoài. Trước kia cũng có kinh nghiệm tương tự. Bộ phận thư ký tổ chức một buổi gặp gỡ tại một bữa tiệc buffet cao cấp. Cô thầm nghĩ ăn nhiều một chút, để hôm sau không cần ăn nữa. Kết quả vừa đi ra khỏi cổng nhà hàng, đã ói ra ngay trước mặt cống thắt nước, thật sự là quá mất mặt. Bởi vì phòng ngừa lại xảy ra chuyện như vậy một lần nữa, cô vẫn nên đợi ở bên ngoài trước thì tương đối an toàn. Bản thân cô mất mặt là chuyện nhỏ, nếu như để diêm đằng thấy cô ăn nhiều tới mức phát ói, cô cũng không muốn sống nữa đâu. Nhưng nói đi thì cũng phải nói này, nhà của người giàu thật đúng là xa hoa mà, chẳng những kiến trúc chủ đạo theo phong cách cổ xưa của châu Âu, mà ngay cả phần hoa cũng giống như phần hoa trên TV. Cây cối cao lớn, hoa dọc theo đường mòn, các loại hương hoa sông vào mũi thật là lãng mạn, còn có tượng thần tình yêu cùng đài phun nước. Nếu như lúc này xuất hiện một cỗ xe ngựa chậm rãi dòng rời đi tới, cô cũng sẽ không cảm thấy đó là kỳ quái đi. Cô bước đi lững thững, tiêu hóa thức ăn trong xạ xài, bà trì bất xác đi tới kiến trúc chủ đạo ở trung tâm vườn hoa. Trong bóng đêm, gió nhẹ nhẹ phè phẩy từng ngọn cây cùng hoa lá mơ hồ còn nghe thấy tiếng nhạc từ trong nhà truyền ra muốn có được một cuộc sống chất lượng như thế này sợ rằng phải thật sự gặp được một trận mưa tiền thì mới có được đời này cô từng hy vọng có thể sống ở một nơi như thế này nói không chừng người giúp việc của bọn họ cũng phải tốt nghiệp đại học đi đang miên man suy nghĩ thì một trận tiếng cãi vã khiến cô phải dừng lại cô đứng bên cạnh hoa viên tràn ở giữa trồng khoảng năm sáu gốc dừa tạo nên phong cảnh tình của Nam Dương. Cũng bởi vì như vậy, cô không nhìn thấy ai đang ở chỗ nào cả. Màu buông em ra, Diêm Đăng. Giọng nói tức giận của cô gái vang lên. Hiểu Vũ sợ hết hồn, nhận ra đó là giọng của Bạch Nhã Hân. Bạch Nhã và Diêm Đăng ở chỗ này làm cái gì? Không phải là Diêm Đăng đang xã giao với khách sao? Đã ra ngoài từ lúc nào vậy chứ? Cho nên, em thật sự coi anh như bánh xe dự phòng trong tình yêu của em sao? Trả lời anh đi giọng nói chất vấn để tức giận của xem đang truyền tới tại vườn hoa yên tĩnh này có vẻ rất rõ ràng trời ạ à, anh ấy rất là tức giận bọn họ đã tranh chấp trong bao lâu rồi nhỉ hiểu vũ cảm thấy cổ họng của mình thất chặt trái tim cũng không yên mà đập loạn lên đúng bạch nhã hân sảng quái thừa nhận em chưa từng bảo anh chờ em cũng chưa từng nói muốn kết hôn với anh em cảm thấy rất là phiền nếu như anh muốn kết hôn đến như thế hãy đi tìm một người phụ nữ khác mà kết hôn đi Đừng mở tử trái chặt lấy em. Đừng nói ra lời sẽ khiến em hối hận. Diêm đang trầm giọng nói. Anh kiến chết coi em như em gái. Em nên sớm nhận ra sự thật đi. Không nên ảo tưởng như vậy. Nếu không đến cuối cùng người bị thương sẽ là em đó. Anh quan tâm tới việc em bị thương hay không bị thương làm gì chứ? Bạch Nhã Hân không khách khí mà cắt lời của anh. Giọng nói cũng trở nên lớn hơn. Em tình nguyện bị thương. Cũng không muốn kết hôn với anh. Em cầu xin anh đó. Đừng vì em mà là người phụ nữ đầu tiên của anh mà không chịu buông tha cho em đi. Bây giờ còn kiểu người đàn ông chỉ yêu phụ nữ đầu tiên của mình rất là buồn cười đi. Buông tha cho em ư? Thật là hay cho câu không chịu buông tha cho em. Giọng nói của Diêm Đằng mạnh mẽ, hô hấp trở nên hồn hình. Vì sao anh không bỏ được em ư? Đó là bởi vì em luôn dán vào trong lòng anh mà nói. Ở trên thế giới này, chỉ có anh sẽ yêu em. Chỉ có anh ở luôn bên cạnh em. Chỉ có anh sẽ bất chấp tất cả. Coi em là ưu tiên cho nên anh mới có thể cho em một cơ hội nữa. Nếu anh biết trong lời ngon tiếng ngọt kia của em, cũng chỉ là coi anh như là bánh xe dự phòng trong trò chơi tình yêu của mình, thì em cho rằng anh có buồn tha cho em hay không hả? Vậy thì bây giờ anh biết rồi đó, anh cũng thấy rõ rồi đó, người đàn ông mà tôi muốn từ trước đến giờ vẫn luôn là anh kính chết. Nếu như không có được anh ấy, tôi cũng không cam lòng, cả tính của tôi chính luôn là như vậy. Cô họng của Hiểu Vũ bắt đầu cảm thấy khô và ra vị chát. Cô động cũng không dám động, sợ rằng bọn họ sẽ phát hiện ra sự tồn tại của cô. Đáng chết, của cãi nhau riêng tư như vậy, có ai vui mừng khi bị bắt gặp chứ? Ngộ nhỡ bị bọn họ phát hiện ra thì nguy mất rồi, mà không chỉ bọn họ mà cô cũng sẽ rất là xấu hổ. Em chỉ muốn chinh phục anh Kính chết, chứ em không hề yêu anh ấy. Diệm đang nói trốn tim đen của cô ấy. Đúng, em không yêu anh kính chết. Như vậy thì sao chứ? Ít nhất thì em cũng muốn chinh phục anh ấy nhưng em lại không muốn chinh phục anh một chút nào cả diêm Đăng à đối với em mà nói anh đã không có lực hút nữa rồi anh quá dễ dàng chinh phục bắt đầu từ ngày chôn tay xảy ra quan hệ đó thì anh liền căng căng một mực với em chưa bao giờ nhìn một cô gái nào khác cả ngay cả khi đặt một cô gái bị cười sạch lên giường của anh anh cũng sẽ không hề động đến cô ta anh chính là một người đàn ông như vậy rất là cố chấp em thật sự là không chịu nổi ôi trời ơi hiểu vũ trận to hai mắt tại sao bạch Nhã hân có thể nói ra như vậy tại sao cô ta có thể chỉ trích một người đàn ông yêu cô ta đến như vậy cô ta đúng là người đàn bà ở trong phúc mà không biết hưởng mà nhất định cô ta sẽ hối hận chờ đến sau khi mất đi cô ta chắc chắn sẽ hối hận nhưng tại sao diêm đằng lại không nói một lời nào chứ cứ để mặc cho cô ta chà đạp lên tình cảm của anh như vậy mà anh không giận hay sao nói đi chứ dù là lời nói dối cũng được nói cho bạch nhã hân anh đã có người khác để yêu khiến cho cô ta tức chết đi cho nên ý của em là trùm tình của anh cũng là một loại sai lầm sao? Sau một lúc lâu, cô mới nghe thấy Diêm Đăng trầm giọng hỏi ra từng chữ một. Cô tức giận chờ Bạch Nhã Hân trả lời. Cô gái này sẽ nói ra những lời quái quỷ gì nữa đây? Làm cho cô thật là tò mò. Thật ra thì cô lo lắng Bạch Lã Hân sẽ không biết lựa lời nói hơn, sẽ hùng hăng làm tổn thương tới Diêm Đăng một lần nữa. Trùng tình rất tốt, nhưng nếu dùng trên một người cô gái đã không còn tình yêu đối với anh, thì chính là một sai lầm. Trong giọng nói của Bạch Nhã Hân tràn đầy sự kinh thường, hô hấp của cô ta cũng hơi rút ruột, giống như một con chim đang nóng lòng muốn thoát khỏi cái lồng tre vậy. Còn nữa, việc anh cứ một mực chờ đợi phía sau lưng em, khiến cho em cảm thấy chán ghét. Anh bao dung che chở không oán không hối, cũng làm cho em cảm thấy chán ghét. Anh làm cho em sắp không thờ nổi. Ở bên cạnh anh, em hoàn toàn không thể hô hấp. Hiểu vũ cắn chặt răng, ở trong lòng không ngừng mắng bạch nhã hân. Thật là đáng giận, được tiện nghi lại còn ra về. Loại phụ nữ này có chỗ nào đáng giá để Diêm đằng yêu đến như vậy chứ? Tại sao anh lại để tâm đến như vậy? Giờ phút này cô tình nguyện anh phong lưu, cũng không muốn anh câu chấp như vậy với một người phụ nữ không còn yêu mình nữa. Em có từng yêu anh sao? Diêm đằng nuốt xuống cổ họng giọng nói trầm thấp hài. Trả lời anh đi. Em có từng yêu anh sao? Gió đêm thổi lất vắt mây ven lá từ trên cây không một tiếng động bay xuống. Nghe được vấn đề này thì tìm hiểu vũ đập nhanh càng không dám lộn xộn nhưng cái mũi của cô ngứa quá thật sự là rất ngứa nha hiểu vũ che miệng một cái hắt xì cả người cứng đờ lại đáng chết cô nhảy mũi vào đúng thời khắc mấu chút quan trọng này ai giọng nói jem đằng chết lạnh vang lên xong rồi xong rồi cô thầm rên rỉ ở trong lòng là ai còn không mau ra trong giọng nói của jem đằng chứa nhiều ý cảnh cáo là là tôi hiểu vũ dùng đầu lưỡi nhuận nhuận đôi môi Cô nhắm mắt đi ra ngoài, tìm giống như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi vậy. Đây không phải là tư ký của anh sao? Ở trong mắt của Bạch Nhã Hân tràn đầy ý không thể tin tưởng. Cô ta nhìn Hiểu Vũ, lại nhìn sang xem đằng. Trong nhà mắt giống như con mèo hoang bị chọc giận, cô ta không giận mà kiềm chế hỏi xem đằng. Anh phải thư ký trốn ở bên trong làm cái gì hả? Anh là cái đồ tiểu nhân hèn hạ. Anh muốn làm gì? Muốn quay phim hay là ghi âm? Anh muốn đưa cho anh kinh chết xem sao? Anh muốn dùng cái này để phá hoại tình cảm của tôi với anh ấy có đúng không hả? Tâm tình của cô hoàn toàn mất khống chế. Bắt đầu điên cuồng xông qua đánh vào lồng ngực của Diêm Đằng. Diêm Đằng cắn răng bắt lấy hai tay của cô ta. Anh không nhịn được mà nhìn cô ta chằm chằm. Đột nhiên buông tay để cô ta ra giống như một người đàn bà chanh chua. Anh sải bước về phía Hiểu Vũ đang sững sờ. Một tay kéo cô vào trong ngực. Đột nhiên Hiểu Vũ bị anh ôm thật chặt. Cô bị động trận to hai mắt. Chỉ thấy ánh mắt của Diêm Đằng đang giận dữ cảm thấy hô hấp của anh nặng nề, thổi lấp vắt trên mặt của mình. Ánh mắt của anh khiến cho cô hoảng hốt, khiến cho cô khẩn trương, khiến cả người cô không biết phải làm sao cả, cũng khiến cho cô cảm thấy tim đập mạnh, huyết mạch sôi sục. Bạch Nhã Hân Diêm Đằng ôm lấy Hiểu Vũ rồi lạnh lùng nói Đừng cho rằng tôi sẽ một mực chờ đợi phía sau em. Tôi cũng chán ghét trò chơi của em như vậy. Đối với tôi mà nói, em cũng đã không còn một chút lực hút nữa. Hiện tại, tôi đã có đối tượng kết hôn. Chính là cô ấy, thư ký của tôi Đồng thời cũng là người tình bí mật của tôi Thành Hiệu Vũ Trái tim của Thành Hiệu Vũ nhảy lên Cô mở to mắt mà nhìn anh Sợ hãi không biết vì sao anh lại nói ra lời nói dối thầy trời như vậy Mà dù cô từng mong chờ Anh sẽ nói ra những lời như thế để làm Bạch Nhã Hân tức chết Nhưng tại sao lại là cô chứ Đối tượng của anh làm sao có thể là cô Cô, cô hoàn toàn không xứng với anh Anh nói cái cô gái bình thường không có gì nổi bật này là đối tượng kết hôn của anh ư Bạch Nhã Hân không thể tin mà trăng mắt nhìn bọn họ Cảm giác bản thân bị cho vào vẫy Xin cô, không nên làm nhục vợ chưa cưới của tôi Diêm đằng ôm eo cô hiểu vũ Mạnh mẽ có lực nói Cô ấy không hề bình thường một chút nào cả Trên thực tế, từ sau khi cô ấy ở bên cạnh tôi Tôi mới biết cái gì được gọi là tình yêu Những gì với cô Trúc trước Chỉ là một trò chơi lúc nhỏ mà thôi Thật sự là không đáng giá để được nhắc tới Anh nói cái gì? Lúc nhỏ trò chơi ư? Bạch Nhã Hân nheo đôi mắt đẹp lại, giọng nói bỗng nhiên trở nên cao vút. Vậy anh gọi tôi ra đây làm gì? Anh rõ. Ngậm mộm lại. Cô hãy nghe kỹ cho tôi đây. Tôi với cô đã kết thúc rồi. Tôi gọi cô ra ngoài bởi vì tôi đã thuộc về một cô gái khác. Tôi muốn xác định cô sẽ không dây dơ với tôi. Sẽ không làm cho người phụ nữ của tôi cảm thấy không thoải mái trong lòng. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Anh trầm mặc không cách khí cắt ngang lời nói của Bạch Nhã Hân. Anh nói tôi dây dơ với anh ư? Ai muốn dây dưa với anh chứ, thật là buồn cười mà. Hồ hấp của Bạch Nhã Hân tròn giật, chuyển hướng sang Hiểu Vũ, tương đối nghiêm nghị nhìn chăm chú vào cô. Cô, thật sự là người phụ nữ cận xem đằng sau. Cô phải kết hôn với anh ấy ư? Tôi... Hiểu Vũ cảm thấy bàn tay của xem đằng, đang ôm trên eo của cô trở nên căng thẳng, giống như đang ám chỉ cô phối hợp, vì vậy cô bật thốt nên. Đúng là tôi muốn kết hôn với anh ấy. Anh ấy đã cầu hôn tôi rồi, và tôi cũng đã đồng ý ngày ấy là vào vào cuối tháng trời ạ à, cô nói láo còn rất là trơn tru lít nhìn thấy sắc mặt của bạch nhã hân cũng đã thay rồi bây giờ giống như mấy tin tưởng diêm đằng là nghiêm túc nét mặt cô ta thật là ngàn vàng khó mua lời nói láo này cũng là đáng giá đi cuối tháng ư ừ, cô nói là cuối tháng sao bạch nhã hân nhìn chằm chằm riêng đằng mấy phút sau cô ta không hề dâng nhanh múa vút nữa mà cười cật lạnh một tiếng diêm đằng à tôi còn không hiểu anh sao trong lòng anh chỉ có một mình tôi Nhưng nếu anh đã nói muốn kết hôn Vậy thì tôi sẽ chờ xem hai người kết hôn Tôi cũng không tin anh thật sự sẽ kết hôn với cô ta Hai mắt của Bạch Nhã Hân hết sức lạnh lùng Cô ta nâng cao chiếc cầm nhọn hoàn mỹ của mình Bước qua bọn họ một cách cao quý như là công chúa Mà Hiểu Vũ thì chân sắp mềm nhũn rồi Cho đến lúc xác định Bạch Nhã Hân đã đi xa Không quay lại nữa Diêm đẳng mới buông cô ra Hiện tại chỉ có hai người bọn họ đứng cùng một chỗ cái ôm vừa rồi vẫn còn cắt sâu trong lòng cổ cô. Trong đầu cô, bỗng nhiên toát ra một ý tưởng điên cuồng. Bọn nọ sao không thực sự là kết hôn giả mà chọc giận Bạch Nhã Hân chứ? Đối với cô mà nói không có tổn thất gì. Có thể cùng với Diêm đằng người mà cô thầm mến từ lâu trở thành vợ chồng. Dù chỉ là một đám cưới giả, cuộc đời của cô cũng không còn gì tiếc nuối nữa. Bởi vì nếu không phải là đám cưới giả, thì thân phận của bọn họ khác nhau quá xa. Đời này của cô cũng không có cách nào đi đến bên cạnh anh được. Càng đừng nói đến sau khi anh đã kết hôn, trở thành người đàn ông đã có vợ. Đến lúc đó, thì ngay cả tư cách thẩm mến, cô cũng không có nữa rồi. Hiện tại không xác định là anh có thể tiếp nhận một lời đề nghị điên cuồng như vậy hay sao? Anh thật sự là có thể bỏ xuống được bạch nhã hân sao? Hay vừa rồi chỉ là nói lễ mà thôi? Chờ đến lúc hết giận, anh lại muốn quay lại cổ sở chờ đợi bên cạnh bạch nhã hân. Nhưng mà kỳ quái, Nghĩ nhiều lề mề dài dòng như vậy, thật sự là không giống với cá tính của thành hiệu vụ cô một chút nào. Cô quyết định, cô liền đưa ra đề nghị với anh. Không chắc anh có thể tiếp nhận lời đề nghị của cô. Không chắc rằng anh sẽ cần cô làm cô dâu xả cho dù anh cự tuyệt cô cũng không tổn thất gì. Nhiều lắm chỉ là bị từ chối mà thôi. Mắc cỡ sờ mỗi một cái mà thôi, cô sẽ không mất đi một miếng thịt nào cả. Chuyện mới vừa rồi, tôi rất xin lỗi. Diêm đang nhìn cô, Mì tâm nhăn lại thật sâu, tâm tư rối lặn Anh không thể nghi ngờ là đã tìm ra một phiền toái rất lớn cho mình. Dù muốn dạy dỗ Bạch Nhã Hân, anh cũng không cần nói như vậy, không phải hay sao? Hôm nay lời đã nói ra khỏi miệng, nếu như anh không kết hôn với Thành Hiểu Vũ, thì chỉ chứng minh lời nói của Bạch Nhã Hân là đúng. Chứng minh trong lòng anh chỉ có một người phụ nữ là cô ta. Chứng minh anh không có khả năng kết hôn với người phụ nữ khác, mà cô ta sẽ rất vui lòng tiếp tục xuất hiện bên cạnh anh làm tình cảm của anh dao động. Không, anh tuyệt đối không thể để chuyện như vậy xảy ra một lần nữa. Bạch Nhã Hân không thể tiếp tục thao tốn tình cảm của anh được nữa. Cô ta đã trả đạp tình cảm của anh đến cực hạn, anh không cần thiết phải chờ đợi cô ta nữa. Anh bỗng nhiên nhìn hiểu vũ, nếu như bọn họ thật sự kết hôn, đáng chết. Anh đang nghĩ cái gì vậy chứ? Tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy? Cho dù có bị bức ép đến mức nóng này, thì cũng không thể nghĩ như vậy. Thành hiểu vũ đơn thuần như thế, trẻ tuổi như thế, còn có tương lai tốt đẹp đang chờ đón cô ấy. Chẳng may cô ấy đã có người ở trong lòng rồi. Cô ấy có lý do gì để đồng ý yêu cầu vô lễ của anh, phối hợp mà làm đám cưới giả với anh một cách vô lý như vậy đây? Tổng giám đốc à? Hiểu vũ hít sâu một hơi. Cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cô muốn nói chuyện đám cưới giả với anh, mà dù ra mặt rất dày, nhưng cô vẫn phải nói. Thưa kỹ thành à, chuyện tối ngày hôm nay tôi thật sự là vô cùng xin lỗi. Tôi trịnh trọng xin lỗi cô một lần nữa Tôi nghĩ chúng ta không có tâm trạng sự tiệc nữa Để tôi đưa cô về nhà Không phải Tôi không phải là đang nói đến chuyện đó Cô liếm liếm cánh môi Trái tim nhảy loạn ra khỏi lồng ngực Xem đẳng nghe mắt một cái Vậy thì cô muốn nói cái gì chứ Bởi vì làm cho mình bớt cẩn trương hiệu vũ háng giọng Dùng giọng điệu cực kỳ tầm thường Cực kỳ qua quyết nhanh nhẹn hài Chúng ta là một bản kế ước hôn nhân Như thế nào Diêm đang ngây ngần cả người. Cô vừa nói cái gì? Nói lại một lần nữa. Anh trở mắt nhìn cô, giống như hoài nghi cô bị sinh vật ngoài hành tinh nào đó nhập vào người vậy. Tôi nói là... Cô thành thành lại cổ họng, cố gắng nặn ra một nụ cười, dùng dũng khí lớn nhất trong đời mình, bật thốt. Tôi có thể làm đám cưới giả với anh, chỉ cần anh trả thù lao cho tôi là được. Tổng giám đốc cũng biết mà, tôi chính là một bà thím yêu tiền, cho nên chúng ta làm một bản kế ước hôn nhân thì như thế nào? Vài ngày sau, Diêm Đằng đang làm việc lại nhớ tới. Vậy mà anh lại đồng ý làm khế ước hôn nhân với Thành Hiểu Vũ. Nhiều lần anh cảm thấy người bị sinh vật lạ ngoài hành tinh nhập vào là anh mới đúng. Cho dù đề nghị của cô rất phù hợp với nhu cầu của anh, anh cũng không nên tùy hứng mà tân theo. Sự thật chứng minh tự ái của đàn ông có lúc quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Anh tình nguyện tiếp nhận lời đề nghị nhân cuồng của Hiểu Vũ, cũng không muốn để cho Bạch Nhã Hân chế giễu mình chuyện cứ như vậy mà được quyết định. Bọn họ ký kết một hợp đồng hôn nhân, nói rõ quyền lợi nghĩa vụ của hai bên cùng với thủ lao mà cô được nhận. Ngày cưới đã được định vào thời gian mà Hiểu Vũ nói với Bạch Nhã Hân cuối tháng. Cách cuối tháng chỉ còn ba tuần lễ, muốn chuẩn bị hôn lễ cũng hơi vội vàng. Nhưng thật may mắn tiền tài là vạn năng, chỉ cần chịu tốn tiền thì tự nhiên có một đội tổ chức hôn lễ hoàn mỹ chuẩn bị mọi việc. Bọn họ chỉ cần phối hợp với đội tổ chức hôn lễ là được rồi. Ngày hôm qua, anh theo cô về gặp người nhà của cô. Ông nội và bác của cô đều rất hài lòng về anh. Em trai cô đang đi học ở miền Trung, có thể phải đến ngày cưới mới có thể gặp được. Đối với người nhà của cô, anh thật sự ái náy. Xem dáng vẻ của bọn họ, thương yêu hiểu vũ là như vậy. Mặc dù gia cảnh không được tốt, nhưng bọn họ đều coi cô như là công chúa. Nếu như biết bọn họ làm đám cưới giả, nhất định thì hai người họ sẽ ngất xỉu mắt mà bây giờ đã không còn đường lui nữa rồi. Tiền cưới đã được ban bố, thiệp mời cũng được được phát vi trong mấy ngày nay. Nơi tổ chức tiệc cưới đã đặt, ngày mai bọn họ phải đi chụp ảnh cưới. Buổi tối anh muốn đưa cô về nhà, để cho cô, người nữ chủ nhân tương lai này gặp mọi người trong nhà. Anh nhanh chóng xem mấy phần tài liệu ở trên bàn, ký tên xong nhìn thời gian cũng không xây xích gì nhiều. Nửa giờ trước chị Lâm đã gọi điện thoại cho anh, nói đã làm một bản món ăn đang đợi bọn họ. Tất cả mọi người đều không chờ đợi muốn gặp vợ tương lai của anh. Đột nhiên một hồi tin nhắn cắt đứt suy nghĩ của anh. Thấy người nhắn tin đến thì thần kinh của anh đều là căng thẳng. Anh từ từ mở tin nhắn ra, mi tâm cũng trao lại. Đã thấy tin đám cưới của anh. Mau hủy bỏ đi, đừng giận dỗi với em nữa. Buổi tối đến nhà em đi, chúng ta cùng nói chuyện một chút. Em nghĩ muốn yêu anh. Là tin nhắn của Bạch Nhã Hân gửi đến. Trong lòng anh nhất thời cảm thấy ngũ vị tạp trần. Xem ra cô ta thật sự bị dọa sợ Mới có thể nhanh chóng cầu hòa như vậy Cô ta đã nói cô ta không còn yêu anh nữa Nhưng khi anh muốn kết hôn với người phụ nữ khác Cô ta lại không muốn nhường anh cho người ta Cô ta chỉ muốn anh làm bánh xe sự phòng trong tình yêu của cô ta Cả cuộc đời Người phụ nữ mà anh yêu lâu như vậy Lại là một người phụ nữ ích kỷ như thế Mặc dù anh rất là không muốn thừa nhận mình đã yêu lầm người Nhưng anh cũng muốn gánh vác trách nhiệm ngang bằng trong chuyện đó Là trong một thời gian dài anh để cho cô ta cần lấy là lấy Cô ta mới có thể càng ngày càng nghiêm trọng hơn Cũng cho anh ở trong một khoảng thời gian dài Không chịu đối mặt với sự thật Cô ta mới có thể dẫm đạp lên tình cảm của anh dưới lòng bàn chân như vậy Bắt đầu từ bây giờ Giữa bọn họ đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa rồi Anh quả quyết xóa tin nhắn Đứng dậy cầm áo khoác âu phục lên Rồi dài bước rời khỏi phòng làm việc Bên ngoài Hiểu vũ đang chuối đầu vào thứ gì đó Cô rất là chuyên tâm, và mặt thỏa mãn tràn đầy ý cười, thậm chí không cảm giác được anh đã đi đến trước bàn cổ cô. Thậm chí cô còn có dũng khí nói với anh việc làm kế ước hôn nhân. Cho tới ngày hôm nay, cho đến lúc nhìn cô như vậy, anh vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc thì cô lấy dũng khí đó ở đâu ra? Nếu như là vì tiền, lý do không đầy đủ. Anh điều tra tình hình tài chính của nhà họ Thành. Mặc dù căng thẳng cũng còn món nợ, nhưng đều là nợ chồng chất bởi vì tiền chữa bệnh Tiền cho bệnh của ông nội, ba và người mẹ bị ung thư đã qua thời cổ cô. Số lượng không lớn đến mức cô phải bán cả việc hôn nhân của mình. Phối hợp với anh để diễn một vở kịch kết hôn long trọng này cũng không phải là điều dễ dàng. Cô phải lừa dối người nhà, bạn bè rồi đồng nghiệp của mình. Cho dù trong tương lai bọn họ có giải trừ kế ước, cô cũng phải đeo cái mắt. Một người phụ nữ đã ly hôn, làm sao cô sẽ bằng lòng vì tiền mà bán cả bản thân mình như vậy chứ? Anh biết cô rất thích tiền chính là bà thím yêu tiền tiêu chuẩn nhưng cô yêu tiền cũng có đạo lý chứ không phải là loại phụ nữ thấy tiền là sáng mắt lên vì tiền mà bất chấp tất cả anh từng thoáng thấy trên bàn của cô có biên lai like quyên tiền cho hội trẻ mồ côi Trên vọng thế giới cũng từng thấy cô mua kẹo cao su của ông lão bắn kẹo gần công ty một người trong mắt chỉ có tiền là không biết làm lại chuyện đó nếu không đơn thuần vì tiền vậy thì như thế là vì cái gì tại sao cô lại nguyện ý để làm đám cưới giả với anh chứ. Đám cưới giả đối với cô là trăm hại không có lợi. Cô giúp anh một việc lớn, nhưng còn cô, cô sẽ có lợi ích gì đây? Cô đang nhìn cái gì thế? Anh nhìn cô thở sâu, bỗng nhiên mở miệng hài. Hiểu vũ sợ hết cả hồn, ngừng đầu lên nhìn thấy là anh. Cô hốt hoảng cất cao giọng. Anh, anh ra ngoài vào lúc nào vậy? May mắn là anh. Thư ký là đại diện, thường có khách cùng các quản lý trong công ty ra vào ngộ nhỡ bị người khác nhìn thấy cô đang trong thời gian làm việc mà làm việc riêng thì sẽ không tốt lắm cũng vừa mới đi ra ngoài mà thôi cô đang làm cái gì thế anh tò mò hỏi lại một lần nữa à không có gì chỉ làm mấy tấm thiệp mà thôi hiểu vũ mất tự nhiên cười với anh một cái vội vàng thu thập đống thiệp đã làm xong ở trên bàn vào trong túi sách cô đang làm thiệp sao à cái đó thật là xin lỗi tôi biết rõ rằng làm việc không nên làm việc trực tư vô dĩ là đã làm xong ở nhà rồi nhưng lại quên mang đến cho nên không thể làm gì khác hơn là diêm đang kẽ mỉm cười tôi không trách cô chỉ là tò mò hiện tại tin tức phát triển như vậy người ta đều dùng thẻ điện tử để hỏi thăm nhau làm sao vẫn có người tự mình phải làm thiệp chứ nghe được anh không có ý trách cứ hiểu vũ yên tâm hơn cô cười nói bởi vì anh nói trong nhà của anh mọi người đều đã lớn tuổi mà người lớn tuổi lại không biết đến tiệp điện tử, cho nên tôi muốn tự mình làm tiệp tặng cho bọn họ. Qua ít lòng nhiều, cô muốn là như vậy, hơn nữa cô cũng không có nhiều tiền để mua lễ lớn. Anh nói cha mẹ anh 10 năm trước gặp một tai nạn xe cộ đã qua đời, hiện tại ở lại trong biệt thự là một vài người làm lâu năm đã làm việc từ thời cha mẹ của anh. Ví dụ như chị Lâm phụ trách làm việc nhà, chú Lâm phụ trách nghề làm vườn, còn có chú Khang đầu bếp cùng với chú Hà người quản lý phụ trách trong nhà thủy điện, hồ bơi, nhà để xe cùng với tạp vật. Cô nói mấy tấm thiếp vừa rồi, là món tặng cho mấy người chị Lâm sao? Trong mắt của xem Đằng thoáng qua một tia sáng, mà tâm cũng rung động theo. Trong mắt của anh, giống như bị cái gì đụng phải vậy, nhưng anh còn chưa kịp bắt lấy thì đã cảm thấy nó vay vụt mắt. Ừ. Về mặt của Hiếu Vũ đầy tươi cười gật đầu một cái, ánh mắt lóe sáng giống như là ca hát mà cất tiếng nói. Bởi vì mấy ngày nữa chính là lễ sáng sinh, cho nên tôi muốn... Cô hơi lo lắng nhìn anh. Làm sao vậy chứ? Anh cảm thấy bọn họ sẽ không thích sao? Đời này có lẽ chưa từng có ai tặng thiệp Noel cho bọn họ. Có một dòng cảm giác ấm áp chạy rãi dâng lên trong lòng của anh. Anh nhìn cô chăm chăm. Chúng ta mau trở về thôi, bọn họ nhất định sẽ sức vui vẻ. Địa điểm trang mật là một hòn đảo Bali cách Đài Loan thời gian bay cũng không dài. Địa điểm là Diêm đang chọn, bởi vì chuyện công ty đều cần anh xử lý. Mà đám cưới này lại rất là vội vàng, cho nên thời gian trăn mật chỉ có 5 ngày ngắn ngủi. Hiểu vũ cũng không thèm để ý tuần trăng mật này dài hay ngắn. Cô vẫn rất là hương phấn. Lần đầu tiên xuất ngạch, lần đầu tiên đi máy bay, đối với cô mà nói cái gì cũng rất là mới mẻ. Mà quan trọng rằng, Diêm Đằng sẽ ở bên cạnh cô, mặc dù biết rõ người chồng này là già, giữa bọn họ cũng sẽ còn xảy ra những tình tiết ngọt ngào, nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân đã đủ hạnh phúc rồi. Ngày hôm qua, là lại kết hôn cả đời này cô cũng khó có thể quên. Dưới sự chứng kiến một trăm bàn cách, cô mặc chiếc váy cưới màu trắng xanh đẹp, đeo một bộ trang sức đầy đủ bằng kim cương, đừng diêm đằng sắt đi lên thảm đỏ. Cô nhìn thấy ông nội và ba của mình ngồi ở bàn chủ trì, vui mừng đến mức bật khóc mà dù che giấu chân tướng với bọn họ, rất là có lỗi với bọn họ, nhưng cô không hối hận với quyết định của mình. Cô không những không hề hối hận về việc mình đã làm kế ước hôn nhân với Diêm đằng, ngược lại trong lúc chuẩn bị đám cưới, cô càng ngày càng khẳng định ý nghĩ điên cuồng của mình đã làm rất đúng. Diêm Đằng còn nói cho cô biết, Bạch Nhã Hân đã nhắn tin cho anh rất là nhiều lần, cố ngăn cản anh kết hôn. Cô ta thậm chí còn nói muốn tìm cô. Người chuẩn bị lòng cô dâu này nói chuyện một chút Anh lo lắng Bạch Nhã Hân thật sự sẽ tìm cô nói chuyện Cho nên nói trước cho cô biết Để cho cô chuẩn bị tâm lý Cô không khỏi nghĩ Suốt cuộc thì Bạch Nhã Hân muốn làm thế nào Đã không biết quý trọng tình cảm của Diêm Đăng Lại không chúc phúc cho anh đã tìm được hạnh phúc Người phụ nữ này thật là không biết phân biệt tốt xấu Nếu như cô không chủ động đề nghị cái kế ước hôn nhân điên cuồng này Thì rất có thể Diêm Đăng sẽ chịu sự tổn thương từ Bạch Nhã Hân một lần nữa vì đùa dẫn đàn ông trong lòng bàn tay cô tin tưởng người phụ nữ bạch nhã hân cái gì cũng có thể nói ra được chuyện gì đều có thể làm ra được đột nhiên thân máy bay lay động kịch liệt một trận cắt đứt suy nghĩ của hiểu vũ cô sợ đến xanh cả mặt nắm chặt lấy cánh tay của xem đằng tổng giám đốc à thật là khủng khiếp trái tim của cô suýt chút nữa thì ngừng đập rồi diêm đằng như người ôm chắc lấy bảo vai của cô giúp cô ổn định lại hiểu vũ à Em phải thay đổi anh bằng cái tên ông xã sao không ai gọi chồng mình là tổng giám đốc Nếu không người khác sẽ sinh nghi đó À đúng nhỉ Làm sao tôi lại quên mất Nhưng bây giờ có thể trước tiên không nói cái đó sao Về mặt của cô như đưa đám Máy bay mày bị làm sao vậy Làm sao vẫn rung lắc như vậy Có phải là nó sắp sắp rơi xuống hay không Ông trời tại sao lại không công bằng như vậy chứ Hạnh phúc của cô cũng quá là ngắn ngủi rồi Tôi cho rằng lá gan của em rất lớn đó Diêm đang mỉm cười nói anh nói cái gì hàm răng của cô rôn rảy ngức lên cất tiếng hỏi nụ cười của anh lại càng sâu hơn nếu không làm sao lại dám cầu hôn tôi chứ tôi tôi đâu có cầu hôn anh chứ cô lắp bắp nói tôi là có lòng câu vớt anh nếu không anh sẽ bị man nữ vây khốn rất là đáng thương tôi không nhìn được người khác đáng thương đâu chẳng qua là sau khi bị anh rời đi lực chú ý cô hình như không còn sợ hãi nữa cô ngước mắt nhìn anh đầy tham kích một người đàn ông hẳn mỹ như anh Tại sao Bạch Nhã Hân lại không biết quý trọng chứ? Nếu anh thật sự là lão công của cô thì tốt biết bao. Nhưng mà không cần tham lam hơn nữa. Thành hiểu vũ à? Ít nhất bây giờ người đang ở bên cạnh anh là cô. Chỉ cần như vậy là đã đủ rồi. Mấy phút sau, thần máy bay bay qua vùng rối lạnh, coi vô tình trạng bay vững vàng. Cô cũng ngụ ngùng tiếp tục nắm lấy tay anh, cũng không dấu vết mà buông lỏng ra. Ngược lại, anh vẫn không buông vai của cô ra. Sợ vào anh như vậy cô cũng bất trì bất xác mà ngủ thiếp đi. Buổi chiều đầu tiên trên đảo Bali, hiểu vũ bởi vì các loại nhân tố hương phấn cũng cần trương quá độ, cộng thêm không quen ký hậu, lần đầu tiên xuất ngoại mà bị ngã bệnh. Cô nóng sốt, lúc thì rét run, lúc thì càng người nóng đến thoát mồ hôi, nằm trên giường trong một biệt tự xa hoa không thể độc đậy, không thể đi đâu được. Xem đằng mời một vị bác sĩ gốc hoa nổi tiếng đến khám và kê đơn thuốc cho cô. Mẹ à, ở trong mộng cô thấy người mẹ đã qua đời, cô đuổi theo thế nào cũng là đuổi không kịp, vẫn cứ ở đằng sau mẹ, mở to mắt liền thấy đôi mắt lo lắng của Diêm Đằng. Cô cảm thấy như thế nào rồi? Anh nhanh chóng hỏi. Bác sĩ vừa chăm cứu giúp cô hạ sốt, nếu như rất là không thoải mái thì chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay. Dáng vẻ cô tìm mẹ trong mơ khiến anh cảm thấy rất đau lòng, anh càng cảm giác có lỗi, một cô gái tốt như vậy thế mà anh lại lợi dụng cô. Thật là xin lỗi lại còn khiến anh phải chăm sóc cho tôi. Hiểu vũ hít hít lỗ mũi, bực nước mắt đã tràn đầy lại vành mắt. Thần thể ốm đau để cho cô có cảm giác muốn khóc. Bình thường cô sẽ không yếu ớt như vậy. Đúng là đồ ngốc. Chồng chăm sóc sau vợ chính là chuyện kinh thiên định nghĩa. Nói là xin lỗi cái gì chứ? Diêm đằng nhẹ nhàng lao giọt nước mắt trên má của cô đi. Cô ơi nói như vậy, hy vọng cô có thể phá được nước mắt mà mỉm cười. Trong khoảng thời gian chuẩn bị hôn lễ này, giữa bọn họ đã sinh ra một chút biến hóa bởi vì có quá nhiều việc cần làm với nhau bọn họ có cơ hội thường xuyên ở bên nhau sau đó anh phát hiện tình cảm của hiểu vũ đối với anh trước tiên không nói anh cũng không chế độ như vậy thật ra thì hiểu vũ cũng hoàn toàn không biết che giấu tình cảm cho nên anh cũng không có phát hiện ra trước kia không phát hiện bởi vì lực chú ý của anh hoàn toàn không đặt ở trên người của cô sau khi anh phát hiện ra tình cảm của hiểu vũ đối với mình anh cũng không có biện pháp sẽ coi cô như đối tượng kết hôn theo cái ước hôn nhân đơn thuần nữa rồi. Đồng thời cũng tìm ra được lời giải nguyên nhân thật sự vì sao cô lại nguyện ý vì tiền mà ký cái ước hôn nhân với anh. Thì ra không phải là vì tiền, mà là vì yêu. Cô yêu anh không biết đã bao lâu rồi. Sau khi biết được điều đó, tim anh bị bóc nghẹt nói không nên lời, cảm thấy cô thật là ngốc nghếch. Là anh có tài có đức gì để cô phải trả giá như vậy chứ? Tôi cũng không phải là vợ thật sự của anh Hiểu vũ nói Trong lòng có một loại cảm xúc ê ẩm luẩn quẩn không thể nào tiêu tan Lông đang bị bệnh cảm thụ đặc biệt rõ ràng Uống phí bình thường cô đều đem bản thân như là nữ siêu nhân mà huấn luyện Như vậy mới có thể chăm sóc cho một nhà già trẻ Cho dù cô nói như thế nào Thì bây giờ trên mặt pháp luật Cô vẫn chính là người vợ duy nhất của tôi Điểm này thì cô không có cách nào phủ nhận được rồi chứ Ánh mắt dịu dàng của Diêm đang dừng lại trên khuôn mặt của cô Tôi không nghĩ là sẽ phủ nhận. Giọng nói của cô nhỏ như tiếng mũi kêu, nhịp tim giống như đánh trống. Tại sao anh lại nhìn cô như vậy chứ? Như vậy sẽ hại cô suy nghĩ linh tinh. Chờ chút nó uống thuốc rồi hãy nghỉ ngơi tiếp. bà sĩ nói cô cần phải nghỉ ngơi đầy đủ. Bởi vì chuẩn bị kết hôn quá mệt mỏi, lại không hợp ký hậu nên mới bị bệnh như vậy. Đợi uống thuốc, cô lại hỗn loạn ngủ tiếp đi. Cả đêm cô rốt, hạ rốt rồi lại hạ. Diêm đằng cũng cả đêm không chập mắt mà chăm sóc cho cô. Không biết đã trải qua bao lâu, cô miệng cô lại đắng mà tỉnh lại, cảm thấy ngoài cửa sổ trời đã thở mờ sáng. Diêm đằng đang nằm ngồi tiếp ở trên ghế quý phi ở bên cạnh giường. Đây được coi là cái gì nhỉ? Một tuần trăng mệt tốt đẹp đã bị cô làm hỏng. Cô đúng là một tai họa mà. Cô là cho nghỉ ngơi một ngày sẽ chuyển biến tốt. Không ngờ ngày thứ hai bệnh tình của cô lại nặng hơn. Ngoại trở sốt kéo cao, lại còn không ngừng ho khan ở trong mộng còn cảm thấy lạnh vào nửa đêm cô bừng tỉnh mẹ con lạnh con sắp chết rồi sắp đi tìm mẹ rồi trong lúc nằm mơ cô nói mớ khi giật mình tỉnh dậy hiểu vũ mở to trong mắt đèn trên tường tàn ra bóng vàng mềm mại hai tay của cô bị một bàn tay mạnh mẽ có lực nắm lấy tôi có thể lên giường ôm em ngủ không xem đằng cất tiếng hỏi cô cô thoáng giật mình không được anh cách xa tôi một chút tôi sẽ lấy cho anh đó anh không sợ. Anh lập tức lên giường ôm chặt cô vào trong ngực. Cô khẽ than, không tự chủ được mà tiến gần vào trong ngực anh. Lòng ngực anh thật sự là thoải mái, chính là một nơi an toàn. Biết rõ lẳng nên đuổi anh đi, thế nhưng cô lại luyến tiếc. Diêm đằng ôm lấy cô, cảm nhận được đôi tay của cô vòng chắc thắt lưng của anh không muốn xa rời. Anh không kiềm hãm được hôn lên tóc cô một cái. Cô giống như một con mèo nhỏ, chui sâu hơn vào trong lòng của anh cơ thể con gái mềm mại của cô cọ sát thân thể của anh. Anh lại sinh ra một phản ứng của người đàn ông đối với một người phụ nữ. Dục vọng lôi kéo thần kinh của anh. Dục vọng đàn ông phía dưới bụng anh trở nên cứng rắn. Trong nghe mắt, ngọn lửa dục vọng thiêu đốt vùng bụng dưới. Tay của anh bắt đầu từ từ vớt ve qua mông của cô. Vần ra thịt mềm mại trơn nhẵn của cô, từ giữa lưng và eo, cuối cùng che chờ bầu ngực đầy đặn của cô. Anh biết mình đang làm cái gì? mà cũng không biết nên làm hay không. Nhưng anh chính là muốn cô. Cảm giác này thật sự là quá cường liệt rồi. Khi tay của Diêm Đằng chậm rãi vớt ve bộ ngực của cô, Hiểu Vũ cảm thấy tim đập mạnh, huyết mạch càng phòng. hô hấp của cô trở nên nhanh hơn. Cả người nóng ran khát vọng chuyện sẽ xảy ra sau đó. Nhưng không có tiếp theo. Cô còn biết tại sao anh lại ngừng lại. Nhưng hô hấp của anh rất là trầm trọng, thân thể căng cứng. Hiển nhiên là đang cực lực khắc chế bản thân mình. Cô thật hy vọng anh không cần các chế bản thân như vậy. Cô nguyện ý trở thành người phụ nữ của anh, cho gì chỉ cần một lần cũng được. Bàn tay của dèm Đăng lặng lẽ rời khỏi bầu ngực nhạy cảm cổ cô, biến thành đơn thuần ôm lấy cô, hơn nữa chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy. Thậm chí cô còn cảm thấy giữa bọn họ có một khoảng cách, mà thân thể của anh cứng rắn giống như một hòn đá. Cô không coi thơ dài ở trong lòng. Mà kệ cô khát vọng cỡ nào, mong đợi ra sao, anh vẫn là rút lui là bởi vì trong lòng anh vẫn là không bỏ được Bạch Nhã Hân sao? Cô biết nên thỏa mãn, cô sẽ không quên đêm nay. Kết quả, Hiểu Vũ bị bệnh 5 ngày cả người gầy đi trông thấy, Diêm Đằng cũng lùi ngày về nước. Ngày thứ sáu tinh thần của Hiểu Vũ tốt hơn, biết mình thế nhưng bị bệnh 5 ngày, làm hại bọn họ không thể trở về Đài Loan đúng hẹn, cô trở nên vô cùng ảo não. Tôi đã hại anh trở nên lỡ việc rồi. Cô than thờ, sợ anh cảm thấy cô thật là phiền toái. Vô dĩ cô muốn làm một thành quả vui vẻ, thế nhưng lại trở thành một quả mướp đắng rồi. Đừng nói như vậy, còn về chẳng lẽ có thể quan trọng hơn thân thể của em sao? Diêm đang nhìn cô, thấy sắc mặt của cô khôi phục đỏ thắm thì anh rất yên tâm. Mấy đêm trước nhìn cô bệnh nặng như vậy, anh cũng rất là lo lắng. Lại nghe thấy thời gian trước du khách có bị bệnh kiết lị tập thể ở đây, anh vẫn luôn lo lắng không có cách nào để xuống dưới được. Nhưng bây giờ thì anh có thể an tâm rồi. Nhìn nụ cười của cô đỏ thắm như vậy, ý tưởng của anh cũng có một chút thay đổi. Nếu như cô có năng lực vì anh mà đưa ra kế ước kết hôn, như vậy thì anh cũng có thể vì cô mà làm gì đây? Hiện tại cơ thể của tôi đã tốt rồi. Anh mau xếp xếp một chút, chúng ta nhanh chóng trở về đi. Cô thúc giục, chỉ sợ mình sẽ làm liên lụy tới tiến độ công việc của anh, gây rắc rối cho anh. Mặc dù bọn họ chỉ là kế ước kết hôn, cô vẫn suy nghĩ muốn làm một người vợ hiền của anh. Anh đều đã sắp xếp xong xuôi hết cả rồi. Nụ cười của Diêm Đăng viết ở đáy mắt. Nhưng không phải trở về, mà là tiếp tục lưu lại chơi. Chúng ta ở đây chơi thêm mấy ngày nữa rồi hãy trở về. Hiểu vũ kéo dài lỗ tai ra, không thể nào tin được. Anh, anh vừa nói cái gì vậy? Không phải anh từ trước tới giờ, luôn là một người lấy công việc làm trọng hay sao? Làm sao sẽ ăn bài như thế chứ? Cô cho là anh sẽ vội vàng phải trở về, nhưng bởi vì bệnh tình của cô, nên mới không làm gì mà phải lưu lại. Nhưng bây giờ anh lại nói không trở về muốn lưu lại chơi ư. Tên trùng của anh có hiểu như vậy sao? Anh kẽ mỉm cười. Anh cũng không muốn em đối với cái nơi được coi là thiên đường nghỉ ngơi này. Ấn tượng cũng chỉ có 5 ngày ở trên giường ngã bệnh mà thôi. Trong nhai mắt, tâm trạng của Hiểu Vũ vui mừng đến phát xuân. Cô vui mừng nhìn anh không xác định hảy Nhưng thật là có thể không? Công ty phải làm thế nào? Quái miệng của Diêm Đằng hơi nâng lên, một vẻ không thèm để ý. Chuyện của công ty, anh đều đã an bài hết cả rồi. Nhưng nếu như em vẫn muốn trở về như vậy, vậy thì chúng ta trở về. Không có, không có đâu. Ai nói là muốn trở về chứ, em không muốn trở về một chút nào cả. Hiểu vũ lớn tiếng mà nói. Diêm Đằng nghe thế vậy thì bật cười. Cô lấy tay che trước mặt khó có được xấu hổ mà cất lời. Đây là lần đầu tiên em xuất ngoại. Dĩ nhiên là muốn chơi nhiều ngày rồi. Tóm lại là cảm ơn anh tổng giám đốc à Còn tổng giám đốc nữa sao Anh treo gạo nói Nơi này không có người khác Cô muốn tự gọi anh là ông xã một chút hay không Nếu không sau khi trở về nhà Có nhiều tai mắt Anh sợ em không cẩn thận lại bật thoát lên tổng giám đốc Mấy người chị Lâm sẽ nghi ngờ đó Ừ anh nói cũng khảnh nha Hiểu vũ lè lưỡi một cái Cô cũng không thể bảo đảm rằng Mình sẽ không giống như lời anh nói Vẫn nên luyện tập một cái sẽ tương đối an toàn hơn Vậy thì hãy hiện tại gọi thử đi Gọi anh là ông xã Anh dùng ánh mắt kích lệ nhìn cô Khuôn mặt của Hiểu Vũ nóng lên Cô lắp bắp cất tiếng kêu Ông xã à Sau khi gọi xong thì bên tai cũng nóng lên theo Đúng là đáng chết mà Cô cần phải tập luyện thêm Nhưng vẫn muốn thoải mái gọi anh là ông xã Thì rất là khó chịu Anh thì đơn giản hơn nhiều Chỉ cần từ khi ký thành biến thành gọi tên cô là được rồi Nhưng bọn họ cũng có tiến triển rồi Thay đổi cách xưng hô Tự nhiên cảm giác cũng không giống nhau Trở nên càng thân mật hơn rồi Cộng thêm một đêm kia Ồ cái một đêm kia Cái đêm anh ôm cô chìm vào giấc ngủ đó Mà dù bọn họ cũng không có nhắc đến Nhưng quả thật đã xảy ra Cho tới bây giờ Cô vẫn không quên được cảm giác khi anh vứt phe cô Chỉ cần nghĩ đến Thì cô sẽ mặt đỏ tim đập Nếu như đúng lúc anh ở trước mặt cô Thì cô sẽ lập tức cúi đầu xuống Không dám nhìn anh nữa Cô sẽ không cho rằng anh yêu cô đây chẳng qua chỉ là dục vọng của một người đàn ông đối với một người phụ nữ một phản ứng sinh lý rất đơn thuần bởi vì ở trên giường hai người lại ôm nhau quá chặt cho nên anh mới có phản ứng cho dù chỉ đơn giản là cơ thể cần cô thì cô cũng bằng lòng thế nhưng vấn đề là anh lại không cho cô có cơ hội hiến thân bởi vì anh không yêu cô cô không phải là người vợ chân chính của anh cô ngay cả tư cách hiến thân cũng là không có vì vậy lòng của cô cũng đau đớn thì ra trở thành vợ của anh. Cô cũng không cảm thấy thỏa mãn, cô lại tham lam muốn nhiều hơn nữa. Cô muốn có được tình yêu của anh, cô khát vọng được anh yêu thật lòng. Ông Diêm, bà Diêm à. Ở bên ngoài, quản gia tư nhân của biệt thự biết nói tiếng Trung tới gõ cửa. Cầm trưa của hai vị đã chuẩn bị tốt, mời ra bên ngoài dùng cơm ạ. À. Hiệu Hiểu vũ nhảy dựng lên, cô nghe được hai chữ cơm chưa? Mà dù tiếng Trung của ông ta rất là không tiêu chuẩn, nhưng mấy ấy gọi chúng ta ăn cơm có đúng không? Mấy ngày nay không có cổ vị Cũng không ăn được cái gì nhiều Cô chợt cảm thấy bụng đói kêu vang Thực sự là vô cùng đói Đi ra khỏi phòng Bọn họ dùng cơm ở bên bể bơi Quản gia ở một bên phục vụ Đầu biết tên nghề tuyệt vời Trực tiếp nấu những món ăn ngon tại chỗ cho bọn họ Em cảm thấy Mình thật giống như là quý vô nhân vậy Cầm lấy bộ dao đĩa làm bằng bạc Thưởng thức những món ăn ngon được xử lý đẳng cấp Cây dừa bên hồ bơi chập trần Gió nhẹ kẽ thổi Hiểu vũ thỏa mãn nói. Diêm đằng đưa mắt liếc nhìn cô cười. Em đúng là quý phu nhân mà. Hiện tại em chính là phu nhân của tổng giám đốc công ty xây dựng thiên mặc. Tương lai sẽ là phu nhân tổng giám đốc. Bởi vì vấn đề về thuế, cha anh để lại tập đoàn thiên mặc. Trước mắt do ông chú lớn tuổi qua cha anh giữ chức tổng giám đốc. Mà hai năm sau anh sẽ tiếp nhận chức vị tổng giám đốc. Điều này đã được lập kế hoạch rồi. Hiểu vũ chặt chặt lưỡi, hít hà mặt trận to mắt. Phu nhân tổng giám đốc ư? Không ngờ thành hiểu vũ cô cũng có ngày được làm phương nhân của tổng giám đốc, thật sự là không ngờ mà. Nhưng cái ước của bọn họ, khi nào sẽ hủy bỏ, đều dựa vào một câu nói của anh. Cô không biết mình có thể ở bên cạnh anh đến tương lai để là trở thành phu nhân của tổng giám đốc hay không. Mà cái ngày anh tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc kia, người phụ nữ ở bên cạnh anh có còn phải là cô hay không? Nếu như không phải là cô, vậy thì sẽ là ai đây? Hiểu vũ cho là xem đằng ở lại trên đảo nhiều năm cũng chỉ lắm là 2 đến 3 ngày mà thôi. Thế nhưng không ngờ bọn họ đã lưu lại một tuần. Anh mời Mai Khan, một hướng dẫn viên du lịch địa phương biết nói tiếng Hoa, mỗi ngày đều đi tham quan từ 1 đến 2 điểm, xem mấy miếu thần biển một chút, lại đi dạo bộ, có lúc ra biển đến một hòn đảo nhỏ khác. Thời gian còn lại, bọn họ sẽ dùng để hưởng thụ các loại spa vì là bãi biển cảnh đẹp không gì sánh được. Ngày hôm nay, Michael sắp xếp cho bọn họ trào thuyền du ngoạn hiểu vụ rất là hưng phấn còn cho lên đường đã rùi trì rùi trì không ngừng đến nơi trào thuyền du ngoạn thì ánh mắt lại càng tỏa sáng lấp lánh em muốn trào thuyền du ngoạn đến như vậy sao diêm đang cười nhìn cô tâm tình cũng tốt hơn theo bạch nhã hân không thích hoạt động ngoài trời cô ta chỉ thích hưởng thụ cảm giác của một khách quý mua đồ ở trung tâm thương mại có điều hòa đầy đủ cũng chỉ có số tiền lớn trong tài khoản mới có thể làm cho mắt của cô ta lóe sáng rõ ràng hiểu vũ và bạch nhã hân là hai người phụ nữ khác nhau sợ rằng hiểu vũ vĩnh vĩnh cũng không hiểu tại sao chiếc túi sách trong tay của bạch nhã hân phải bằng giá trị của một chiếc xe cũng sẽ không hiểu tại sao sẽ có người dùng nhiều tiền như vậy đi mua một chiếc túi sách rồi sau đó lại qua một mùa cắt nó vào trong xó huấn luyện viên trào thuyền xuống hoàn đang giảng dạy kỹ xảo cùng ký thác treo thuyền xuống hoàn vô dĩ hiểu vũ đang nghe rất chuyên tâm nhưng một đôi nam nữ trẻ tuổi vừa bước xuống đã cực lực hấp dẫn sự chú ý của cô. Làm sao thế? Có người em quen biết sao? Diêm đang nhìn theo ánh mắt vừa mừng vừa sợ của cô, chợt giác cái người trời thể cao nhất trong đội ngũ chính là cái người mà cô đang nhìn, khuôn mặt của cô đỏ ửng một cách khả nghi. Nhìn thấy là một người bạn học thời cấp 2. Cô nhìn đối phương giống như bị thôi miên vậy. Trái đất này thật là nhỏ. Thật là không nghĩ tới sẽ nhìn thấy chắc thiếu nghĩa trên đảo Bali này. Thời cấp 2, cô thầm mến anh ấy mất 3 năm, đã từng viết tư từ tình muốn đưa cho anh ấy, nhưng cuối cùng lại bị bản thân vứt đi, không dám đưa cho anh. Thật đúng là nhát căn mà. Chẳng qua anh ấy vẫn đẹp trai như trước, có phải lại cao thêm hay không nhỉ? Cô gái da trăng trăng đó là bạn gái của anh ấy sao? Hai người bọn họ thật đúng là xứng đôi, giống như là một đôi kim đồng ngọc nữ vậy. Chỉ là như vậy thôi sao? Chỉ là bạn học ư? Ừ. Diêm Đằng nhíu mày nhìn cô. Ánh mắt dao động giữa hai người. Phát hiện hai người tuổi trẻ kia cũng nhìn Hiểu Vũ nhiều hơn hai lần. Hiện nhiên cũng đã nhận ra cô. Hiểu Vũ đỏ mặt lấp ba lấp bắp nói. À, cái đó... Cái đó trước kia em từng thích anh ấy. Bất luận bị kẻ nào nhìn chằm chằm dưới mắt đó của Diêm Đằng đều không thể nào nói láo. Dù là nói sự thật thì trái tim cũng sẽ đập loạn giống như làm chuyện gì xấu xa vậy. Cậu ta có thích em sao? Diệp đằng chậm rãi mở miệng, một dòng cảm xúc buồn buồn lan ra từ đáy lòng. Làm sao có thể chứ? Nhớ tới những chuyện đã qua, ký ức thầm mến đã quá rõ nét rồi, khuôn mặt cô Hiểu Vũ hồng như trái cà chua chín. Có một năm vào ngày lễ tình nhân của Phương Tây, cô còn tiết kiệm mua một cái chocolate tặng cho cậu ấy. Kết quả nhìn thấy trong ngăn kéo của cậu ấy chất đầy kẹo Coca-La của các nữ sinh khác tặng. Mỗi một hộp đều được bọc gói tinh xảo. Chỉ có cái của cô là nhỏ nhất không có bao gói, không bắt mắt bằng. Cô chợt phát hiện, hình như mình rất là có sở trường thầm mến rồi, luôn yên lặng thầm mến, hơn nữa còn lâu dài giống như bình sạc ác quy vậy. Đây được coi là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây? Cũng không thể coi là chuyện tốt rồi, thầm mến luôn có kết quả, không bệnh mà mất đi khá nhiều. Bắt đầu trèo thuyền du ngoạn, vô dĩ cô muốn nhào nhào thử, nhưng lại bị sự xuất hiện của trác thiếu nghĩa quấy rối, cả người vội lấp trong quá khứ. Ký ức của vài năm thanh xuân tuổi trẻ thật là đẹp. Khi đó bà của cô còn có công việc lương rất tốt. Mẹ của cô còn chưa có bị bệnh. Ông nội cũng không có bị sơ gan. Cho nên cô còn có tâm tình mà thầm mến cậu ấy. Thấy chắc thiếu nghĩa khiến cho cô nhớ tới gia đình hạnh phúc mỹ mãn lúc đó của mình. Cho đến khi chào thuyền du ngoạn kết thúc, cô và Diêm Đằng cùng với bốn khách du lịch vừa chào thuyền du ngoạn cùng nhau xuống khỏi thuyền. Cô mới nhìn thấy ở trên cằm của Diêm Đằng có vết xước. Ở trên bờ song song, hai bên có thật nhiều cành cây nhô ra phía bên ngoài mặt nước. Nước lại chảy xiết, có thể lúc đi ngang qua tránh không kịp nên bị quẹt vào. Cảm của anh bị thương kìa. Cô vân tay muốn nhìn rõ thương thế của anh, thế nhưng anh lại nghiêm mặt tránh đi. Không việc gì cả. Xem đằng nguội lạnh nói. Hiểu vũ sững sờ. Làm sao vậy chứ? Anh là đang tức giận sao? Sắc mặt vì sao lại âm trầm như vậy? Nhưng mà kỳ quái, cô có chọc anh giận sao? Trước khi chào thuyền xô ngoạn, không phải giữa bọn họ vẫn còn vui vẻ ư? Bọn họ còn nói nói cười cười cùng nhau hưởng thụ bữa ăn tối nội tạng vịt nổi tiếng của địa phương cơ mà. Cũng nói buổi tối muốn đi xem hoa hậu năm. Như thế nào mà sau khi chào thuyền xô ngoạn thì trong mắt anh đầy tức giận khiến người khác nhìn mà cảm thấy sợ hãi như vậy chứ? Chẳng lẽ là du khách chào thuyền xô ngoạn không cẩn thận chọc giận anh ư? Cô không khỏi nhìn về đôi vợ chồng trung niên này Mặc dù người ta có vẻ thành thực đồn hậu Nhưng cô quyết định xem bọn họ là đồ sò cây ra chuyện Nhất định là xem đang giận bọn họ Mới không phải là cô Trở lại mặt đất bằng phẳng Michael đã ngồi ở đó để chờ bọn họ rồi Một lát nữa sẽ đưa bọn họ Đi đến một quán cà phê bên cạnh bãi biển Để bọn họ nhàn nhã uống trà chiều Bọn họ đến phòng tắm rửa Lập mái cỏ Thay đổi quần áo ướt Tắm rửa một phen Rồi lại thay vào quần áo khô đã chuẩn bị từ trước Hữu Vũ ra khỏi phòng tắm nữ. Lúc Diêm Đằng cùng bước tới ra khỏi phòng tắm nam. Giàn phòng này có rất nhiều phong tình của hội quán Nam Dương, bị mất mấy gốc cây đạo thụ bao quanh, không có ai sử dụng thì có vẻ hết sức u tĩnh. Mà lúc này cũng chỉ có hai người bọn họ sử dụng. Khách du lịch tự do cùng đi tắm với bọn họ đã cưỡi xe máy đi rồi. Chờ một chút đã, em bơi thúc giúp anh. Hiểu vũ vội vàng tìm kiếm trong túi y tế nhỏ. Sau khi tìm được thì mở hộp thuốc ra. Anh rất cao. Cô kiễng chân lên tỉ mỉ toa thuốc trên vết thương ở cằm anh. Hai người vì vậy mà cần sát vào nhau. dêm đằng cảm giác nhịp tim bỗng tăng tốc, vượt qua tốc độ mà anh nghĩ. Hơi thở của người con gái của cô trong khoảnh khắc bao vây lấy anh. Anh cúi đầu nhìn cô, thấy khuôn mặt cô bởi vì trào thuyền du ngoạn mà đỏ ửng. Ẩm ướt mái tóc dài phủ ở trên vai hơi rối lạnh, chiếc váy hai giày hoa nhỏ dài đến đầu gối phối hợp với đôi dép bãi biển màu hồng đều là được mua ở đây vô cùng thích hợp với cô hơn ở bây giờ nhìn lại cực kỳ khiến người ta yêu thích một tháng trước nếu nói anh sẽ vì một người đàn ông hiểu thành vũ thầm mến thời cấp hai mà ghen hờn dỗi anh tuyệt đối sẽ không tin thế nhưng bây giờ thì chính là như thế anh thình lình kéo hiểu vũ công hề có sự chuẩn bị vào ngực làm cho hộp thuốc trong tay cô rơi xuống đất hiểu vũ hốt hoảng ngước mắt lên đôi môi hé mở còn chưa kịp nói gì thì đã bệnh xe đằng chiếm lấy. Thân thể của anh hoàn toàn làm theo bản năng, cùng ý nguyện của bọn chúng. Mỗi lưỡi của anh dây dưa cùng hiểu vũ, theo một phương thức trừng phạt, lòng cổ họng của cô căng thẳng, gần như sắp không thể khống chế được. Hiểu vũ chưa từng bị hôn, chưa từng có kinh nghiệm với chuyện như vậy, cô giống như đang nằm vùng vậy. Đầu lưỡi của dèm đằng để tách hàm răng của cô ra, anh tiếp tục hôn cô, bừa bãi hút lấy cắm cặn say xưa, mất hồn mà sâu xa. Dục vọng nóng rực, làm cho làn da của anh giống như là sẽ nóng lên, mà cô cũng giống như là vậy. Thật lâu sau, anh cuối cùng cũng buông môi của cô ra. Nhất thời hiểu vũ cảm thấy, thân mình mềm nhũn giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Bàn tay của dèm Đằng giữ chặt eo cô, vẻ mặt của anh khiến cho cô cảm thấy hưng phấn và mê võng. Hoa mắt chóng mặt, cô muốn biết tại sao anh lại khôn cô. Anh là thích cô sao? Xin chào, hai vị có thể lên đường được chưa? Xa xa, Michael đang gọi bọn họ. Bọn họ mới như tình từ khỏi cơn mơ mà tách nhau xa xa. Diêm Đằng hít vào một hơi thật sâu. Anh dẫn đầu đi về phía Michael. Hiểu vũ cảm thấy một trận thất vọng. Bọn họ lại, ai đi đường nấy rồi sao? Như vậy nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt như là cơn bão vừa trải qua. Là gì? Không phải đại biểu rằng anh có cả cảm giác với cô, cho nên mới hôn cô sao? Nhưng tại sao anh lại ngừng lại chứ? Trong lúc Hiểu Vũ mang theo một bụng đầy nghi ngờ không rõ tình huống, đi đến bên cạnh Diêm Đằng, thì Diêm Đằng bỗng nhiên đưa tay ra sắt tay của cô. Sau trong nội tâm của Hiểu Vũ, nổi lên một dòng cảm xúc mới mẻ, dịu dàng. Cô cố ý bước nhanh hơn đuổi theo bước chân của anh, miệng nhẹ nhàng ca hát. Đã nói, đám cưới giả cũng sẽ có hạnh phúc thật sự, bọn họ có thể dứt khoát, biến giả thành thật có đúng hay không. Kỳ nghỉ tuần trăng mật bước vào ngày thứ 18. Hàng ngày bọn họ đều ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, hưởng thụ bữa sáng cao cấp do đầu bếp nấu nướng tại hiện trường rồi mới lên đường. Buổi tối, đương nhiên cũng là tiếc mấy giờ nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Hiểu vụ yêu nơi này, vì khắp nơi đều có thể thấy được hoa màu gà. Ngày ngày gài một đóa ở trên tay, người thấy mùi thơm thăng thăng này, cảm giác như mình đang ở trên thiên đường vậy. Diệm đằng nhìn rõ sự vui vẻ của cô ở trong mắt. Anh bình tĩnh đợi lúc cô ở spa, hoặc thời gian ngủ để xử lý công việc qua chat webcam, mục đích có một chính là kéo dài kỳ nghỉ tần trong mật của bọn họ. Anh đang chiều cô, mặc dù anh cho là mình không cố ý, nhưng đúng là anh đang làm như vậy. Giữa bọn họ, sau cái đêm vốt ve cùng lần hôn cô đó, liền trở nên có một chút biến hóa vì diệu. Có một đêm anh tắm xong đi ra khỏi biệt thự, nhìn thấy cô mặc một chiếc váy liền thân, đang ngâm ngang một bài hát khiêu vũ dưới ánh trăng thật ra chỉ đang say say vài vòng mà thôi. sau đó cô còn bị dẫm lên váy dài của mình mà ngã thế nhưng anh lại hy vọng cô có thể tiếp tục nghề múa mà anh vẫn có thể tiếp tục nhìn cô trên thực tế anh thường không chú ý bắt gặp hình ảnh cô đang lén lén nhìn anh cô cho rằng anh không phát hiện nhưng anh đều biết cả bởi vì đó là một gương mặt tràn đầy tình yêu biết tình cảm của anh đối với cô lại càng sâu đậm như vậy anh càng không phải là không có cảm giác Tim của anh yên lặng đáp lại cô cô không tự giác mà chú ý tới cô Hoàng chỉ là đêm đó Ngay cả khi bọn họ đều không nhắc đến Nhưng anh biết đêm hôm đó có tồn tại Mà đương nhiên cô cũng biết Anh không kiềm chế được vượt qua ranh giới phút phe cô Nhiễu lặn lòng của chính anh Chắc chắn cũng làm rớt lặn lòng của cô Cô rôn rè trong vòng tay của anh Phản ứng này làm cho lúc đó anh rất hưng phấn Sau đó rất là hối hận Một phần trong lòng tay anh bởi vì cô mà có sự biến hóa, cho là kiếp này chỉ có một người phụ nữ là Bạch Nhã Hân. Hiểu vũ công hề báo động trước đã xâm nhập vào thế giới tình cảm của anh. Nếu như biết tình cảm của cô đối với anh sớm hơn một chút, anh sẽ không đồng ý làm kế ước hôn nhân với cô. Như vậy thì là quá tàn nhẫn đối với cô. Anh thà rằng hôn nhân của hai người chỉ là giao dịch tình bạc đơn thuần. Hiện tại, anh cảm thấy rất có lỗi với cô. Buổi tối, anh đi men theo nhà kính trồng hoa trở về biệt thự không muốn làm cho hiểu vũ phát hiện anh đang âm thầm xử lý công việc anh đều rời khỏi biệt thự hoa lan mà bọn họ đang ở để đến phòng chuyên dụng dành cho khách quý khu du lịch tiến hành liên lạc với các nhân viên quản lý của công ty anh vốn nghĩ hiểu vũ vẫn còn đang ở spa chưa quay trở lại lại thấy cô đang ở trong bể bơi nửa người trên của cô lơ lửng trên mặt nước lời biếng kẽ dựa vào trên thành của hồ bơi trên người mặc một bộ bikini màu lửa đỏ in hoa càng làm nổi bật làn da như tuyết của cô cả người tản ra ánh hào quang khiến mọi người mở mắt vậy mà bên bồ bơi có một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn làn da ngăm đen đang nửa nằm nửa ngồi mà cười nói với cô không chỉ như thế đối phương còn đang thu tay từ mép tóc của cô hành động thân mật này khiến nụ cười dưới đáy mắt của anh hoàn toàn biến mất đáng chết Bộ đội bơi gợi cảm ở trên người cô ở đâu mà ra vậy? Cô là đang quyến rũ đàn ông sao? Trên mặt cô lúng đồng tiền như hoa Người thanh niên kia nhìn cô không chấp mắt Anh tin tưởng cành xuân trên ngực cô Cũng đã bị người thanh niên kia thấy hết Trong mắt anh cảm thấy cực kỳ giận dữ Bọn họ ở trong cô biệt thự cao cấp Của tập đoàn khách sạn nổi tiếng quốc tế Mà biệt thự Hoa Lan Lại là biệt thự cao cấp nhất trong cô du lịch Bình thường chỉ có thời gian quy định Là quản gia, đầu bếp và nhân viên phục vụ đến Không nên xuất hiện người ngoài mới đúng chứ cho nên người đàn ông kia là do cô tìm đến sao? Thời dìm lúc anh không có ở đây thì tìm đàn ông đến sao? Anh bước nhanh đi tới cất tiếng hỏi. Anh ta là ai? Diêm đằng lần lượt, nhìn chăm chú vào hai người bạn họ. Trong trọng mắt té ra lở giận, giống như bắt được quả tang vợ yêu đương vụng trộm vậy. Bộ ngực đầy đặn của cô khiến anh vô cùng tức giận. Anh đã về rồi sao? Hiểu vũ ngước mắt nhìn anh rồi cất lời giải thích. Anh ta, hình như là bị lạc đường rồi Không tìm được phòng của anh ta Không đợi Hiểu Vũ nói xong Diêm Đằng đã cắt ngang lời nói của cô Vậy tại sao vừa rồi Anh ta lại vớt tóc em chứ Hình như anh ta nói là có mũi đậu trên tóc em Hiểu Vũ còn chưa giải thích xong Diêm Đằng đã không cách ký Kéo ngay người thanh niên trẻ tuổi lên Dùng tiếng anh nói lời mời anh ta rời khỏi đây Uy hiếp Đối phương thấy vẻ mặt của anh xanh mét Hơi sợ hãi Rất tức thời nhanh chóng đi mất Anh, anh đuổi anh ta đi sao? Hiểu vũ mở lớn hai mắt kinh ngạc hỏi anh. Anh không phải là người không thông tình đặt lý như vậy mới đúng. Có thể nói chuyện bình thường với đối phương, nhưng anh lại giống như là xua đuổi người kia đi vậy. Đúng vậy. diêm đằng về mặt lạnh lùng, nhướng hai hàng lông mày gọn gàng như đau. Anh đuổi anh ta đi, có vấn đề gì sao? Hiểu vũ ngây người nhìn anh. Anh đang tức giận, dần xanh trên trán mơ hồ này lên. Cô thật sự không hiểu lời giận của anh từ đâu mà đến. Nếu như là vì có người đi nhầm vào đây Thì cũng không khỏi chuyện bé Xé ra to rồi đi Nhưng giờ phút này Anh giống như một bức tượng đá lạnh lẽo Lại vừa giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào Đồng thời dung hợp giữa băng và lửa Cô vẫn cảm thấy không nên trêu chọc đến anh thì tốt hơn Cô vội vã nói À không, không có vấn đề gì cả Nghe xong câu trả lời của cô Diêm đằng xoay người rời đi Thân thể cứng ngắc giống như một tảng đá di động vậy Hiểu vũ vội vàng đi lên khỏi bể bơi Bọn họ còn phải đi ăn tối nữa Hiểu vũ đuổi theo phòng khách sạn của biệt thự Diêm đằng đã đi vào bên trong phòng rồi Cô đuổi theo vào phòng Còn chưa nghĩ ra phải giải quyết cơn giận của anh như thế nào Thì anh bỗng nhiên xoay người lại Làm cho cô sợ hết cả hồn Thiếu chút nữa thì đụng vào người anh Thân mình cô đến gần Khiến anh càng người căng thẳng Đổ tắm ướt đẫm, dán sát lên người của cô những giọt nước chạy dọc theo cơ thể xuống dưới. Bởi vì cần trương mà hô hấp sờn dập, bộ ngực của cô vập phồng giống như đang biểu diễn sự kiêu ngậm nữ mỹ của cô. Cái đó chúng ta phải đi ăn tối sao? Hiểu vũ lắp ba lắp bắp cất tiếng hỏi. Hai người đứng rất gần nhau. Cô cảm thấy hơi thở của em rằng thổi phất phất ở cánh môi của mình. Nhiệt độ cơ thể của anh vây quanh cô, làm hại trái tim của cô nhảy lên kịch liệt. Mặt khác, anh lại không nói một lời nào nguy hiểm mà như mắt lại, biểu hiện trên mặt giống như bầu trời sắp có bão táp, làm cho cô cũng cảm thấy kinh hãi. Tại sao, tại sao anh lại nhìn em như vậy chứ? Cô bị anh nhìn đến mức tay chân luống cuống. Diêm đằng nhíu mi tâm thật là sâu. Trong đôi mắt ánh sáng mơ màng của cô, không hề chút cảm thấy một chút lỗi lầm bởi vì mình trêu chọc người đàn ông phạm tội. Xem ra cô còn chưa ý thức được cơn giận của anh từ đâu mà đến. Anh nhớ cặp mày sắc bén nhìn cô mấy giây. Làm sao em lại có loại đồ bơi này? Mấy ngày nay cô đều mặc áo tắm một mảnh rất là bảo thủ. Chẳng lẽ cô vẫn chuẩn bị đồ bơi hai mảnh, chẳng qua là không có mặc coi sao? Nghe anh hỏi, khuôn mặt của Hiếu Vũ đỏ bừng lên. Em mặc rất là có coi sao? Là quản gia lấy ra tặng cho em. Nó là quà tặng dành cho khách hưởng tuần trăng mật vip. Anh cũng có một cái quần bơi cùng bộ, bởi vì ông ấy có một mực, mực yêu cầu em thử xem có vừa người không. Cho nên Ý của em là Quản gia cũng đã nhìn thấy em mặc độ bùa đôi này rồi sao lồng mày của Diêm Đằng tụ lại cùng một chỗ Ánh mắt rất là âm u nhìn chằm chằm cô Hiểu vũ cẩn trương liếm liếm cánh môi Bởi vì nếu không vừa người Thì sẽ phải đổi à Bỗng nhiên trong lúc đó Động tác liếm môi của cô thúc đẩy Chốt mở dục vọng của anh Hơi thở của anh tiến lại gần Chợt lôi cô vào trong ngực Xét đánh không kịp bưng tay mà hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Nụ hôn bất ngờ khiến Hiểu Vũ ngần ngơ, đôi môi nóng bỏng của anh trằn trọc mút lấy, càng khiến cô không thể nào suy nghĩ được điều gì cả. Trái tim của cô giống như đánh trống, mặc cho cơ thể nóng như lửa của Diêm Đằng ôm chặt lấy mình, mà cho anh cứ chiếm lấy môi lưỡi của cô, giống như một con cuồng phong. Ngay cả lưỡi của cô, anh cũng không hề thả, dùng cách thức cô không thể nào tưởng tượng, một lần nữa xây dưa cùng với cô. Cô vụng về, nhưng nhiệt tình đáp lại anh, học theo cách thức của anh. Một lấy đôi môi đang mềm ướt của anh. Diệm đang đưa tay bắp chặt lấy mông cô, hơi thở hồn hển áp sát vào cô. Cô cắn răng chịu đựng, da thịt trần nhẵn của cô ma sát anh, cách một lớp quần áo bơi ướt đẫm, cùng vần da thịt trần trợi ở vùng bụng. Bộ ngực đầy đặn của cô đè ép trước ngực của anh, kích thích anh cuối cùng cũng bộc phát ra. Anh hô hấp dồn dập ôm lấy cô, bước chân không ngừng xuyên qua hành lang, đi vào phòng ngủ mờ tối dùng chân đóng cửa phòng lại. Trong bóng tối lờ mờ, trái tim của Hiểu Vũ đập lỡ từng nhịp mà nhìn anh, đôi tay cô nỡ lòng ôm cổ của anh. Gần mặt gian sát vào lồng ngực của anh, nghe rõ ràng tiếng tin đập kịch liệt của anh. Diêm đằng đặt cô ở trên giường, mới chỉ là như vậy mà thân thể của cô đã mềm nhũn theo rồi. Cô bỗng nhiên nghĩ tới những lời mà chị Lâm lén lút nói với cô. Chị Lâm nói, trong nhà rất là vắng vẻ, Diêm đằng là con duy nhất của nhà họ Diêm. Hy vọng cô có thể nhanh chóng xin một cậu bé trắng trèo cho nhà họ xem, làm trong nhà náo nhiệt một chút, cũng kéo dài hương khói cho nhà họ xem. Lúc ấy cô còn rất là bất đắc dĩ nghĩ, bọn họ sẽ không có quan hệ thân mật, làm sao mà xin con trai được chứ. Thế nhưng mà bây giờ, bốn bể yên tĩnh như vậy, trái tim của cô giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực trời. Diêm đằng đè lên thân thể của cô, lần nữa xâm chiếm lên đôi môi của cô bằng tư thế của một cơn cuồng phong. Anh ngỗ ngược xâm chiếm môi lưỡi của cô, nhiều là muốn dung nhập cô vào trong cơ thể của mình. Hiểu vũ cảm giác vật cứng rắn của anh đang trong đỡ biên giới cơ thể của cô. thân thể của anh ma sát trên người cô, trọng lượng cơ thể của anh khiến cô tâm đắng thần trí, mặt hồng tim đập, thân thể nóng lên, dục vọng thúc dục cô từ từ tách hai chân ra để cho anh có thể ma sát phần mềm mại quan trọng của cô chính xác hơn nữa. Anh treo ở phía trên cô cơ thể cao lớn rắn rải đè ép giữa hai chân cô, hôn cô, đôi tay như có ý thức dao động ở bên hông cô, cách một lớp vải của bộ đồ bơi mỏng manh, vỗ về chơi đùa bộ ngực đầy đặn mềm mại, cùng với nụ hoa đã thẳng đứng lên của cô. Không biết bao nhiêu lần, cuối cùng không thể tiếp tục chịu đựng sự hành hạ ngọt ngào này, anh cởi độ đồ, đồ bơi của cô ra. Hiểu vũ run lên một cái, lúc này hô hấp của cô dừng lại, mạch đập cũng trở nên cuồng loạn không theo quy luật. Ánh mắt sáng quắc của anh đang nhìn cô, lo lắng mình không đủ hoàn mỹ, không đủ đầy đặn, không thể làm cho anh hài lòng, không thể để cho anh điên cuồng. Nếu như sớm biết sẽ có thời khắc này, cô sẽ giảm cân một chút. Mà không, cô nên mua mấy loại nước tinh chất đủ đủ để uống thì tốt hơn. Ôi trời ơi, anh đang làm cái gì vậy chứ? Cô cúi đầu đỏ mặt, nhìn đôi môi anh như lửa lướt qua bộ ngực của cô, vận dụng đôi môi cùng đầu lưỡi, một khẽ lễ nụ hoa của cô, không ngừng vòng quanh, vuốt nhẹ, rồi lại đuổi sang bên kia Môi lưới ẩm ướt không ngừng sao động Ở trước ngực của cô Cô thở gấp không ngừng Ánh mắt cũng trở nên mông lung Chỉ là như vậy thôi cô đã không chịu nổi Cô cảm thấy môi của anh rời khỏi bộ ngực của cô Mất đi trọng lượng cơ thể của anh Cô bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng không thôi Cô hé mở đôi mắt Nhìn thấy anh đang nhanh chóng gửi bỏ quần áo trên người Anh hoàn mỹ giống như trong tưởng tượng Bắp thịt vô cùng rắn chắc tứ chi thân dài to lớn đầy hương vị đàn ông vùng bụng bằng phẳng không có một chút thịt dư thừa nào cả nhìn thấy vật nam tính của anh đứng thẳng cô hít vào một hơi trong nghe mắt nói không ra lời chỉ còn lại tiếng tim đập mãnh liệt anh lại leo lên giường một lần nữa ở trên người của cô ngượng ngùng đón nhận ánh mắt của anh anh không hề che đậy vật nam tính ở bụng cổ cô anh rất nhanh tay cởi bỏ quần bơi của cô cô rung mình một cái bởi vì khẩn trương hai tay nắm chặt lấy gà giường ánh mắt hoang mang lo sợ nhìn anh anh ôm chặt eo của cô giam giữ cô dưới cơ thể của mình cô cẩn trương đến toàn thân cứng ngắc trơ mắt nhìn anh anh kéo léo tách hai chân của cô ra lại đặt mình vào giữa hai chân của cô một lần nữa cái mông của anh bắt đầu di chuyển cô cảm thấy anh đang tiến vào anh nhìn cô khẽ hôn lên đôi môi của cô rồi tiến vào một lần nữa cô đau đến mức sắp bật khóc ra rồi Diêm đăng à Cô run rẩy cắt tiếng Anh di động chậm rãi Muốn giảm bớt sự đau đớn của cô Cuối cùng lại cắt chế không được xúc động Quá mãnh liệt mà tiến thẳng vào Anh cắn cưỡng Nơi bị thanh xuân của cô chặt chẽ bao lấy Anh đã chiếm lấy cô rồi Cô nắm chặt một góc cuối đầu Nước mắt lã trợ nơi quay mắt xóc khóc Cố chịu đựng mà cất tiếng hỏi anh Thật là đau Có thể đi ra ngoài một lát có được hay không Ôm lấy eo anh Chờ một lát nữa sẽ không đau đớn nữa đâu Anh dịu dàng trấn ăn cô Đồng thời tạo ra thiết tấu Từ từ di chuyển trong cơ thể của cô Để cho cô có thích ứng Với sự hiện hữu của anh Hiểu vũ thuần theo vững vàng ôm lấy eo anh Cảm giác khi anh mờ khi thỏ Và chạm từ chậm đến nhanh Trong khoảng thời gian tiếp theo Anh hoạt động thật nhanh Trong cơ thể của cô khoái cảm xâm chiếm lấy cô Cô thở gấp ôn éo cơ thể Thân thể hai người càng thêm dính sát vào nhau Cô cảm thấy anh lại đè mạnh thêm vào bên trong một lần nữa, rồi điên cuồng pha chạm càng lúc càng nhanh. Cô bị mềm mẩn dưới cơ thể của anh, một trận coi rút xa lạ làm cho cô bật kêu ra tiếng. Cô đã chết trời sao? Giống như trôi lơ lửng trên công trung, cô kêu rất lớn tiếng, nhất định là cô đã phát điên mất rồi. Sau khi thấy cô đã được cao trào, xem Đăng mấy quần giã buông thả dục vọng của chính mình. Cả người anh trôn chảy đè ép hiểu vũ, nhận được rất lớn sự vui vẻ cùng thỏa mãn trên người của cô. Đó là sự đáp lại mà từ rất lâu rồi, anh chưa từng nhận được ở trên người của Bạch Nhã Hân. Hiệu vũ nhiệt tình hiến thẳng cho bản thân anh, mà không một chút nào giữ lại. Mà hai năm qua ở trên giường, Bạch Nhã Hân chỉ đáp lại một cách xa tạo. Có lúc thậm chí, anh hoài nghi lúc cô ta ân ái với anh, còn đang nghĩ đến một chiếc túi sách hàng hiệu mà cô ta đã xem trọng rất lâu. Bắt đầu từ bây giờ, bạch nhã hân sống như thế nào đều không liên quan gì đến anh nữa cuộc sống của anh bây giờ sẽ quay quanh một cô gái khác rút lui ra khỏi cơ thể của hiểu vũ ôm lấy cô đang đổ mồ hôi đầm đìa giống như anh anh kéo vuốt ve mái tóc dài của cô nội tâm cảm thấy một trận thỏa mãn và bình tĩnh kỳ lạ cuối cùng anh cũng đã đối mặt với tình cảm của mình rồi ngay từ lúc anh bỏ qua muôn vàn khó khăn tạo ra thời gian nghỉ phép nhiều hơn vì cô thì anh nên thừa nhận cô đã chiếm cứ một vị trí trong lòng của anh rồi anh có một nguyện vọng anh rụi vào trong tóc cô giọng nói từ kẽ hở truyền tới hiểu vũ đưa tay ôm eo của anh đầu tựa vào trong ngực của anh lặng lặng nghe anh nói trời ạ à, giờ phút này giọng nói của anh dịu dàng cùng mơn trớn giống như anh cũng yêu cô vậy cảm giác như thế quá mức là tốt đẹp nếu cô muốn có được cả đời như thế thì có phải là quá tham lam hay không Cô vẫn không thể tin được Vừa rồi bọn họ ân ái nóng bỏng như vậy Là thật sự sao Cô không dám động Vừa sợ động thì sẽ tỉnh mộng Cũng giống như là một giấc mộng mưa tiền vậy Đều là do cô ngày đêm suy nghĩ nhiều Mới có thể mơ thấy một giấc mộng đẹp đến như vậy Nếu như chúng ta có con gái Anh muốn đặt tên con là dài 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 trong các tác phẩm xuất sắc Diêm đang nói Nhịp tim của Hiểu Vũ bỗng nhưng ngừng đập Anh nói nếu như bọn họ có con gái Ý tứ là anh muốn sinh con với cô sao? Vì, vì sao? Cô lắp ba lắp bắp hỏi gò má nóng lên. Bọn họ không có tránh thai. Cô có thể đã, đã có hay không nhỉ? Đáng chết, cô đang nghĩ cái gì vậy chứ? Mới chỉ một lần mà thôi. Làm sao mới có thể một lần liền mang thai được chứ? Cũng không phải là ở trong phim. Đó là tên em gái của anh. Anh nói nhỏ. Hiểu Vũ hơi dững sờ. Cô muốn hỏi anh tại sao lại muốn sinh con với người vợ kế ước. Nhưng rõ ràng là anh đã hiểu lầm rồi Chẳng qua câu trả lời của anh Cũng làm cho cô rất kinh ngạc Anh có em gái ư Cô dâng mắt nhìn anh Cô ấy đang ở đâu Tại sao lại không thấy đến tham gia hôn lễ của chúng ta chứ diêm đang dừng một chút rồi mới mở miệng Em ấy đã qua đời rồi Đã qua đời vào năm sáu tuổi Cô thấy được sự buồn bã rất sâu Trong ánh mắt của anh Chắc chắn anh đã rất là khổ sở Cô không thể tưởng tượng Nếu như mất đi hiểu khai Em trai là quà tặng tốt nhất mà ông trời ban tặng cho cô. Tình cảm à, chị em bọn họ thân thiết lớn lên bên nhau. Nếu như mất đi hiểu khai thì nhất định ngày đó sẽ là ngày tận thế. Không phải chỉ có cô sơ mà thôi. Diêm đang khan khan nói. Anh lớn hơn dài dài 6 tuổi. Năm đó, em ấy 6 tuổi, anh đã 12 tuổi rồi. Là anh đã đưa em ấy đến chơi công viên. Bản thân đi toilet không dẫn em ấy theo. Sau khi anh tự toilet ra ngoài, thì em ấy đã xảy ra tai nạn. Lòng của yêu vũ thít chặt lạnh. Anh không biết tại sao em ấy lại đi ra ngoài đường được Người chứng kiến nói Em ấy khóc gọi anh trai Có con chó hoang đuổi theo em ấy Có thể vì vậy em ấy mới chạy ra khỏi công viên Rồi chạy xuống đường Anh hít một hơi thật sâu rồi cất tiếp Vụ tai nạn xe đó Đã cướp đi sinh mạng nhỏ bé của em ấy Anh còn nhớ một lần cuối cùng Trước khi em ấy chết Em ấy đã kém mở mắt nhìn anh An tâm gọi một tiếng anh trai Rồi sau đó tim lên ngừng đập Hiệu vũ phát hiện trên mặt mình tràn đầy nước mắt. Cái mũi của cô chua xót quá, nhất định anh sẽ tự trách mình cả đời. Cứ quyết định như vậy đi. Con gái của chúng ta, con gái của chúng ta sẽ gọi là dai dai, diêm dai dai. Cô hít mũi một cái nói. Em khóc sao? Diêm đang cảm nhận được nước mắt của cô. Anh nâng mặt của cô lên, nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt động ở khóe mi của cô, rồi lại hôn lên môi cô, ôm cô vào trong ngực một lần nữa thế ra lại còn có loại tình yêu này lúc ở bên nhau thì rất bình tĩnh cảm thấy tâm hồn thật là bình thản không cần lúc nào cũng trải qua sóng to gió lớn trong một tình yêu không xác định đây mới là điều thích hợp với anh anh yêu cô một hồi chuông điện thoại di động phá vỡ không gian yên tĩnh thân mật hiểu vũ thấy anh cũng không nhúc nhích thì khẽ đẩy anh một cái điện thoại di động của anh đang vang lên đó anh biết nhưng mà không muốn nhận anh hôn lên tóc cùng vành tay của cô một lời biếng nói. Có thể là việc cấp. Anh biết. Người gọi điện thoại rất là kiên nhẫn. Vẫn cứ vang lên cúp hai lần rồi lại vang lên. Cuối cùng Diêm Đằng cũng đứng lên nhận. Tôi là Diêm Đằng đây. Là anh. Hắn kinh chết vội vàng nói. Diêm Đằng à, em nên trở lại ngay đi. Nhà hắn bị tai nạn xe, xe bị hỏng hoàn toàn. Thường thế của ấy rất là nghiêm trọng. Hơn nữa... Hơn nữa cái gì? Lòng của Diêm Đằng run lên. Hiểu vũ nhìn thấy sắc mặt của anh thay đổi, hai mắt nhanh chóng nhìn về phía cô. Ngón tay của anh siết chặt chiếc di động gần như sắp bắt nát di động vậy. Hiểu vũ hoang mang nhìn anh, là đã xảy ra chuyện gì sao? Sau khi biết Bạch Nhã Hân bị tai nạn xe rất là nghiêm trọng, Diệm đang cùng với Hiểu Vũ cả đêm dọn dẹp hành lý, chờ Michael dùng quan hệ đặt vé máy bay chuyến sớm nhất. Dòng tố sắp đến, không khí rất nặng nề, hai người gần như không nói chuyện với nhau. Trời vừa sáng thì liền đắp máy bay sớm nhất trở lại Đài Loan. Dọc theo đường đi, Diêm Đằng không nói một câu. Hiểu Vũ hoàn toàn không thể nào biết anh đang nghĩ gì. Cô cố gắng không làm ẩm ý đến anh, cho anh có không gian để mà suy nghĩ. Những thức ăn được đưa đến, vậy mà anh không động một chút nào, cô không nhìn nổi được nữa rồi. Dù sao anh cũng nên ăn thêm một chút đi, như vậy mới có tinh thần ứng phó với những chuyện tiếp theo. Cô cố gắng không nghĩ tới việc anh phản ứng lớn như vậy là bởi vì vẫn còn rất quan tâm tới Bạch Nhã Hân. Chỉ cần suy nghĩ này xảy qua trong óc sẽ khiến cho cô lòng đau nhói. Diêm Đăng lạnh nhạt cất tiếng. Anh không có khẩu vị. Hiểu vũ nhìn cặp lông mày kia vẫn nhớ chặt như cũ thì thờ dài một cái. Cho dù không có khẩu vị cũng có ăn một chút. Anh cả đêm không ngủ, bây giờ lại không ăn gì thì thân thể sẽ không chịu nổi đâu. Đừng nói nữa. Diêm Đăng bỗng nhiên ngắt lời của cô, không nhịn được mà nói. Anh muốn yên lặng một chút. Cậu xin em để cho anh yên lặng một chút đừng ầm ĩ đến anh nữa. Hiểu vũ chớp chớp mắt mấy lần, rồi lấp ba lấp bắp cất tiếng. À, được, em biết rồi. Cô ngạc nhiên hạ mắt xuống, cảm giác thấy trái tim ẩn ẩn đau đớn. Sự thân mật đêm qua đã trở thành bọt nước, hiện tại cô đã biến thành người ngoài. Chẳng lẽ là cô cố ý tìm phiền toái tới anh sao? Cô vì suy nghĩ cho anh nên mới khuyên anh ăn cơm. Thế nhưng phản ứng của anh thật là khiến cho người ta đau lòng. Cô rất rõ ràng đối với anh mà nói Hai chữ tai nạn xe là ám ảnh quá lớn Em gái của anh chết bởi vì tai nạn Cha mẹ cũng chết vì tai nạn Nếu như Bạch Nhã Hân cũng mất mạng Trong vụ tai nạn xe này Cô lo lắng xem đằng sẽ gắn mọi trách nhiệm trên người của mình Sau khi bọn họ thân mật Cô không biết ý nghĩa của Bạch Nhã Hân Đối với anh là như thế nào Nhưng người hơn loài vật ở chỗ có tình cảm Tình cảm rối rắm của anh và Bạch Nhã Hân Đâu chỉ có 10 năm Trước mắt Bạch Nhã Hân hôn mê bất tỉnh anh làm sao có thể không có một chút cảm giác nào chứ? Mặc dù cố thuyết phục bản thân một lần nữa, xem Đằng quan tâm đến Bạch Nhã Hân cũng là điều bình thường. Anh cô giờ cũng là phản ứng tự nhiên. Anh không giao phó nửa câu với cô cũng thế. Thôi đợi trời, miễn cưỡng coi như là bình thường, thế nhưng lòng của cô vẫn bị tổn thương. Tối ngày hôm qua, tâm hồn của bọn họ gần nhau đến thế. Vậy mà mới không tới một ngày, thì anh đã xa cách cô như thế kia không cần nghĩ thì thành hiểu vũ. Càng nghĩ sẽ càng khiến bản thân càng thêm tổn thương thôi. Mau ngủ đi, mau ngủ đi. Cố gắng thôi miên bản thân giống như loài đa điều, cô thật sự đã ngủ tiếp đi. Sau khi máy bay hạ cánh, cô và hành lý bị tài xế của công ty đón về nhà. Diêm đăng thì vội vã chạy đến bệnh viện, sắc mặt của anh vẫn xanh mét như cũ, hiểu vũ cũng không dám hỏi nhiều. Những ngày kế tiếp, cuộc sống tân hôn của cô bị Bạch Nhã Hân chiếm cứ hết cô chỉ có thể nhìn thấy xem đằng lúc ở công ty thậm chí anh còn rất ít đến công ty từng giây từng phút vẫn canh giữ ở trong bệnh viện suốt cuộc tỷ tương tế của bạch ngã hân nghiêm trọng như thế nào cô không biết nhưng cô nhìn thấy được ánh mắt đồng tình của mọi người với mình công ty từ trên xuống dưới đều tham gia hôn lễ của cô Phụ nhân tổng giám đốc như cô thật là đáng thương mới tân hôn nhưng chồng lại vẫn luôn coi trọng một người phụ nữ khác nhưng mà bọn họ là kế ước kết hôn người khác không biết nội tình nhưng cô rõ ràng là cái đám cưới này như thế nào lại xảy ra cô không nên cảm thấy có chịu mới đúng nếu như chỉ là kế ước kết hôn không có đêm hôm ấy không có việc anh chủ động hôn và sự âu yếm ôm ấp của anh cô thật sự sẽ không khổ sở như vậy nhưng cô và diêm đằng đã không còn đơn thuần chỉ là một kế ước hôn nhân nữa rồi cô cảm nhận được tình cảm của anh đối với cô phát sinh biến hóa bọn họ còn lau xuống cước cỏ có quan hệ vợ chồng Chẳng qua, Diêm Đằng thật sự có tình cảm với cô rồi sao? Hay đây chỉ là ảo à giác của cô? Là tình cảm hay là nhu cầu sinh lý chứ? Nếu như anh cũng yêu cô, thì làm sao có thể vì tai nạn xe cộ anh nên trở về bên cạnh Bạch Nhã Hân được? Như vậy xem ra, có phải ký ức hôn nhân của bọn họ nên chân dứt rồi hay không? Mấy ngày trôi qua, cô vẫn suy nghĩ lung tung, mà bóng dáng của Diêm Đằng vẫn như cũ không thấy đâu cả. Dù có gặp được, thì phía sau anh nhất định cũng có một chuỗi các quản lý đi theo anh báo cáo công việc, không tới phiên cô nói chuyện với anh. Trong tân phòng còn treo ảnh cưới của bọn họ, lại khiến cho cô hốt hoảng đau lòng, hàng đêm đau khổ khó có thể ngồi say, còn phải cố gắng đối mặt với ánh mắt đồng tình của bọn chị Lâm nữa. Đi vào công ty, lại là ánh mắt đồng tình của những đồng nghiệp, những ánh mắt thương xót kia đè ép cô phải cúi người khom lưng, đứng cũng không thể nào thẳng được. Trước kia cô khát vọng cần mưa tiền, thầm mếm xem đằng cũng rất là thỏa mãn, hiện tại cô không cần vì tiền mà phiền não nữa, còn có xem đằng, nhưng cô lại tình nguyện trở về lúc trước kia. Cô tự nhận mình là một người dễ dàng thỏa mãn hài lòng với thực tại, lại mắc kẹt trong ký ức hôn nhân nửa vời do chính mình đề nghị. Giờ biết lúc có được anh, còn cô giờ hơn lúc không có được, thì cô thả không có. Nhưng cô đã có rồi, muốn quên đi lồng ngực rộng trái ấm áp kia là hoàn toàn không thể, đừng nói là quên đi Cô muốn được anh ôm vào trong ngực một lần nữa, muốn được đôi tay nóng bỏng của anh vuốt ve, muốn thưởng thức tư vị đôi môi của anh một lần nữa. Phía dưới trần trời dần dần mờ tối, thời dài một tiếng thật sâu, Cô sở về tình yêu như vậy tuyệt đối không giống cô một chút nào. Xin hỏi, cô là Thành hiệu Vũ sao? Lúc vừa tan làm cô ra khỏi công ty, nhìn lên bầu trời ngây ngần một lúc thì có một vị phu nhân xinh đẹp đi đến trước mặt của cô. Cô nhìn lại đối phương cảm thấy quen mắt Nhưng lại xác định mình không biết cô ấy Tôi là Thành Hiểu Vũ Xin hỏi chị là ai Đối phương khẽ vuốt cầm cách ký nói Tôi là Bạch Nhã Thiên Chị gái của Bạch Nhã Hân Chúng ta có thể tìm một nơi để nói chuyện một chút hay không Hiểu Vũ ngây ngần cả người Kỵ gái của Bạch Nhã Hân Chị gái Bạch Nhã Hân đến tìm cô làm gì chứ trợ giáp của cô nghĩ đến Diêm Đằng Cô có cảm giác lo lắng Nhưng mà người ta vẫn chưa nói cái gì Cô cũng không nên suy nghĩ lung tung rồi buồn lo vô cớ. Như vậy thì tiêu hóa sẽ không tốt, cũng rất là không công bằng với đối phương. Hiểu vũ lấy lại bình tĩnh nhìn bạch nhã thiên. Phía trước có quán cà phê hoa, cũng khá là yên tĩnh. Chúng ta đến đó nói chuyện đi. Mấy phút sau hai người không quen không biết, ngồi mặt đối diện ở trong quán cà phê hoa, mỗi người gọi một đi cà phê nóng. Từ trước đến giờ, hiểu vũ cảm thấy đồ ngọt sẽ làm tâm tình trở nên tốt hơn cho nên cô ăn nhiều thêm một miếng bánh ngọt thơm ngon. Bạch Nhã Thiên đi thẳng vào vấn đề nói. Tình hình của Nhã Hân rất xấu. Lòng của Hiệu Vũ không hiểu được căng thẳng. Cô nắm thì nhỏ bằng bàn trong tay theo bản năng khuấy cà phê. Tôi đã nghe nói rồi. Nhất định là chị và người nhà chị rất là khổ sở. Bạch Nhã Thiên nhìn cô nói. Thật ra thì người khó qua nhất là Diêm Đằng. Cô hơi dững sờ. Bạch Nhã Thiên không đợi cô trả lời đã tiếp tục nói. Nhã Hân là vì cậu ấy mới xảy ra tai nạn xe Cho nên cậu ấy rất là tự trách Cũng rất là khổ sở Làm sao có thể chứ Hiền Vũ trợn to hai mắt nói với Bạch Nhã Thiên Lúc Bạch Nhã Hân xảy ra tai nạn Chúng tôi đang hưởng tuần trăng mật trên đảo Bali Làm sao xảy ra tai nạn Có quan hệ tới Diêm Đằng được chứ Bạch Nhã Thiên chấp cũng không chấp nhìn cô Như vậy cô Thành à Cô có biết trước ngày cưới của cô Nhã Hân từng cố gắng hết sức muốn vắn hồi với Diêm Đằng sao Tôi biết nhưng tôi không biết cô ấy cố gắng như thế nào cả Hiền Vũ nói thật Có một chút lo lắng Diêm Đằng không đồng ý Cô nói ra toàn bộ Vẫn giữ lại một chút Diêm Đằng không để ý lời cầu riêng của Nhã Hân Mà kết hôn với cô Hai người vui vẻ bay đến đảo Bali hưởng tuần trăng mật Nhã Hân ngày với ngày say xưa Con bé gọi vô số cuộc điện thoại cho Diêm Đằng Diêm Đằng cũng không nhận Cuối cùng con bé gửi tin nhắn cho Diêm Đằng Nó con bé sẽ tự sát Con bé uống say đến mức không biết gì Lái xe xong thẳng về hướng xe đối diện đâm mạnh vào một xe chờ hàng. Ở trong mắt của Bạch Nhã Tiên lóe lên lệ quang, không thể nói được gì. Ánh mắt của Hiểu Vũ lại càng trừng lớn, càng người nổi xa gà. Bạch Nhã Hân, quả nhiên cô ta không bình thường, cực đoan kịch liệt. Đây không phải là một chuyện người bình thường biết để làm được. Uống say không biết gì xông vào đường xe ngược chiều. Làm sao cô ta không nghĩ đến những người vô tội bị cô ta đụng vào một chút chứ? Nếu có người vì vậy mà chết thì sao? có một gia đình hạnh phúc bởi vì cô ta mà tan vỡ thì sao? Vốn dĩ Diêm Đằng chính là người đàn ông của Nhã Hân. Cô Thành à, tôi không biết làm sao cô lại xen vào giữa bọn họ. Cũng không biết cô dùng phương pháp gì để khiến Diêm Đằng vội vàng kết hôn với cô. Nhưng mà bây giờ, cô Thành à, tôi cầu xin cô hãy rời khỏi Diêm Đằng, trả Diêm Đằng cho Nhã Hân đi. Nếu không thì con bé sẽ không thể sống khỏi. Hiểu Vũ cảm giác cổ họng trở nên khô rát. Cô cố gắng đứng vững lập trường của mình. Chị Bạch à tôi chỉ có thể nói cho chị. Tôi không phải là người thứ ba, những tự khác chạy hại đi hỏi Bạch Nhã Hân đi. Chẳng lẽ nói gì cô cũng không rút lui sao? Bạch Nhã Thiên nhìn chăm chăm vào cô, bỗng nhiên cất tiếng thở dài. Nhã Hân có một chút tùy hứng, nhưng làm sao con bé có thể tách ra khỏi xem đằng được chứ? Vận mạng của bọn họ đã quấn chặt vào nhau rồi. Tôi không biết vì sao cô và Xem Đằng phải kết hôn. Tôi nghĩ hai người là đặt thành một cái hiệp nghị gì đó mới kết hôn. Tôi nói có đúng không? Nhịp tim của Hiểu Vũ bỗng nhiên đập nhanh hơn, cô cần trương nói. Mà kệ như thế nào, bây giờ tôi cũng là gem phu nhân, chỉ có gem đẳng có thể cho tôi thối lui. Bạch Nhã Thiên trầm mặc một hồi rồi mới nói. Nếu như cậu ấy không mở miệng được thì sao? Là có ý tứ gì chứ? Hiểu Vũ luống cuống. Diêm Đẳng muốn chấm dứt hội đồng hôn nhân với cô rồi sao? Bởi vì Bạch Nhã Hân, cho nên anh không cần cô rời sao? Trái tim của cô lập tức quặn đau. Mặc dù biết mình đối với anh mà nói ý nghĩa không lớn bằng Bạch Nhã Hân nhưng biết ý nguyện của anh thông qua một người thứ ba lại khiến cho cô tan nát cõi lòng cùng vỡ mộng đẹp. Bạch Nhã Tiên bỗng nhiên cất lời. Cô biết dai dai sao? Hiểu vũ hơi sững sờ rồi sau đó bị động gật đầu một cái. Biết, là em gái của Gem Đăng. Nhờ vậy nhất định cô cũng biết dai dai vì sao xảy ra chuyện. Tôi cũng không nói nhiều. Tôi muốn nói là Bạch Nhã Tiên ngưng mắt nhìn cô rồi nói tiếp Lúc dài dài được cấp cứu trước khi chết, tôi thấy xem đằng đấm vào vách tường. Cậu ấy không ngừng hướng lên trời van xin. Van xin trời cao không cần mang dài dài đi. Cậu ta nói nếu như ông trời khiến dài dài sống sót, cái gì anh ấy cũng nguyện ý làm. Hiểu vũ nhìn Bạch nhã thiên, không hiểu tại sao cô ta lại muốn nói lời này. Nhưng nhịp tim của cô cũng không khỏi tăng nhanh, mơ mơ cảm thấy có liên hệ gì đó giữa hai người. Ngày hôm qua, tôi lại trông thấy được một cảnh tượng như vậy. Bạch Nhã Thiên nghẹn ngào nói mỗi lần nhịp tim của nhã hân ngừng lại khuôn mặt của diêm đằng tái nhật hướng lên trời phan xin và xin ông trời không cần mang nhã hân đi cậu ấy nói chỉ cần nhã hân còn sống cái gì cậu ấy cũng nguyện ý làm cậu ấy rất hối hận mình không có nhận điện thoại của nhã hân hại cô ấy xảy ra chuyện như vậy Hiểu vũ nghe như vậy rung động rất mạnh thì ra còn có loại chuyện này nhưng cô lại không hề hay biết cô nhìn bạch nhã thiên hốc mắt ửng hồng tưởng tượng đến cảnh diêm đằng sợ hãi cho cái chết bọn họ cũng trở nên nhỏ bé, tình yêu cũng không còn quan trọng nữa. Nếu như cô thối lui khỏi đó, có thể để cho Bạch Nhã Hân sống sót, như vậy thì cô nên rút lui. Nếu như Bạch Nhã Hân bất hạnh qua đời, xem đẳng cũng không thể hạnh phúc bên cạnh cô, tự trách sẽ theo anh cả đời. Nghĩ tới đây lòng của cô bỗng nhiên đau đớn một trận. Đáng tiếc tình yêu của bọn họ vừa mới manh nha. Cô dám đánh cuộc rằng xem đằng có cảm giác với cô. Bọn họ đang chế tạo tình yêu thuộc về bọn họ cô say mê trong đó, mà anh cho dù không say mê, cũng là thích cô không phải hay sao. Vậy mà phần tình cảm hiện mới tinh này lại nhanh chóng kết thúc. Tình yêu đầu tiên của cô, người đàn ông đầu tiên của cô, chẳng những cô phải mất anh, còn mất công việc, nói đến bị thảm cũng chỉ là như thế này mà thôi. Thế nhưng kỳ quái, cô mới là người đáng thương nhất trong chuyện xưa, nhưng nhìn bà Tạ Thiên chạy vạy vì em gái, cô lại vẫn đồng tình với người ta. Rốt cuộc cô, cô vẫn là một kẻ ngu ngốc Toàn thế giới không tìm được người thứ hai rồi đi Cô Thành à Hôm nay tôi mạo muội đến để gặp cô Còn có một chuyện rất quan trọng muốn để cho cô biết Bạch Nhã Thiên lao đi nước mắt tỉnh táo lại một chút Hiểu Vũ lại bị giọng nói của cô ta làm cho lòng run sợ Cô rất không muốn hỏi Nhưng lại không thể không hỏi Là chuyện gì Bạch Nhã Thiên nặng nề nhìn cô rồi nói Bà sẽ nói cho dù Nhã Hân còn sống Chỉ sợ cả đời cũng không có cách nào đứng lên được Hiểu vũ bỗng trợn to hai mắt, hốt hoàng mà kinh ngạc. Cô không nghĩ rằng sẽ nghiêm trọng như thế. Bạch Nhã Hân có thể không thể đứng lên được. Một cô gái đẹp như vậy lại kêu ngạo như thế. Không thể đứng lên được thì đạt kích với cô ta lớn như thế nào đây? Cô không dám nghĩ đến cảm thụ của Bạch Nhã Hân. Còn có cảm thụ của xem đằng, cô cũng không dám nghĩ nữa. Nhã Hân đã tiến hành giải phẫu một lần nhưng thất bại. Bởi vì đứa nhỏ trong bụng của con bé, cho nên cần phải xem xét, cẩn thận mới giải phẫu được. Bạch Nhã Tiên tự nhiên nói tiếp, "Có thể sau này con bé không thể mang thai được nữa, cho nên nhất định phải giữ được đứa bé ở trong bụng." Hiểu Vũ cảm giác trái tim mình dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô nhìn chằm chằm vào Bạch Nhã Tiên. "Đứa bé, chị nói Bạch Nhã Hân có mang thai sao?" Bạch Nhã Tiên ra vẻ hiểu rõ nói, "Xem ra tôi đã đoán đúng rồi, xem đằng còn cho nói cho cô biết, Nhã Hân đã mang thai đứa bé của xem đằng. Đột nhiên nhỏ vũ cảm giác mình giống như một hạt cát nhỏ bé trong một trận cuồng phong, đang cùng lúc bị nhiều cơn bão tập kích, hạt cát của cô sắp tan biến rồi. Thì ra đây chính là nguyên nhân tiêm đằng né tránh không dám gặp mặt cô, bởi vì anh không mở miệng được, bởi vì người phụ nữ vì anh bị tai nạn xe trọng thương, còn có thể không cách nào đứng lên được, lại còn mang thai đứa con của anh, làm sao anh có thể vứt bỏ bạch nhã hân được chứ? Nếu không thể vứt bỏ bạch nhã hân, thì cũng chỉ có thể vứt bỏ cô mà thôi nếu như biết rõ hạnh phúc ngắn ngủi như thế cô có thể nguyện sao bản thân của mình cho xem đằng hay không có nguyện ý dùng một lần kích tình các cốt kỳ tâm đổi lấy tâm sự vĩnh viễn hoài niệm hay không sau khi suy nghĩ cô nguyện ý cho dù chỉ có một lần cô cũng muốn được thuộc về anh đã có kết luận nếu là cam tâm tình nguyện cũng không cần phải oán trách hẳn là hiện tại anh cũng rất là khổ sở vậy thì hãy để cho cô kết thúc cục diện hỗn loạn ngày đi nhìn thấy mấy người quản lý đầu đầy bộ đất đi ra từ phòng làm việc của Diêm Đằng Hiểu Vũ lập tức nắm chặt thời gian chạy tới cước cửa phòng gõ cốc cốc hai tiếng không đợi Diêm Đằng lên tiếng trả lời liền nghênh ngang tự mình mở cửa bước vào Diêm Đằng thấy là cô thì trong mắt lộ ra kinh ngạc đầu tiên Hiểu Vũ gật đầu tỏ vẻ với anh xin lỗi rồi sau đó thản nhiên nhìn anh sắc mặt của anh tái nhợt mà tiều tụy không cần hỏi cũng biết nội tâm của anh đau khổ biết bao nhiêu mà cô cũng thế Thật là xin lỗi Em không nên xông vào như vậy Nhưng em nhất định phải nói chuyện với anh Em biết rõ nửa giờ nữa anh còn phải đến công ty xây dựng lập viện Cho nên chỉ cần 10 phút là được rồi Em chỉ chiếm dụng của anh 10 phút mà thôi Có thể hay không Hai ngày nay cô đã dọn ra khỏi nhà anh Anh còn chưa biết Có thể để được toàn bộ tâm ý của anh đều đặt Ở trên người của Bạch Nhã Khăn Hiểu vũ à Anh rất xin lỗi Anh biết mình nên cho cô một cái công đạo Nhưng lại không đơn giản như vậy anh phải làm ra quyết định trọng đại là lấy hay bỏ. Nên nói xin lỗi là tôi mới đúng. Tôi... Cô lấy ra tờ đơn xin từ chức, cùng với đơn ngừng ký ước hôn nhân đã viết xong đặt ở trên bàn của anh. Tôi muốn ngừng hẳn ký ước hôn nhân với anh. Mặt khác, tôi muốn từ chức. Hiểu vũ à? Diệm đằng khiếp sợ nhìn cô. Tổng giám đốc à? Thật là xin lỗi. Kế ước kết hôn là do tôi nói ra. Tôi cũng không nghĩ tới nhanh như vậy đã không phối hợp đóng kịch với anh. Bởi vì tôi đã tìm được tình yêu, cho nên... Rốt cuộc thì em đang nói bậy bạ cái gì vậy hả? Sắc mặt của Diệm đang thay đổi cất tiếng. Hiểu vũ nhuận nhuận đôi môi rồi nói tiếp. Còn nhớ rõ cái người quen mà tôi gặp được lúc chào thuyền xuôi ngoạn chứ. Anh ấy tên là Trác Thiếu Nghĩa. Tôi đã nói hồi cấp 3 từng thầm mến anh ấy. Thật ra tôi là lừa gạt anh đó. Chúng tôi đã từng ở bên nhau rồi sau đó chia tay. Vừa nghe chính là lời nói dối thì Diêm Đằng cau mày lại. Sau đó thì sao? Mấy ngày trước anh ấy đã tìm tôi. Thì ra anh ấy vẫn không quen được tôi. Hiện tại cũng không có bạn gái. Anh ấy không biết tôi đã kết hôn. Anh ấy nói hy vọng lấy kết hôn để điều kiện tiên quyết. Một lần nữa quay lại với tôi. Ánh mắt của Diêm Đằng bỗng trở nhìn thầm trầm mà âm ầm. Em đồng ý rồi sao? Tôi muốn đi cùng với anh ấy. Tôi muốn kết hôn cùng với anh ấy. Cô lại đẩy hai tờ giấy lại gần anh hơn. Cho nên anh hãy ký tên đi Sau khi ký tên thì chúng ta sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa rồi Diêm đằng yên lặng không nói gì Anh chỉ nhìn cô chằm chằm Ánh mắt thâm trầm khiến trái tim của cô đập nhanh lo lắng khắc thường Em biết chuyện của Bạch Nhã Hân sao? Anh hít một hơi thật sâu rồi ngồi thẳng lưng Nhìn sâu vào đáy mắt của cô Anh nằm mơ cũng không nghĩ tới Bạch Nhã Hân sẽ mang thai Cô ta nói không muốn có con, dáng người sẽ biến dạng, cho nên vẫn luôn tránh thai tại sao cô ta lại mang thai đứa con của anh anh không thể giải thích về sau nhưng anh phải chịu trách nhiệm tình huống của cô ta rất xấu sống sót cũng có khả năng không thể đứng lên được nếu như mất đi đứa bé trong bụng thì vĩnh viễn không có cách nào mang thai được nữa hơn nữa cô ta còn không biết tình huống của mình nếu như biết nhất định cô ta sẽ không chịu nổi đả kích nếu như ngay cả anh cũng rời khỏi cô ta cô ta sẽ không sống nổi mà hiểu vũ anh tin chắc hiểu vũ đã biết toàn bộ mọi chuyện cho nên mới tìm lý do rời khỏi anh, muốn rời khỏi xây dựng thiên mặc. Anh không thể giữ cô lại, bởi vì anh còn phải có trách nhiệm với một người phụ nữ khác. Nếu như giữ cô lại ở bên người thì rất ích kỷ. Rời khỏi anh, cô còn trẻ, còn có thể tìm được hạnh phúc. Giữ cô lại sẽ chỉ biến thành bi kịch của cả ba người. Bê rõ chỉ có thể làm như vậy. Bê rõ làm như vậy là đúng. Nhưng còn tình yêu của bọn họ thì sao? Tình yêu mới chấm đầu của bọn họ nên đặt ở đâu đây? trái tim của bọn họ phải tự mình xử lý như thế nào? Làm sao có thể quên được đây? Anh có thể dễ dàng quên được cô sao? Nghĩ tới đây thì tim của anh thắt lại thật chặt. Một lúc lâu bọn họ cứ nhìn nhau chằm chằm, ai cũng không nói được một tiếng nào. Hiểu vụ à? Anh khẳng khẳng giọng kêu, trong mắt lại lại lên, lên ánh sáng chờ mong cùng khao khát. Em là vợ trên pháp luật của anh. Em tuyệt đối có tư cách yêu cầu ai phải chịu trách nhiệm với em anh thuộc về em. Cho nên em cần nói tuyệt đối không phải là ly hôn. Thì chúng ta sẽ không ly hôn. Chỉ cần em không cho anh đi đến bệnh viện, anh sẽ không đi nữa. Thậm chí chúng ta có thể chuyển ra nước ngoài sống. Anh ấy kỳ hy vọng cô giữ anh lại. Như vậy anh có thể lưu lại, ở lại bên cạnh cô, ở lại bên cạnh người phụ nữ mà anh yêu thực sự vào lúc này. Đều đã nói rồi. Tôi muốn ở bên cạnh, chắc thiếu nghĩa rồi. Làm sao tôi có thể di dân với anh được chứ? Lại nói tiếng Anh của tôi cũng rất là kém nữa. Hiểu vũ lau lau nước mắt Cô tươi cười nói tiếp Anh hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt Cô ấy cần anh Lời yêu cầu thẳng thắn dãy dội kia Làm cô tan nát cõi lòng Căn cứ vào đạo nghĩa Anh nên lựa chọn Bạch Nhã Hân là đúng Nhưng lòng của cô lại là thật đau Nói cho anh biết Anh có thể làm điều gì cho em Anh nhìn cô sâu sắc Có một loại nhu tình đau lòng thấm vào mạch máu của anh Làm trái tim của anh quản đau Hiểu vũ lộ ra nụ cười dí dầm cho tôi một số tiền nuôi dưỡng thật lớn. Anh cũng biết mà, tôi chính là một bà tiếm yêu tiền, đương nhiên chữ lợi chính là đi đâu rồi. Xem đang cảm nhận cô họng của mình có một trận khô khan, anh khàn giọng nói, không thành vấn đề. Cô cười hì hì rồi lại cất tiếng. Tiền nuôi dưỡng cứ chuyển vào tài khoản lương của tôi là được. Bao nhiêu thì xem thành ý của anh. Tôi chờ, đừng có quên đó. Hiểu vũ à? Nội tâm của anh dâng lên một cảm xúc khó tả. Đây cũng là lần cuối cùng gặp mặt của bọn họ. Cho dù có rất nhiều lời muốn nói Nhưng lại không biết nói như thế nào Cũng có thể nói cho dù có nói nhiều hơn nữa Thì cũng không có cách nào bù đắp được tổn thương anh đã gây ra cho cô Không cần phải nói lời xin lỗi với tôi Hiểu vũ công chờ anh nói ra đã nhanh ngang phát cắt tay Dù sao vợ dị chúng ta cũng chỉ là cái ước hôn nhân Chỉ là thời gian của cái ước đã kết thúc rồi mà thôi Anh chỉ cần nghĩ như vậy là đã được rồi Vậy nhưng ánh mắt thân thúy của diêm đằng vẫn nhìn thẳng vào đáy mắt của cô làm sao anh có thể nghĩ một cách nhẹ nhõm như vậy đêm hôm đó ba cái chữ kia khiến cho hiểu vũ hằng sợ tim nhảy lên cô vội vàng ngắt ngang lời nói của anh Thiếu chút nữa thì tôi quên mất tôi có hẹn ăn trưa cùng với chắc thiếu nghĩa anh ấy có thể đang ở nhà hàng chờ tôi rồi hiểu vũ à diêm đằng cũng không nhịn được nữa anh bước nhanh ra khỏi bàn làm việc đi về phía cô kéo cô đang muốn chạy trốn vào trong lồng ngực trong mắt đen sáng quắc của anh nhìn cô, giọng nói rung động mà yếu ớt vang lên. Không cần trôn tránh, chuyện xảy ra vào đêm hôm đó. Nó thật sự đã xảy ra rồi. Hiểu vũ đau lòng mặc cho anh ôm, tình cảm mãnh liệt của dèm đằng lập tức đánh tan phòng tuyến của cô. Cô vùi đầu vào lòng ngực rộng rãi của anh, mấy giây đắm chìm trong ký ức lý trí lên đầy anh ra ngay. Tổng giám đốc à, cô lớn tiếng nói, trai gái hoàn ái theo như nhu cầu, lề mề dài dòng như vậy anh rất là không được lên mặt bàn rồi đó đây là muốn tôi phải chịu trách nhiệm với anh sao hiểu vụ à anh thật xin lỗi em giọng của em đang khăn khăn sắp không thành tiếng anh chưa bao giờ từng nghĩ đến mình sẽ không chịu trách nhiệm như vậy cũng chưa từng nghĩ tới sẽ ở lúc yêu nhất lại để cho cô gái mình yêu chạy mất xin lỗi cái gì chứ tôi mới là có lỗi với anh đột nhiên bao giờ ký ức hôn nhân của chúng ta nhất định sẽ gây ra rất là nhiều phiền nhiễu với anh nếu như không phải là chắc thiếu nghĩa tôi sẽ tiếp tục duy trì hôn nhân kế ước của chúng ta đó cô nói lung tung một hồi anh bắt đầu khổ kia trong nghe mắt giữ chặt lấy lòng của cô cô không thể đối mặt với anh được nữa lòng cô đau cũng sắp bật khóc tròi hiểu vũ à dèm đằng hít sâu một hơi trong lòng hiện lên một trận chua xót biết rõ bây giờ bất cứ lời nói nào đều là dư thừa nhưng anh vẫn muốn nói điều gì đó thế nhưng anh còn có thể nói điều gì đây mà kể anh nói điều gì thì nhất định cũng sẽ khiến cho cô bị tổn thương. Về mặt khổ sở của anh khiến lòng của hiểu vũ thiết chặt lại. Vì sao anh lại nhìn cô như vậy chứ? Cô đã quá rùa rù rồi, anh còn nhìn cô như thế, cô sẽ không muốn đi nữa. Hiểu vũ cố nén nước mắt sắp tràn mi, cô cười thật tươi nói với xem đằng. Tôi đi đây, hãy bảo trọng. Rồi cô mở cửa phòng tầm giám đốc, cứng rắn bước dòng nước mắt quay lại trong hốc mắt mà quay đầu rời đi. Đúng, chính là như vậy làm tốt lắm rất là tiêu sái đấy hiểu thành vũ à diêm đằng vô dĩ là không thuộc về cô là do câu cưỡng cầu mới có được bây giờ rời đi cũng là đúng lúc mà thôi cô ra sức tự nói với bản thân mình từ nay về sau diêm đằng là diêm đằng thành hiệu vũ là thành hiệu vũ nếu như có may mắn gặp lại anh cũng chỉ là chồng cũ mà thôi chỉ là chồng cũ mà thôi Bốn năm thời gian xây dựng thiên mạc dưới sự lãnh đạo của diêm đằng trở thành một công ty xây dựng lớn trên thương trường cũng là thành công ty xây dựng lớn nhất trong nước anh nhận chức tổng giám đốc trong tay của ông chú tất cả đều giống như hoạch định của cha anh lúc còn sống thời gian tôi luyện diêm đằng trở nên càng ngày càng trầm tĩnh ung dung giống như trong cả vũ trụ diệt vong trước mắt của anh thì anh cũng sẽ không hoảng hốt một chút nào cái này đương nhiên không phải là chuyện tốt cái gọi là con người thì phải có thất tình lục dục thì mới gọi là con người Thế nhưng anh đã không coi mình là một con người Mà coi mình là một cái máy móc làm việc rồi Tổng giám đốc Dê mà Ngày đã tuần tra rất lâu rồi Trời rất là nóng nực Hay là ngài vào trong phòng làm việc nghỉ ngơi một chút đi Uống một chút nước lạnh Nếu không rất là sẽ bị cảm nắng đó Hứa quang toàn mồ hôi đầm đìa nhìn ông chủ Không biết đã đóng góp bao nhiêu lần Thế nhưng ông chủ vẫn như vậy không hề thay đổi Không chịu nghỉ ngơi một chút nào cả Nói thật Anh ta sợ nhất tổng giám đốc đến tuần tra công trường mỗi lần đều phải xem xét một hai tiếng mới bằng lòng rời đi, làm cho anh ta run rẩy, chỉ sợ có chỗ nào không đúng bị anh chỉ ra. Chủ nhiệm hứa à, nếu như anh mệt mỏi thì anh vào nghỉ ngơi đi, tự tôi đi xem được là được rồi. Diêm đằng ngước mắt liếc nhìn chân trời trái mắt, ngay cả đeo kính mắt trong cao cấp nhất, vẫn cảm nhận được dược lực xuyên xấu trói trang của ánh mặt trời như cũ. Tháng 7 mùa hè nóng bức, không khí ngột ngạt khiến người sắp thở không nổi. Lại thời tiết đầy đại như thế này, mà loài người cũng có chỉ thể ngoan ngoãn chịu đựng hậu quả trên địa cầu ô nhiễm. Không có không có, tôi đâu có mệt chứ. Hứa quan toàn lớn tiếng nói. Còn để lộ ra bắt tay cho xem đằng xem. Ngại nhìn đi, sức khỏe của tôi rất tốt, cho dù có tuần tra 20 lần nữa cũng không có vấn đề gì nha. Bây giờ tìm được việc làm rất có, nếu để cho công ty cảm thấy ông già rồi, còn không dùng được nữa, buộc ông về hưu thì phải làm sao? Đãi ngộ của dây dựng thiên mặc là tốt nhất trong giới. Ông đã làm chủ nhiệm công trình 15 năm rồi, ông vẫn còn muốn làm tiếp 15 năm nữa. Trời nóng nực các công nhân sẽ không có cầu vị. Công việc của bọn họ cần sức lực, nhớ chuẩn bị thức ăn tốt một chút. Mỗi tháng tổng công ty sẽ trợ cấp một khoản tiền thức ăn. Nếu như không đủ, ông lại viết tờ trình lên đi. Tôi biết, ngài đừng lo lắng. Mọi người đều rất hài lòng với thức ăn. Tôi cũng rất để tâm tìm một cửa hàng phù hợp, đảm bảo cho các công nhân ăn đồ đủ dinh dưỡng lại vui vẻ. Diêm Đăng đối với việc hứa quan toàn dùng từ khoa trương cũng không hề xem vào. Ánh mắt sắc bén của anh tìm kiếm về một phía nhà hàng lập mái tôn cho công nhân ở đằng xa. Nếu như điều hòa trong nhà cho công nhân không đổ mát thì cũng đổi đi. Quá ổn cũng đổi đi. Ban ngày bọn họ làm việc vất vả, bởi tôi nhất định phải ngủ ngon, thì ban ngày mới có tinh thần, cũng mới sẽ không xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Ngài cứ yên tâm đi. Tôi luôn luôn lưu tâm đến phẩm chất giấc ngủ của công nhân mà bọn họ có cái gì phiền não cũng đều sẵn nói với tôi tôi sẽ cùng giang giải với bọn họ diêm đằng lại dặn dò mấy chỗ nữa hứa quang toàn khôm núm văng ra gần trưa mặt trời càng lúc càng lớn hứa quang tàng thấy lưng của diêm đằng đã ướt đẫm mồ hôi không hiểu sao ông chủ lại muốn tự thân tự lực như vậy chuyện như vậy sao cho nhân viên làm không phải tốt hơn sao vậy mà anh lại không sao cho nhân viên thì thôi còn cố tình mỗi tuần đến khảo sát công trường một lần chỉ cần là dự án xây dựng của thiên mặc mà kệ là miền Bắc, miền Trung hay là miền Nam, anh đều làm như vậy. Trời có phải là siêu nhân đầu thai hay không chứ? Chủ nhà mới ảo à? không xong rồi có người ngất xỉu. Tiểu Lưu rống lên như là quỷ kêu mạng chạy tới, bị ông trợn mắt không ác nhìn một cái. Đúng là ngu ngốc, chuyện như vậy không chờ tổng giám đốc đi rồi hãng báo cáo, là muốn hại chết ông đây hay sao? Có chuyện gì xảy ra thế? Xem đang bắt đầu nhíu mày cất tiếng hỏi. Hứa quan toàn lung túng xoa xa tay cẩn thận nói. Có thể chỉ là trang váng đầu óc mà thôi Loại thời tiết này rất dễ trang váng đầu Nghỉ ngơi một chút chắc sẽ không có việc gì đâu ạ diêm đằng nheo con mắt sắc bén lạnh Đi qua nhìn một chút Anh nói đi là đi Một giây cũng không chờ Hứa quang thần về mặt cổ sổ đuổi theo bước chân như bay của anh Liều mạng cầu nguyện công nhân té xỉu đã tỉnh lại Nếu không cái ghế chủ nhiệm công trình này của ông khó mà giữ được Ánh mặt trời cho trăng ở giữa trưa Một nhóm người vây quanh một nữ công nhân té xỉu cô ấy đội mũ công trình, khẩu trang to cùng với bao ống chụp tay áo đen, cùng với quần dài màu đen bình thường, chân mang giày bảo hộ, bởi vì ngã lên bao xi măng mà cả người đều là bụi. Diêm đằng, thế mới biết người té xỉu là một phụ nữ, theo dáng người thì chính là một người phụ nữ nhỏ bé. Công trường có một quy định, luật bất thành văn, tính theo chiều cao cân nặng, công nhân nữ cân nặng tiêu chuẩn, 10kg mới có thể tuyển dụng. Bởi vì công trường đều là những công việc nặng nhọc, không có sức lực là không được. Cho nên theo hình thể của công nhân nữ này mà nói, cô không thể nào đi vào công trường được. Không bị ngoại thương, nhìn qua không có việc gì, cho nên ngài không cần phải lo lắng đâu ạ. À. Nhìn thấy sắc mặt của Diêm Đăng công tốt, hứa hoàn toàn vội vàng nói. Cái đó chỉ cần nghỉ ngơi một chút là không sao rồi. Trời mùa hè mà. Thường xảy ra tình huống say nắng. Chỗ của chúng tôi có người biết cạo gió. Một lần nữa tôi sẽ cho người đi cạo gió giúp cô ấy. Chỗ nhầm hứa à? Diêm đang bỗng nhiên cắt ngang lời nói của ông ta Hứa quan toàn lập tức cầm miệng lại Dạ vâng vâng Tôi ngày đây xin mời ngài nói Ông đều xử lý mọi chuyện như thế này sao Anh nhớ mày Anh mắt sắc bén nhìn thẳng vào hứa quan toàn Tuần trước Lúc tiến hành thoát nước ở công trình tàu điện ngầm Có một công nhân được phát hiện té xỉu trên miếng sắt Trên người của công nhân kia không rõ ngoại thương rõ ràng Khẩn cấp đưa đến bệnh viện lại không hề xoay chuyển Hứa quan toàn sừng sốt À không có cách xoay chuyển Nói chính xác là chết. Điều này, điều này làm sao có thể chứ? Chính là có thể. Ánh mắt của Diêm Đăng theo dõi ông ta chưa từng nơi lòng một chút nào. Làm sao ông biết người phụ nữ này không có bệnh tật gì khác chứ? Hứa quan toàn lại sừng sốt. Ông ta làm việc tại công trường lâu đến như vậy. Công nhân té xỉu trong mùa hè cũng thấy nhiều trời Nếu không phải là Diêm Đăng, cạo gió, nghỉ ngơi một hai tiếng sẽ không sao. Còn gì phải chuyện bé xé xa to. Còn gần người cái gì chứ? Mà gọi tài xế, của tôi lái xe đến đây. Diêm đằng không vui những màn lạnh giọng ra lệnh. Hứa quan toàn vội vàng phân phó công nhân bên cạnh làm chân chạy. Thấy Diêm đằng tự hạ thấp mình ôm lấy người nữ công nhân kia. Hứa quan toàn hơi sững sờ vội vàng ngăn cản. Tổng giám đốc à, ngài sẽ làm bần quần áo đó, để tôi ôm. Không cần. Khoe mũi của anh lạnh lùng búng mũi một cái. Không có tưởng tượng bình thường quan toàn đối đãi với công nhân như thế nào. Nhưng người phụ nữ này cũng không khỏi là quá nhẹ tròi bình thường cũng không ăn cơm sao khó trách sẽ té xỉu như vậy anh ôm người nữ công nhân lên xe của mình ngồi cùng ghế sau với cô bảo tài xế đưa đến bệnh viện thánh tâm trong xe hơi thở của cô mỏng manh cái rên lên một tiếng mềm nhũn mặt lệch đầu nghiêng về ghế ngồi không biết là do tranh lệch nhiệt độ bất ngờ khiến cô không thoải mái hay là do khẩu trang to trai đi mũi miệng khiến cô khó chịu Diệm đằng lấy khẩu trang của cô xuống phút chốc nhìn thấy khuôn mặt của cô làm cho tim anh như là ngừng đập. Hiểu Vũ, anh nghi ngờ mình hoa mắt. Người mà anh tìm lâu như vậy, Còn nghề báo trước lại xuất hiện trước mặt của anh. Anh còn dám thở mạnh nhìn cô. Một lúc lâu sau mới xác định người ốm yếu lúc này thật sự là cô. Thật sự là Hiểu Vũ mà anh nhớ mãi không quen. Anh lập tức lấy chiếc mũ công trình của cô xuống, cất giọng ra lệnh tài xế, lái xe nhanh một chút. Anh ôm cô vào trong ngực, để cưới gối đầu trên cánh tay của anh, rồi đau lòng xem xét kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, mất mồ hôi cổ cô. Làm sao em lại biến thành như vậy? Cuộc sống của em không được tốt hay sao? Lòng mày của anh nhớ chặt, từng từng đồ lại khả năng, cho nên khi tài xế dừng xe trước phòng cấp cứu của bệnh viện. Anh nhanh chóng ôm hiểu vũ xuống xe, nhân viên cứu hộ đã đẩy giường bệnh tới đón người. Bệnh nhân tên gọi là gì ạ? À? Làm sao mà té xỉu? Có bệnh tật gì hay không? Bình thường có hay uống thuốc gì hay không? Y tá cầm tờ khai cấp cứu hỏi anh. Diêm đang trả lời mấy vấn đề, đương nhiên là những vấn đề anh hoàn toàn không trả lời được. Người thân xin cho ở bên ngoài. Y tá kéo tấm mảnh ngăn cách sạch một tiếng. Trong phòng cấp cứu tràn đầy các tiếng máy móc cùng mùi thuốc khay mũi. Thời gian từng giây từng giây phút trôi qua, Diêm đang vô cùng lo lắng đi tới đi lui cho đến khi tấm mảnh ngăn cách được kéo ra. Người thân của Thành hiệu Vũ nghe thấy tiếng gọi anh bước tới Bác sĩ nhìn anh rồi cắt lời. Bệnh nhân bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, mệt nhọc quá độ nên mới có thể té xỉu. Cũng có hiện tượng bị cảm nắng. Bây giờ đang truyền giấy chất cho cô ấy. Chỉ cần ngủ một giấc thật ngon sẽ không sao. Nhưng cần phải chú ý, không nên vất vả quá độ nữa. Cũng phải duy trì giấc ngủ đầy đủ. Dêm đằng nhíu mi tâm. Dinh dưỡng không đầy đủ, mệt nhọc quá độ. Nghe đến đây tim của anh quặn đau một trận. Lúc cô còn làm việc ở xây dựng thiên mạc cũng không như vậy. Mặc dù sống tiết kiệm nhưng cô thường xuyên tươi cười, sắc mặt đỏ thắm. Ngoại trừ thường xuyên hy vọng một đêm trở nên giàu có ra, xem ra không có bất cứ phiền não gì. Trải qua 4 năm, vậy mà cô lại vì dinh dưỡng không đầy đủ, cùng mệt nhọc quá độ mà té rượu ở công trường. Bộ năm này thì rốt cuộc cô sống như thế nào? Anh theo chỉ thị của bác sĩ đi nộp phí, rồi sau đó trở lại bên giường nhìn cô. Bộ năm qua anh đã từng nghĩ ngàn trăm ngàn lần là cô đang ở nơi nào, có một cuộc sống như thế nào. Thế nhưng anh không hề nghĩ đến, cuộc sống của cô lại không tốt như vậy. Anh đưa tay tháo chiếc bao cổ tay cùng căng tay của cô xuống. Nhìn trên đôi tay của cô không đeo bất cứ một chiếc nhẫn nào. Thì tim của anh bỗng nhiên thầm nhảy lên một trận. Cô vẫn còn chưa kết hôn sao? Vẫn còn một mình sao? Anh hy vọng cô vẫn chưa kết hôn, vẫn còn độc thân đến nhường nào. Ông trời sẽ tương xót cho lời cầu xin xa vời của anh chứ. Hiểu vũ từ từ mở mắt, Cảnh vật xung quanh cho thấy con đợi ở trong bệnh viện. Cô từ từ nhớ lại chuyện mình té xỉu ở công trường. Trước khi mất đi ý thức, cô cảm giác mặt trời giống như đang sắp hư khô cô rồi. Nhịp tim của cô đập thật là nhanh, cơ thể của cô rất là khó chịu. Quần áo trên người cô cũng ướt đẫm mồ hôi rồi, tràn đầy mùi chua của mồ hôi. Đang muốn tìm một nơi có bao mát để uống nước nghỉ ngơi một chút. Vừa đứng lên thì cô đã mất đi ý thức. Mấy ngày này nhiệt độ ở Đài Bắc rất cao, cô cũng không có cách nào ngủ một giấc thật ngon, cũng không có khẩu vị ăn bữa cơm ngon. Có lẽ là do giấc ngủ không đủ, lại ăn không được gì mới có thể khiến cho cô té xỉu. Ai, quản đốc sẽ nghĩ sao đây? Vốn gì ông ta không muốn thuê cô, nói cô quá gầy quá yếu. Là do cô vất vả mới cầu xin được một cơ hội làm việc, còn đảm bảo sức lực của mình rất lớn, cái gì cũng làm được. Lần này thì tốt rồi, đột nhiên té xỉu, nhất định đã mang đến phiền đoái cho đốc công rồi cho dù đốc công nói ngày mai cô không cần đi làm nữa, thì cô cũng chỉ biết sờ mỗi một cái, rồi yên lặng tiếp nhận thôi, không phải hay sao? hiểu vũ à? là người nào? là người nào lại có giọng nói quen thuộc như vậy chứ? cô vốn đang nhìn chăm chăm trần nhà, tầm mắt từ từ theo chuyển theo âm thanh đến bên cạnh giường, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt của cô, không phải chứ? cho dù ông trời muốn thỏa mãn nguyện vọng bấy lâu nay của cô, để cho cô còn sống được một lúc gặp lại diêm đằng. Cũng không cần để bọn họ gặp nhau theo cách này Em cảm thấy như thế nào rồi Còn có chỗ nào khó chịu hay sao Diêm đằng ân cần nhìn cô Cất tiếng hỏi Cô gây ngạc thở gấp một tiếng bỗng nhiên ngồi dậy Ôi trời ơi Đây không phải là giấc mộng mà thật sự là Diêm đằng Làm sao anh lại ở đây Cô không dám tin mà nhìn Diêm đằng Trái tim đập bang bang ở trong lồng ngực Đáng chết Có thể trên mặt cô rất là bẩn Trên người cũng có khả năng là mùi mồ hôi Tám phần là bị anh cũng đã người thấy rồi Như thế này là nên làm sao mới tốt đây Là em bị té xỉu ở trên công trường Đồng lúc anh đến tuần tra công trình Lên đưa em đến bệnh viện Diêm đang nhìn cô không chớp mắt nói Anh nói cái gì Chẳng lẽ Hiểu vũ hít vào một hơi Không thể nào Cô đã cố gắng tránh tập đoàn thiên mặc trời cơ mà Không sai Triều Nhật Hoa Thành là dự án xây dựng mới nhất của tập đoàn Thiên Mặc. Nhưng mà... Cô lắp bắp. Dự án xây dựng đó là thiên mặc chuyển giao cho công ty đầu tư là công xây xây dựng lam thiên bề ngoài không quan hệ gì với thiên mặc cả anh giải thích nghi ngờ của cô đồng thời cũng gián tiếp xác nhận cô thật sự là đang trốn tránh anh hiển nhiên cô nghe nói triều nhật hoa thành không phải là dự án của thiên mặc mới đến đó làm việc sự thật này khiến cho lòng của anh cảm thấy một trận buồn bực tại sao có thể như vậy chứ hiểu vũ thở gấp suy nghĩ xoay truyền thật là nhanh nói như vậy có đánh bạn đánh bậy lại trúng vào công ty của anh rồi lần này tỉ nguy to cô bay nhanh xuống giường nhanh chóng xò dày vào thật là cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện tiền thuốc thang ngày mai tôi sẽ nhờ đốc công trên trà cho anh tôi sẽ nghỉ việc ở công trường cho nên anh không cần lo lắng gặp lại tôi đâu chờ một chút đã diêm đằng bay qua bắt lấy cánh tay của cô bỗng nhiên bị anh cầm lấy tay hiểu vũ mảnh đập nhanh hơn mặt cũng nóng lên còn có chuyện gì đã hay sao ở trên thế giới này Người cô muốn gặp nhất là anh Người không thể gặp lại nhất cũng là anh Đối với cô mà nói Anh đại biểu cho rất nhiều ý nghĩa Hiểu vũ à Diêm đằng nhìn cô Lời nói mạnh mẽ mà lại có lực Anh chưa từng lo sợ sẽ gặp lại em Cho nên em không cần phải nghỉ việc Trên thực tế anh vẫn luôn tìm em Lòng của hiểu vũ lại là một trận kinh hoàng Anh vẫn luôn tìm cô ư Tại sao Mà kệ là tại sao Cô cần phải xem nhẹ câu nói đó của anh như vậy thì cô mới không nghĩ quá nhiều. Cô né tránh ánh mắt cấp bách chăm chú của anh. Cái đó xin hãy buông tay tôi ra. Tôi muốn nghỉ việc là bởi vì tôi cảm thấy tôi không thích hợp với công việc ở công trường. Cũng không có liên quan gì tới anh cả. Xem đang nhìn cô chăm chăm. Như vậy, tại sao em phải làm việc ở công trường chứ? Cô trốn mà rời ánh mắt đi chỗ khác. Cái này cũng không liên quan gì đến anh. Hiển nhiên anh không thể chấp nhận cách nói của cô. Anh chăm chú nhìn chăm chăm cô càng nắm chặt tay cổ cô hơn. Được, đều không liên quan gì đến anh. Nhưng em phải để cho anh tiễn em về nhà. Không cần. Hiểu vũ bối rối dạy mắt sáng quắc bức người của anh. Quyết định đã không làm thì thôi. Nếu như đã làm thì phải làm đến cùng. Thật ra thì tôi đã tái hôn rồi. Tôi không muốn bị chồng tôi hiểu lầm. Em tái hôn ư? Diệm đang cực kỳ chấn động nhìn cô. Hiểu vũ cho xạ miếm môi đáp một tiếng đúng. Anh hít vào một hơi thật mạnh không chớp mắt nhìn cô một lúc lâu, chân mày chật nhíu chặt lại. Vậy thì anh nên mời em một bữa cơm, được chứ? Một người bạn cũ đã lâu không gặp mời em ăn cơm, em không nên từ chối có phải hay không? Bạn cũ ư? Cô cảm thấy tim mình như bị níu chặt lại. Anh có thể coi cô là bạn sao? Ai, cô sẽ không làm được. Góc quan trọng nhất trong tim của cô vẫn luôn dành riêng cho anh. Cô cô đơn nghĩ, nếu như bây giờ anh chỉ coi cô là một người bạn cũ đã lâu không gặp, mà cô một mực né tránh thì có vẻ kỳ quái. Cuối cùng cô cũng gật đầu với anh một cái, cố ý cất tiếng nói. Anh muốn tiêu pha, đương nhiên tôi không phản đối rồi. Tôi chính là muốn ăn món đắt nhất đó. Cảm giác quen thuộc khiến cho Diêm đằng nở nụ cười đầu tiên sau lưng cổ cô. Anh buông lỏng nói. Chỉ cần em ăn được, đắt như thế nào cũng được. Trong không khí tàu nhá của một nhà hàng tiêu chuẩn, lòng mày của Hiếu Vũ cũng không nhân lại một cái, gọi món đắt tiền nhất. Đã gần 2 giờ Vô dĩ là thời gian nghỉ trưa của nhà hàng rồi Cô thấy Diêm Đằng nói mấy câu với người phục vụ Phục vụ treo lên tấm biển ngừng phục vụ Nhà hàng vẫn dọn phục vụ như là thường Xem ra anh là khách quen của nhà hàng này Nghe nói xây dựng thiên mạc đã lên thành phố Giá trị con người của anh lại cao hơn Nhà hàng cao cấp tiếp đại lòng trọng với anh cũng là chuyện đương nhiên Món khai vị được đưa tới Chỉ nhìn cách bày biện tinh xảo Cũng khiến người ăn có cầu vị rồi Hiểu vũ nốt nước miếng Cô giống như đã thật lâu không ngồi ăn một bữa ăn ngon Một cách ngon miệng rồi Mỗi ngày vơi vàng kiếm tiền Chỉ cầu nhồi đầy dạ dày Ngay cả thời gian thưởng thức đồ ăn cũng là không có Em phải ăn nhiều một chút Bác sĩ nói em thiếu dinh dưỡng Diêm đằng nhìn cô thật sâu rồi lại nói tiếp Tại sao em lại để cho mình thiếu dinh dưỡng chứ Bình thường là không ăn cơm đầy đủ hay sao Là tôi đang giảm cân Cô nói dối mắt cũng không chấp một cái Chết cũng không làm cho anh biết được tình huống hiện tại của mình. Giảm cân ư? Đáp án này khiến Diêm Đăng thật là bất ngờ. Anh cao may nhìn khuôn mặt nhỏ bé như bàn tay của cô. Em đã quá gầy rồi, không cần phải giảm cân nữa. Hiểu vũ vừa nghe thấy anh mở miệng thì liền tâm hoàng ý luận. Cô cầm dĩa vô đâm loạn ở trên trứng tôm, súp lơ cùng rau xả lách của món cai vị ở trên bàn. Phụ nữ mà, luôn hy vọng gầy lại muốn gầy hơn nữa. Chẳng lẽ vợ của anh cũng không phải là như vậy hay sao? Lời nói cô dùng đến não vừa ra khỏi miệng, cô mới phát hiện mình hỏi một vấn đề cực kỳ nhạy cảm đối với hai người. Mẹ ơi, cô hận là không thể cắn đứt lầu lưỡi của mình, nhưng lời đã ra khỏi miệng cũng không thể nào thu về được nữa. Cái đó... Cô lúng túng ngước mắt lên nhìn anh, mím mím môi, mất bỏ mới lo làm chuồng nói. Ý của em là, có lẽ bạch nhà hân, không phải về não về phương diện phòng căn, vóc dáng của quay tốt như vậy lại có tiền sau khi sinh con có thể dùng tiền để giảm béo hút mỡ mà xa toàn thân gì gì đó người có tiền không phải đều là như vậy hay sao đáng chết cô là đang nói cái gì vậy chứ cũng không biết chân của bệnh an như thế nào ngộ như cô ấy thật sự là không thể đứng lên được vậy thì cô ta còn giảm cân để làm gì giảm cân còn có ý nghĩa gì chứ cô ào não nghĩ có tranh có câu nói là họa từ miệng mà ra hiện tại cô vừa dùng miệng đã gây ra họa rồi Lòng của cô run sợ ngừng đầu lên Đối diện với cô Diêm đằng đang nhìn cô chăm chú Một thời gian thật là dài Anh không nói gì Chỉ là nhìn cô Anh nhìn chăm chăm Một thời gian dài Khiến cho cô lo lắng Càng thêm xác định là mình thật sự nói vậy Khi canh được đưa tới Cô với vợ anh căn để có việc làm Hai người bạn anh không có kết hôn Diêm đằng vẫn không hề động đậy. Anh nhìn cô Tầm tư lại giống như trở về một mảnh rối loạn của bốn năm trước. Không có kết hôn ư? Đáy mắt của Hiểu Vũ hiện lên một tầng hoang mang cùng nghi hoặc. Không có biện pháp xà vờ ăn canh được nữa. Cô đẩy canh ra cấp tiếng hỏi. Tại sao? Cô chỉ nghĩ đến việc Bạch nhã hân không có cách nào đứng lên được nữa. Chứ chưa chưa từng nghĩ rằng bọn họ lại không kết hôn. Vì sao bọn họ lại không kết hôn? Lý do cô phải rời khỏi xem rằng Không phải là anh muốn chịu trách nhiệm cả đời với Bạch Nhã Hân sao? Cô chậm rãi nghe Diêm Đằng nói. Ban đầu cô ấy hy vọng Chợ phẫu thuật thành công, có thể đứng lên lại khoác áo cây trắng. Nhưng đứa bé trong bụng quay lớn lên, chẳng những không thích hợp làm giải phẫu liên tiếp, nô nệ không thoải mái cùng sự biến hóa của cơ thể, làm cho cô ấy mắc chứng u buồn trước khi sinh. Trước khi đứa bé được sinh ra, cô ấy đã tự sát 5 lần. Hiểu vũ kinh ngạc quên cả ăn canh. Bạch Nhã Hân này có phải là bị điên rồi hay không? Đứa bé ở trong bụng của cô ta, Cô ta hết lần này đến lần khác còn tự sát Hay là muốn một thi hai mệnh hay sao Cô ta không có nghĩ tới Nếu như cô ta thật sự chết Thì Diêm Đằng sẽ khổ sở Thống khổ như thế nào chứ Sau đó đưa bé ra đời Giọng nói của Diêm Đằng khi nói câu này Khiến Hiệu Vũ cảm thấy có cái gì không đúng Lòng của cô nhảy thình thịch Rất là lo lắng Cô chấp chấp mắt nín thở chờ đợi Anh lại cố tình không nói Cô nhịn không được cần phải hỏi tới đợi bé ra đời sau đó thì sao? Diêm đằng nhìn cô, cố gắng duy trì giọng nói vững vàng. Là một bé gái. Một bé gái rất là xinh đẹp, rất giống một em búp bê lai giữa hai dòng máu. Hiểu vũ dừng mắt nhìn anh. Bé gái lai like, là có ý tứ gì chứ? Trừ khi một trong hai ba hoặc là mẹ là người ngoại quốc mới có thể sinh ra con lai like không phải hay sao? Nhưng anh và Bạch Nhã Hân đều là người Đài Loan, 100%. Nói một cách khác, Đáng chết, đứa bé kia không phải là của anh. Đứa bé không phải là của anh. Dèm đằng xác nhận phòng đoán của cô. Làm sao lại như vậy? Làm sao mà biết được chứ? Về mặt của Hiểu Vũ kích động, trong lòng giống như là có sóng biển lật thuyền quấy đầu. Bốn năm trước, sự tồn tại của đứa bé kia làm thay đổi số mệnh của ba người bọn họ. Tại sao lại có kết quả thành như vậy? Cô ấy cũng không biết. Sau khi đứa bé được ra đời, mày biết đứa bé kia không phải là của anh. Khám thai không thể nhìn ra huyết thống của đứa bé được. Sau khi nhìn thấy đứa bé, cô ấy khiếp sợ hơn bất cứ ai trong bọn anh. Anh vẫn không nói với bất cứ ai. Thấy đứa bé là một đứa con lai tóc vàng. Thậm chí, anh còn có cảm giác như trút được gánh nặng. Khi đó trong lòng của anh chỉ có hiểu vũ đã mất đi tin tức. Đối với Bạch Nhã Hân thực sự chỉ còn giờ lại trách nhiệm mà thôi. Sau đó thì sao? Hiểu Vũ lại vội vàng hỏi tới. Đứa bé có nhóm máu đặc biệt, có bệnh tim bẩm sinh cần phải phẫu thuật người nhà họ bạch không thể làm gì khác hơn là tìm cha đẹp của đứa bé đến người kia là một người kinh doanh giàu có của anh chưa cưới vợ bọn họ gặp nhau ở nước anh chỉ là một đêm xuân gió anh ta cũng không nghĩ tới bạch nhã hân mang thai đứa bé của anh ta lại còn hạ sinh đứa bé anh ta bày tỏ với người nhà họ bạch muốn chăm sóc đứa bé cùng với bạch nhã hân người nhà họ bạch cũng đã vui vẻ đồng ý vậy bạch nhã hân đâu cô ấy đã nói như thế nào cô họng cô hiểu vũ co chặt lạnh bởi vì cô quá mức kích động So sánh với cô Thì Diêm Đằng bình tĩnh hơn rất nhiều Anh chậm rãi nói Anh và cô ấy Còn có người nhà của cô ấy đều hiểu Cô ấy sinh con cho người đàn ông khác Bọn anh không thể ở bên nhau Ngày đó bọn anh nói thẳng thắn với nhau Cô ấy đứng dậy khỏi xe lăn tới trước mặt anh Cái, cái gì Hiểu vũ kinh ngạc đứng bật dậy Rất giống trong rừng con thỏ nhỏ Đột nhiên gặp phải sư tử hôn mạnh Cô chấn động mà nhìn Diêm Đằng Cái gì nói là lời nói chấn động chứ chính là lời nói chấn động đây rồi diêm đang trầm mặc nhìn cô mấy giây sau đó mới nói thì ra thường thế ở chân của cô ta đã khỏi từ lâu nhưng cô ta sợ anh biết sẽ rời khỏi cô ta cho nên tiếng dấu diếm để sau khi bọn anh kết hôn mới nói cho anh biết trong lúc nhất thời hiểu vũ cũng không biết nên nói cái gì cô phát hiện tầm mắt của mình không có cách nào rời đi đôi môi kiên định của anh cô cảm thấy miệng đắng lưỡi khô không có bạch nhã hân vậy thì bọn họ thật là đáng chết Cô đang nghĩ cái gì chứ? Cũng đã qua 4 năm rồi, cô làm sao dám chắc bên cạnh anh không có người khác chứ? Không phải là Bạch Nhã Hân, thì cũng sẽ là một vị tiểu thư danh giá xứng đôi với anh. Cô cho là mình có thể trở về bên cạnh anh được nữa hay sao? Còn em, em có thể nói cho anh biết em kết hôn từ lúc nào không? Lời thăm thân mật của Diêm Đằng đã kéo cô quay về với thực tại. Hiểu vũ sững sờ nhìn anh, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào trả lời được hiệu vũ à anh lại cất tiếng gọi cô sau khi anh nhìn chăm chú thật sâu hiệu vũ không khỏi chật dọa cất tiếng à thì sau khi rời khỏi anh rất nhanh tôi đã tái hôn rồi diêm đằng không hề chớp mắt mà nhìn cô đối tượng là ai một loại hoảng hốt có thả kiến cô lấp bấp cũng phòng vệ cùng có liên quan gì tới anh chứ tôi không muốn nói cho anh biết được rồi anh không hỏi anh ta là ai Ánh mắt của Diêm đằng một chút cũng không rời khỏi cô. Anh tiếp tục cất tiếng hỏi. Tình hình kinh tế của anh ta thật là không tốt sao? Hay là anh ta không tìm được việc làm chứ? Là có ý tứ gì? Hiểu vũ hai mắt trận to. Đương nhiên là anh ấy có công việc chứ. Anh ấy có một công việc tốt, được người người ca ngợi. Diêm đằng suy nghĩ cao mày thật sâu. Vậy thì tại sao em phải đến công trường làm việc? Anh ta cho phép em đến công trường làm việc sao? Người đàn ông kia không phải chăm sóc tốt cho cô, nếu như mà anh nói Thì anh tuyệt đối sẽ không để cho cô phải chịu khổ như vậy Thế nhưng anh cũng không có tư cách gì Để mà đi phê bình người đàn ông kia Bởi vì anh khiến cho tâm hồn hiểu vũ tuần thương So với người đàn ông kia Khiến hiểu vũ lao lực việc cuộc sống còn lớn hơn rất nhiều Là bởi vì Bởi vì tôi phải tràn món nợ cơ bạc của cha tôi Cha thật là xin lỗi Bởi vì cha tôi ham mê cơ bạc Thiếu không ít tiền Tại vì gánh nợ trả vợ của cha tôi Nên mới lén ra ngoài đi làm anh ấy cũng không biết Diệm Đăng yên lặng một lúc mới nhớ mày Bộ năm trước Em trả tiền nuôi dưỡng lại cho anh Anh cho cô một tỷ tiền nuôi dưỡng Anh không nghĩ khoản tiền kia Có thể mua được sự an lòng của mình Anh chỉ muốn chăm sóc cuộc sống cho cô Để cho cuộc sống của cô Không cần phải vất vả Không ngờ ba tháng sau khi làm xong thủ tục ly hôn Luật sư mới đem khoản tiền kia Trả lại cho anh Thật ra cô đã ủy thác luật sư sau khi ly hôn 3 tháng thì đem tiền nuôi dưỡng hoàn trả lại cho anh. Sau khi anh biết cô không nhận tiền nuôi dưỡng thì anh rất là kiếp sợ nhưng anh đã không thể tìm được cô nữa. Cô dọn nhà, kể cả ông nội ba cô cũng đã dọn đi không ai biết là đi đâu cả. Anh quan thực vì hành động này của cô mà cảm thấy hốt hoảng. Sau khi tình táo lại anh cô sợ biết nếu mình không thể để cho cô một đảm bảo như vậy thì tìm kiếm cô cũng chỉ tăng thêm đau khổ cho nhau mà thôi. Cô trả lại tiền nuôi dưỡng cho anh, hành động này chính là muốn vạch rõ giới tuyến với anh. Mà anh có thể cho cô, cũng chỉ là làm theo ý của cô, trả lại cho cô một cuộc sống yên tĩnh. Cho nên anh không tiếp tục tìm cô nữa, thế nhưng cô vẫn luôn quanh quần trong lòng của anh. Cho đến khi anh và Bạch Nhã Hân chia tay, anh bắt đầu điên cuồng tìm kiếm cô, thế nhưng đã không tìm được. Có một câu nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Anh không ngờ rằng cô vẫn ở tại Đài Bắc. Ban đầu anh hỏi thăm được cô dọn đi miền Nam. Anh phải người đến miền Nam tìm, rồi sau đó có tin cô đến miền Đông. Anh lại đến miền Đông tìm, nhưng vẫn không thể nào tìm được cô cả. Nếu như anh có thể nghĩ đến, việc cô có thể dọn về Đài Bắc sớm hơn một chút, thì có lẽ bọn họ cũng sẽ không lâu đến mức như vậy mới gặp lại nhau. Tại sao lại trả lại tiền nuôi dưỡng cho anh? Đó là anh muốn cho em. Anh không chấp mắt mà nhìn Hiểu Vũ thở dài nói. Cái đó là bởi vì quá khoa trương. Hiêm vũ dùng giọng lớn tiếng để che giấu nội tâm hốt hoảng. Nào có ai cấp tiền nuôi dưỡng những một tỷ, cũng không phải là lừa đảo. Mới kết hôn một tháng, tôi làm sao có biết xấu hổ mà nhận số tiền lớn như vậy. Nhiều tiền quá, buổi tối tôi sợ không ngủ được, vẫn là chạy cho anh thì tương đối an tâm hơn. Khi cô nhìn thấy trong tài khoản nhiều hơn một tỷ tiền mặt, thì thật sự là kiếp sợ không nói ra lời được. Anh vậy mà lại cho cô một tỷ. Một tỷ là đại biểu cho cái gì? Cho một số tiền lớn như vậy là có thể quên cô không cần một mảnh sao? Nói như vậy thì cô không cần nhận. Nói gì cô cũng không nên nhận. Một tuổi mặc dù là rất nhiều, cả đời cô cũng không thể kiếm được. Nhưng tình cảm giữa cô và anh không phải một tỷ là có thể thay đổi được. Mặc dù cô rất là thích tiền, nhưng ngay lúc đó cô lựa chọn trả lại cho anh. Sự thật chứng minh cô đã làm đúng. Mặc dù không có khoản tiền kia, cô thực sự rất vất vả chịu nhiều đau khổ. Nhưng nếu như nhận khoản tiền kia, nghĩ đến anh sẽ vì vậy mà an lòng quên đi cô. Chỉ sợ ngay cả một ngày cô cũng không thể nào sống nổi. Cuộc sống của cô chính là nhớ anh mà trôi qua, cô chờ tưởng quên đi anh. Cảm thấy quá nhiều. Em có thể nhận lấy một nửa hoặc một phần ba. Tại sao lại trả lại toàn bộ cho anh? Chuyện này anh vẫn canh cánh ở trong lòng. Nghĩ đến mình không cho cô một số đã để cho cô đi. Anh cũng rất là tự trách. Hiểu vũ phấn chấn hơn một chút mà trả lời Bây giờ nói những thứ này cũng không còn ý nghĩa Ăn nhanh một chút tôi phải về nhà Nếu không chồng tôi sẽ đi tìm tôi Nghe cô nói mà lòng của Diêm Đằng bỗng như bị níu chặt lại Đúng, cô có chồng Anh cần phải nhớ rõ sự thật này Mà anh đã xuống cấp trở thành chồng cũ rồi Hiện tại anh chỉ là chồng cũ của cô mà thôi Chỉ là chồng cũ mà thôi Cầm tối hiểu vũ cứ một miếng ăn Lại một miếng cơm nửa chén cơm nhỏ ăn lại thật lâu với một vẻ không yên lòng. Cô gặp Giang Đằng đã qua một tuần rồi. Một tuần này cô sống trong thấp thầm, ở trong lòng bất ổn giống như treo vài cái thùng nước, nhưng lại không hề xảy ra chuyện gì cả. Xem ra anh đã tin lời nói tay hôn cổ cô, cho nên không tìm cô nữa. Cũng có lẽ là bên cạnh anh đã có một người phụ nữ khác, cho nên anh không xuất hiện nữa. Ngày hôm sau khi gặp anh, cô xin nghỉ việc với đốc công nhưng đốc công nói nhất thời không tìm được người thay, muốn cô làm tiếp một hai tháng. Đợi đến khi tìm được người bổ sung rồi lại nói. Đốc công luôn luôn đối xử rất tốt với cô. Ban đầu cô gầy yếu, vẫn còn để cho cô làm việc. Cô cũng khó có thể nói là đi ngay được, gây rắc rối cho người ta. Lại nói Diêm Đằng không hề có động tĩnh gì. Anh hoàn toàn không đến tìm cô nữa. Nếu cô vội vàng đi, giống như là có vẻ cô rất sắt vàng lên mịch của mình rồi. Thế nhưng chẳng qua cô cảm thấy thật lạ, mất mát. Anh không xuất hiện nữa. Cô nên vui mừng vì mình có thể tiếp tục sống cuộc sống yên tĩnh. Thế nhưng sau trong nội tâm cô lại rất khát vọng, anh lại có thể xuất hiện trước mặt của cô. Nhất là sau khi biết rằng anh không kết hôn cùng với Bạch Nhã Hân, thì dục vọng muốn gặp lại anh của cô càng thêm mãnh liệt. Bạch Nhã Hân không sinh con cho anh, mà cô lại sinh cho anh một đứa con. Ông trời cũng thật là biết trêu người. Cô nhìn qua, không phải là con gái đang gọi cô, đang Kiêu vũ theo chị gì đó, anh gì đó trong phim hoạt hình ở trên TV. Một cô nhóc 13 tuổi đầu đã lộ ra một thiên phú về kiêu vũ rất thích nhảy. Nếu như Diêm đang biết mình có một đứa con gái như thế, cô không dám nghĩ đến hậu quả của nó. Anh sẽ tự trách cô là tự tiện làm trời sinh ra con gái của anh hay là sẽ vui vẻ tiếp nhận việc anh có một cô con gái đây. Bốn năm trước về tình về lý, anh lựa chọn Bạch Nhã Hân cũng không có lỗi, nhưng lại khiến cho cô tổn thương thật lớn. Anh Vĩnh Viễn cũng không biết, mấy ngày sau khi làm xong thủ tục ly hôn, cô khóc đã đến mức thảm thiết như thế nào, cô hy vọng người mà anh lựa chọn là cô đến mức nào. Sau khi ly hôn không lâu, cô phát hiện mình đã mang thai. Lúc ấy cô hoảng sợ, nhưng lại cũng không dám đi tìm anh, chỉ sợ sẽ phá hỏng quan hệ của anh và Bạch Nhã Hân, còn rất sợ anh sẽ nghĩ cô muốn dùng đứa bé này để uy hiếp muốn gì đó ở anh. Sau khi quyết định một mình sinh con, cô càng chuyển đi càng xa, từ Đài Bắc rời sang Nghi Lan, từ Nghi Lan rời đến Hoa Liên. Sau khi sinh con lại rời đến Đài Đông, rồi sau đó lại rời đến Cần Tinh, rồi cuối cùng dọn về Đài Bắc. Cô cho rằng đến lúc mình chết, cũng không thể gặp lại xem đằng được nữa rồi. Cũng sẽ không thể lại xuất hiện trước mặt của anh, thế nhưng không ngờ cô lại gặp lại anh, càng không nghĩ tới anh vẫn độc thân. Tất cả những điều này đều đánh thẳng vào lòng của cô. Hiểu vũ à, còn không cắp thịt cứ gấp cụ tòi làm cái gì vậy hả? Nghe giọng nói của cha, cô phục hồi tinh thần, phát hiện đôi đũa trong tay mình, đang gấp miếng thỏi trong đĩa xì dầu. Trời ạ, à, cô đang làm cái gì vậy chứ? Có rất nhiều thời gian có phải hay không? Lại còn gần người nữa chứ? Cô vội vã cơm nước xong dọn dẹp bàn ăn, rồi chén rồi sau đó tắm cho con gái. Con gái là phiên bản của cô, Cô thật sự không tìm ra được một điểm nào giống với xem đằng. Nếu là con trai thì có lẽ sẽ giống bố hơn. Mau đến đây để xoáy khô tóc. Chờ một chút mẹ cắt hoa quả cho công chúa của chúng ta ăn nha. Còn muốn quả táo, muốn quả lê, còn có dâu tây. Lại biết rồi, mẹ biết công chúa của chúng ta không thích quả táo. Thích nhất là quả lê cùng với dâu tây. Còn phải đựng vào đĩa dâu tây nữa, có đúng không nào? Cô tìm mì chạy đầu cho con gái. Cô nhóc tròn ba tuổi, để tóc xóa đến ngang vai cả người trắng loãn đáng yêu chính là một công chúa nhỏ, bây giờ đã thay thế địa vị của cô là bảo vật trong lòng của cha cô rồi. Ít nhiều có quả vui vẻ nhào này, mấy năm nay trong nhà mới có tiếng cười, nếu không liên tiếp xảy ra những chuyện kia, thì cả gia trẻ trong nhà đã sớm buồn rầu không thôi. Hiểu vũ à, còn mau ra đây. Thành dụng kiện ở trong phòng khách cất tiếng gọi, nghe tiếng cha gọi hiểu vũ cả kinh. Cha cô chưa từng gọi cô bằng giọng gấp gấp như thế, có phải là bị ngã rồi hay không? Cô vội vã ôm con gái chạy ra khỏi phòng tắm. Làm sao có chuyện gì vậy à? Thành dũng kiện một ngón tay chỉ về phía cửa, hơi cẩn trương mà cất tiếng nói. Cái đó, cậu cậu ấy, cậu ấy đến rồi. Là ai vậy à? Hiểu vũ ôm lấy con gái, đầu óc mơ hồ xoay người. Diệm đằng đang đứng ở cửa, giày tay, không hợp với hoàn cảnh ở xung quanh. Anh đang nghĩ sâu xa nhìn chằm chằm hai mẹ con cô. Ánh mắt làm cho người ta rất là có hiểu hiệu vũ nghe người choáng váng trong nghe mắt đầu óc cũng trống rỗng làm sao anh có thể đến đây nhưng mà không đúng làm sao anh biết cô ở đây chứ trước, trước tiến vào ngồi đi thành kiện dũng nhìn con rể vô duyên có một chút con biết tiếp đón như thế nào chà những năm này cha có khỏe không xem đằng không nhìn hiểu vũ nữa anh nhìn thành kiện dũng rồi sau đó cúi người thật sâu bộ năm trước không thể nói rõ mọi chuyện với cha cũng không thể nói lời tạm biệt với cha đều là sai lầm của con xin cha hãy tha thứ cho con nói tha thứ cái gì chứ Cái đó là hiệu vũ của chúng tôi không hiệu chuyện làm chuyện thật là có lỗi với cậu dạy dỗ một con gái hoang đường như thế tôi thật sự là không có mặt mũi gặp cậu mà thành dũng kiến băn khoăn lo lắng gãi gãi đầu nói xem đằng anh đến tìm tôi nhất định là có chuyện muốn nói với tôi chúng ta mau đi ra ngoài đi ra ngoài nói hiệu vũ bỗng nhiên quát to một tiếng khẩn trương cắt lời Cô vội vàng đưa con cái vào trong ngực cha. Cha, cha dỗ dài dài ngồi trước đi, con sẽ nhanh chóng trở về. Cô không nói lời nào mà kéo tay của Diêm Đằng vội vã đi dép, biệt một tiếng đóng sầm cửa chém lại. Cô vẫn lôi kéo Diêm Đằng, bước xuống cầu thang cũng không buông, cho tới khi đến bên ngoài nhà trọ mới buông tay ra. Tại sao anh lại đột nhiên tới đây hả? Cô tức giận gào lên hỏi anh, ánh mắt giận dữ ép đến trước mặt của anh. Thật là may mắn chồng tôi không có ở đây, nếu không thì anh sẽ biết tay anh ấy đó. Khoảng cách của hai người rất gần. Ngón tay thon dài của xem Đằng bỗng nhiên dịu dàng giữ lấy cổ tay của cô lại. Ôm cô vào trong lòng rồi trầm thấp nói. Anh đã điều tra rồi. Em không có tái hôn, không có chồng. Anh, anh không có việc gì làm hay sao mà lại điều tra tôi. Hiểu vũ cần trương lắp bắp. Nếu chặt lấy chiếc váy liền thân màu xám cho rộng thùng thình ở trên người. Bởi vì bị phơi bày lời nói dối mà khuôn mặt đỏ bừng. Đương nhiên là có chuyện mới điều tra Xem đang ôm eo cô nhìn cô thật sâu Lấy lịch của em Cũng đã hỏi việc đốc công và những người khác Tất cả mọi người đều nói Em là một cô gái chưa chồng Còn có người phải ra sát hồ sơ cá nhân của em Trừ anh ra Em không có gây chép về cuộc hôn nhân nào khác cả Anh... anh chính là ăn no rành rỗi mà Nhịp tim của cô cảm thụ được nhiệt độ Cùng sức lực bàn tay của anh đang giữ chặt trên eo cô Hít sau một hơi rồi cất tiếng nói tôi được rồi chúng tôi vẫn còn chưa có kết hôn nhưng mà chúng tôi đã chuẩn bị kết hôn chúng tôi vẫn còn ở chung một chỗ chính là quan hệ cùng khu nhà xem đang nhìn thẳng vào ánh mắt của cô hiểu vụ à em không cần phải gặp anh nữa anh đã đi theo em mấy ngày nay không nhìn thấy em và người đàn ông nào ra vào cả nhưng ngày hôm qua anh nhìn thấy em ôm một cô gái nhỏ của em đi vào cửa hàng tiện lợi mua kem anh đã đứng ở trên lầu nhìn thấy cô gái nhỏ đó anh không thể hình dung lúc đó mình đã kiếp sợ đến mức nào. Anh nằm mộng cũng không ngờ đến. Vậy mà Hiểu Vũ đã sinh cho anh một cô con gái. Mà mấy năm nay, anh vẫn hồn nhiên không biết bản thân mình có con. Làm cho hai mẹ con cô lô lạc ở bên ngoài, trải qua một cuộc sống nghèo khổ. Còn bé, còn bé là con gái của tôi, không có quan hệ gì với anh cả. Hiểu Vũ khẩn trương mà thắm giọng đôi môi nói. Không có quan hệ với anh sao? Trong mắt của Diêm Đăng đen như là đúc. Một chữ một chữ cấp tiếng Em gọi con bé là Sai Sai Anh tăng thêm giọng điệu ở hai chữ Sai Sai Nếu như không phải là con gái của anh Tại sao sẽ lấy tên em gái của anh chứ vừa rồi ở trong nhà Anh nghe được cô gọi con bé là Sai Sai Thì nội tâm của anh đã vô cùng kích động Anh thật là muốn ôm chặt lấy cô Cảm ơn cô đã cho anh một món quà trân quý Trên thế giới này Cái đó anh hãy nghe tôi nói đã Hiểu vũ cảm giác tim của mình Nhảy tới cần cổ hỏng Cô yêu đuối vô lực phản kháng. Thật ra thì không phải như là anh nghĩ đâu. Con bé là con gái của anh. Diêm Đăng khẳng định nói. Ánh mắt bốc lửa nhìn sâu vào ánh mắt của cô. Con gái của em và anh. Vậy mà em lại gạt anh sinh anh một con gái của chúng ta. Bây giờ em còn muốn phủ nhận sao? Hiểu vũ mê muội nhìn anh. Anh là đang thức giận ư? Anh cho rằng cô không có tư cách sinh con cho anh sao? Anh tức giận vì lại dây dưa không rõ với người vợ trước là cô sao? Nghĩ như vậy, chóp mũi của cô chua xót, tâm nhíu chặt lại. Bên cạnh anh nhất định đã có người phụ nữ môn đăng hội đối với anh từ lâu rồi. Cô và đứa bé sẽ pha hư hạnh phúc của anh, cho nên anh mới đến xác nhận. Cô đau lòng bức nước mắt. Tôi sẽ nghĩ việc, tôi sẽ đi thật xa, cho nên anh không cần lo lắng cho tôi cùng với đứa bé, sẽ tạo thành uy hiếp của anh đâu. Nghe được cô lại muốn né tránh anh, thì sắc mặt của xem Đằng trầm xuống, Hai tay khóa ở trên eo cô lực đạo lại càng lớn hơn nữa. Nghe, không cho em đi đâu hết cả. Hãy ở yên chỗ cũ. Nếu không anh sẽ sa thải hết mọi người ở trong công trường. Em cứ thử làm xem. Anh, anh nói cái gì? Cô kinh ngạc đến nỗi nháy mắt liên tục. Tại sao lại không để cho cô đi? Lại còn dùng công việc của những người khác để uy hiếp cô? Là dẫu cô nói lung tung ra ngoài sao? Cho nên phải đặt cô ở gần như thế để giám thị sao? Được rồi, chúng ta nói rõ ràng đi cô hơi kích động giống như phản kháng cái gì nói là lúc sinh ra con của anh là do tôi không đúng điểm này tôi rất là xin lỗi anh nhưng mà anh cũng có thể yên tâm tôi sẽ không dùng đứa bé để uy hiếp anh tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ dùng đứa bé này để được chỗ tốt gì từ anh hoặc là trói chặt lấy anh gặp lại anh thật sự chỉ là trùng hợp nếu như biết rõ công trường này là dự án của công ty xây dựng thiên mặc thì tôi sẽ không đến đó để tìm việc làm không cần tự cho mình là thông minh Vừa nghĩ tới cô một mình sinh dưỡng đứa bé của bọn họ Thì anh lại vừa đau lòng vừa giận dữ Ánh mắt thâm trầm mà bén nhọn nhìn có vẻ đặc biệt đen thôi Anh muốn biết Lời nói của bà em là có ý gì Tại sao ông nói không có mặt mũi gặp lại anh hả Không có gì Anh không cần biết Cô nóng lòng che giấu sự thật Lại là anh không cần biết sao Nếu như bây giờ em không nói cho anh Anh sẽ lần đầu tìm cha để hỏi rõ ràng Anh nhớ mày Không thích mà nghiêm mặt lại Thôi được rồi, tôi nói tôi nói là được rồi chứ gì. Cô từ từ ngẩng đầu lên, trong lòng run sợ mím mím đôi môi nói. Là tôi, tôi đã nói với người nhà, vừa mới kết hôn tôi đã, đã bắt cá hai tay, bị anh bắt gian tại trận, cho nên không làm gì khác hơn là đành phải ly hôn. Đáng chết, Diêm đằng hít một hơi thật sâu. Cô gái ngốc nghếch này, rõ ràng là bị anh vứt bỏ, lại vẫn còn bảo vệ cho anh. Cô khiến cho anh càng thêm ái náy, càng thêm đau lòng anh nên làm như thế nào thì mới có thể đền bù được cho cô đây? Bốn năm trước, dưới tình huống anh không có sự xa sự, lựa chọn nên mới để cho cô đi. Mà dù cô không có một câu oán hận, nhưng trong lòng cô nhất định là oán giận anh. Hôm nay, bởi vì anh và Bạch Nhã Hân không ở bên nhau, cho nên mới hy vọng cô trở lại bên cạnh anh. Đối với cái kế này, cô có thể chấp nhận được hay sao? Có thể thông cảm với nỗi cổ tâm riêng của anh sao? Cô có thể cảm thấy bị thương hại hay không Bị tổn thương lần thứ hai Sẽ rất sâu hay không Cho dù như thế nào Anh cũng sẽ không để cho cô rời khỏi anh một lần nữa Sai lầm một lần đã làm cho anh hối hận vô cùng rồi Anh không thể sai lầm thêm một lần nữa Huống chi bây giờ còn có con gái Anh muốn hai mẹ con cô đều ở bên cạnh anh Do anh chăm sóc Anh phân chấn hơn Nhìn Hiểu Vũ đang tâm thần thất thầm Còn đứa bé thì sao Em giải thích về thân thế của đứa bé với người nhà như thế nào hả? Hiểu vũ nhìn kỹ sắc mặt của anh rồi thận trọng nói. Cái đó, tôi nói đứa bé trong bụng của tôi. Là của tôi cùng đối tượng gặp gỡ ở bên ngoài. Sau khi biết tôi mang thai, anh ta liền bỏ rơi tôi. Nhưng mà tôi vẫn muốn sinh ra đứa bé này. Xong rồi. Ánh mắt của anh ta quá thâm trầm, sắc mặt rất là nặng nề. Nhất định anh rất là không vui vì cô lén lút sinh ra đứa con của anh. Anh sẽ không cho rằng sau khi ly hôn, Cô một mình sinh ra đứa con của anh là bởi vì phân tài sản của anh chứ. Đủ rồi. Diêm đằng nặng nề thờ dài. Anh thật sự là không nghe nổi được nữa. Hiểu vũ không tiếc nói bản thân. Không thể chịu nổi như thế. Là bởi vì bảo toàn hình tượng của anh trước mặt người nhà của cô. Anh có tài có đức gì để cho cô phải dụng tâm duy trì như vậy chứ. Bởi vì chịu trách nhiệm với đứa bé trong bụng của Bạch Nhã Hân. Bởi vì không trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích cũng vì không để cho bạch nhã hân có ý niệm coi thường mạng sống của mình anh đã dễ dàng từ bỏ hiểu vũ phần dĩ cuộc sống của cô rất là đơn thuần lại bị anh làm cho đảo lặn hết cả lên anh hại cô thay một người mẹ chờ chồng cũng làm cho con gái của mình trở thành con cái riêng nhưng sai lầm này anh phải đền bù như thế nào đây dưới ánh nắng mặt trời trái trăng hiểu vũ ngước mắt lên nhìn bên ngoài của tổng bộ tập đoàn thiên mặc, nó giống hệt như trong ấn tượng của cô Thật ra chị không có bao nhiêu là thay đổi Dù sao cũng mới chỉ qua 4 năm mà thôi Cô bước vào dưới ánh mắt các thường của hai người bảo vệ Cô mặc một thân là nữ công nhân Không hề hợp với khí phái của tòa nhà lớn Cũng không hợp với những nhân viên đang đi lại ở bên trong Cho dù ai cô sẽ nhìn cô lâu hơn một chút Xin chào, tôi muốn tìm tổng kinh lý diêm Làm phiền cô truyền lời tại anh ấy Tôi tên là Thành Hiểu Vũ Bốn năm rồi gành vật vẫn như cũ, nhưng người đã không sống. Bảo vệ, cô nhân viên lễ tân đều đã đổi người rồi, không có gương mặt nào là cô quen biết cả. Tổng kinh lý diêm ư? Cô nhân viên lễ tân trẻ tuổi mặt không biểu cảm gì nhìn cô một cái. Tổng kinh lý không phải là họ diêm. Cô muốn tìm tổng giám đốc của chúng tôi sao? Tổng giám đốc của chúng tôi mới là họ diêm. Hiểu vũ bừng tình hiểu ra, thì ra bây giờ anh đã là tổng giám đốc cao quý của tập đoàn rồi. Cô vội vã gật đầu. Đúng vậy, tôi muốn tìm tầm giám đốc xem mà, cô có hẹn trước không hiểu vũ hơi sững sờ tôi tôi không có nếu như không phải xem đằng thật sự thả ra cái tin tức kia ra ngoài cô sẽ không vội vàng chạy tới đây cô thật sự là không hiểu nếu phản ứng nặng nề với việc cô sinh ra con của anh như vậy thì tại sao phải cố gắng giữ cô trong tầm mắt của anh chứ thật sự là anh muốn giám thị cô sao xin lỗi tầm giám đốc sẽ không tùy tiện gặp người mời hẹn trước rồi quay lại ạ à. Cô à, tôi hiểu biết rõ, muốn gặp tổng giám đốc phải hẹn trước. Nhưng cô có thể nói một chút giúp tôi có thử được hay không? Nói với anh ấy tôi là Thành Hiểu Vũ, thì anh ấy sẽ bằng lòng gặp tôi thôi. Làm sao cô này lại phiền phức như vậy chứ? Cô nhân viên lễ tân có gương mặt xinh đẹp cắt bỏ nhìn cô chằm chằm. Cô mau đi nhanh đi, nếu không tôi phải gọi bảo vệ mời cô ra ngoài đó. Thật sự là tôi có chuyện quan trọng mà. Cậu xin cô xin với thư ký tổng giám đốc, hỏi giúp cho tôi một chút, có thể anh ấy sẽ gặp tôi. Tờ cho à, Cô nhân viên lễ tân mắc đít tay ngơ, vuông tay lên mà gọi bảo vệ đứng ở ngoài cửa, dùng ống nói điện thoại. Mau đi vào đuổi cô gái này ra ngoài. Hiểu vũ kinh ngạc nhìn hành động của cô ta. Chuyện gì thế? Bảo vệ còn chưa đi vào, ngược lại truyền đến một tiếng nói đàn ông quen thuộc. Hiểu vũ còn không kịp quay đầu, đã nhìn thấy cô nhân viên lễ tân vội vàng đứng lên, còn lập tức thay đổi gương mặt cất lời. Tổng giám đốc ngày đã về rồi, là cô gái này kiên trì muốn gặp ngài. Tôi nói thế nào cô ấy cũng không chịu đi, làm hại người ta là rất sợ đó. Hiểu Vũ liếc mắt quay đầu đi, quả nhiên nhìn thấy Diêm Đằng, phía sau còn đứng là ba người quản lý với dáng vẻ nam tính. Mới không phải là như vậy. Cô nhìn Diêm Đằng, "Có thời gian không? Tôi có chuyện muốn nói với anh." Diêm Đằng đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, đưa cô đi về phía thang máy riêng của mình. "Làm sao lại không gọi điện thoại di động cho anh chứ? Anh không đổi số sao?" Cô kinh ngạc ngước mắt nhìn lên, Tôi cho rằng anh đã thay đổi số điện thoại di động của mình rồi. Chính bản thân cô cũng đã thay đổi số điện thoại nhiều lần rồi, cho nên muốn cũng không nhớ số mà gọi cho anh. Anh vẫn là không đổi. Anh nhìn cô thật sâu rồi dịu dàng nói. Chính là anh mong đợi. Một ngày kia em có thể gọi cho anh, cho nên vẫn không đổi số. Nhịp tim của Hiểu Vũ trong nháy mắt lỡ mất một nhịp. Tại sao lại muốn mong đợi? Chẳng lẽ anh chưa từng quên cô sao? Cô dừng lại mấy giây phất phất mái tóc tán lặn rồi sau đó nói sang chuyện khác. Tổ chất của cô nhân viên lễ tân này ở đây thật là tệ, đối đại với khách rất là không khách khí. Diệm Đăng cắt tiếng cười rồi nói, ai sẽ nói bọn họ cải thiện. Chẳng qua em ăn mặc như vậy, nói muốn gặp anh rất có được đối đãi tốt đi. Hiểu vũ hừ hừ, anh xây nhà lâu như vậy, nên biết có rất nhiều vũ hào cao cấp sẽ mặc quần áo lấp quần đùi đến xem phòng ở chứ. Người có tiền chân chính đều rất kiêm tốn, sẽ không đeo vàng đội bạc đâu nụ cười của Diêm Đăng xấu ở sau đáy mắt. Em không phải là một loại kia. Hiểu vũ nổi đoá nhìn anh chăm chăm, nhưng không thể không thừa nhận. Đúng, tôi không phải là người có tiền, nhưng người đã tới là khách, cũng không thể coi khách như là vi khuẩn mà đuổi đi như vậy. Anh đảm bảo lần sau em trở lại, thì mỗi người sẽ đối đãi với em giống như là hoàng hậu. Anh có tâm ý khác mà nói, làm cho tim cô nhảy lỡ mất một nhịp. Cũng không cần phải qua trông như vậy đâu. Hai người đi ra khỏi thang máy, Cô nhìn thấy chỗ ngồi quen thuộc của thư ký Bồn hoa lục sắc cỡ lớn lúc này vẫn còn tại chỗ đó Còn có một tấm cửa lớn phòng tổng kinh lý ở phía sau Bây giờ tấm biển tổng kinh lý đã được cỡ xuống Anh không đổi phòng làm việc ư Phòng tổng giám đốc ở trên lầu Cô cho rằng anh sẽ chuyển đi Thế nhưng Diêm Đăng cười nhạt nói Thói quen nơi này Ở nơi này có kỷ niệm của anh và em Hiểu vũ cảm giác Mình sắp bởi vì nhịp tim quá nhanh mà chết anh làm chi lại luôn nói ra những lời khiến cho người khác hiểu lầm như vậy chứ nếu như kỷ niệm của bọn họ là quan trọng làm sao sẽ không đánh lại cuồng nhục kế của bạch nhã hân đây thôi được rồi cô thừa nhận là mình luôn luôn để ý việc anh lựa chọn bạch nhã hân mà bỏ qua cô ngoài mặt thì giả bộ vân đạm phong kinh nói mình có thể quên anh nhưng trên thực tế sự kiện kia đã làm tổn thương cô thật sâu không chỉ bởi vì anh là người đàn ông của cô mà cũng bởi vì cô yêu anh quá mức sâu đậm anh có thể không có lại cảm giác đó Nhưng cô thì khác Bị chính người đàn ông mình yêu sâu động ôn hôn Xảy ra quan hệ rồi sau đó vứt bỏ Mà kệ là vì lý do gì Nỗi khổ tâm gì Người phụ nữ nào có thể ruồng bỏ Còn có thể thông cảm được chứ Hiểu vũ Em là hiểu vũ có phải không Hiểu vũ phục hồi tinh thần Thấy thư ký Hà đang trận mắt há mồm Mà đưa lưỡi nhìn cô Không ngờ thư ký Hà vẫn còn làm thư ký cho xem Đăng hơn nữa chị ấy mập ra không ít đã làm mất đi sự lạnh lùng của quá khứ hiện tại còn có hương vị của một người mẹ chị hà đã lâu không gặp cô lúng túng cười một tiếng sự xuất hiện của cô nhất định là rất đột ngột đi bốn năm trước cô ra đi quá mức vội vàng cũng không kịp nói tiếng chia tay với thư ký hà thư ký hà chúng tôi có chuyện quan trọng cần nói không cho phép bất cứ ai đi vào diêm đẳng nhanh chóng dẫn cô đi vào phòng của tổng giám đốc cũng không còn thời gian cho cô ôn chuyện cùng với thư ký hà hiểu vũ ngắm nhìn bốn phía một loại cảm giác muốn thở dài từ đáy lòng sơn lên tâm trạng thầm bên anh ngày trước hiện rất rõ ở trước mặt khi đó cô thật là hạnh phúc chỉ cần mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh thì chính là hạnh phúc cô tỉnh lại một chút vứt bỏ tình tàn dịu dàng trong lòng mà nhìn xem đằng hôm nay đốc công nói cho tôi biết nếu như mà tôi không đi làm bọn họ sẽ cùng nhau thất nghiệp là anh đã ra lệnh với chủ nhiệm hứa đây là thật sao? Tôi còn tưởng rằng anh chỉ nói như vậy mà thôi. Hôm qua sau khi biết sự tồn tại của Sai Sai, sắc mặt của anh nặng nề như vậy, cho nên cô đã suy tư cả đêm, quyết định dặn nhà một lần nữa, không muốn cho anh cảm giác rằng cô đang dùng đứa bé này để mà uy hiếp cuộc sống của anh. Không ngờ sáng sớm cô đến gặp Đốc Công để xin từ chức, đã nhận được cái tin tức này. Đốc Công ngàn vạn lần xin, lại cần cầu cô ngàn vạn lần không thể từ chức. Tất cả mọi người một nhà già trẻ đều phải nuôi cả. Nếu như mất đi công việc thì sợ rằng mọi người phải tìm đến cái chết. Trước không lâu nói cái đó, bởi sáng anh còn chưa ăn, chạy đến nơi làm việc, hiện tại dạ dày thật lạ đau. Trước tiên em có thể giúp anh lấy một chút đồ ăn không? Ăn xong rồi chúng ta lại nói tiếp. Diệm đang vừa nói vừa đi đến sofa ngồi xuống. Anh kéo vòng calavat, nhẹ nhàng xoa xoa việt thái dương. Ánh mắt yên lặng dừng lại ở trên người hiểu vũng. Hiệu vũ dĩ nhiên biết rõ, ở trong phòng tổng giám đốc có một căn bếp lò nhỏ, lò nướng, lò vi sóng, máy cà phê, tủ lạnh nhỏ, đồ uống và nước trái cây đều là đầy đủ. Nhờ em đó, hiệu vũ. Thôi được rồi. Cô tâm phiền ý loạn đi vào phòng bếp, thừa nhận mình không thể nhìn thấy anh bị đau dạ dày. Cô tìm được nửa cái bánh mì chưa mở, cùng với một chai sữa tươi trong tủ lạnh, ngày sản xuất đều là hôm nay. Thừa kế hà vẫn là tận chức, thường chú ý thời hạn thức ăn trong tủ lạnh là một chuyện trước kia do người thư ký là cô làm. Cô đơn làm làn săn quýt trứng, chân giỏ, hôn gói, lại pha một ly cà phê. Loại cảm giác này thật là kỳ quái. Tại sao ở nơi này cô lại không thể quen thuộc hơn là làm điểm tâm cho anh chứ? Còn mỗi một việc đều làm theo thói quen của anh. Bánh mì nướng cần nướng cháy một chút, trông muốn một nửa chín, chân giỏ hôn khói cũng phải rán hơi cháy xém. Tay rót cà phê, lại càng thêm không thể lơ là. Hai thịa bột cà phê một viên sữa. Đúng là đáng chết mà. Diêm Đằng để cho cô lọt vào trong một tình cảnh kỳ lạ. Rõ ràng là cô tới để tìm anh nói chuyện, nhưng lại trở thành như vậy. Cô cắt tiếng thở dài bưng thức ăn ra cho anh, biết mình vẫn còn yêu anh. Diêm Đằng ngước mắt nhìn cô một cái, mệt mỏi cắt tiếng. Thật là cảm ơn em, đã làm phiền tới em rồi. Anh mau ăn đi. Cô lại thở dài nhịn không được mà cắt tiếng. Bây giờ anh đã rất là có tiền rồi, không cần thiết lại phải vất vả bon ba vì kém tiền nữa mà làm hỏng đi thân thể của mình. Em đây là đang quan tâm tới anh sao? Đáy mắt của Diêm Đăng tắt ra một tia dịu dàng. Ánh mắt của anh làm nhịp tim của Hiểu Vũ ra tốc. Cô xoay tầm mắt vô ý thức, lật quấn tạp chí ở trên bàn. Không phải anh nói anh bị nói sao? Mau ăn đi. Diêm Đăng lại nhìn cô thêm một lúc lâu, mới bưng cà phê uống một hớp, từ từ ăn sandwich. Nhưng chưa ăn xong đã hạ xuống, Hiểu vũ phát hiện cất tiếng hỏi Làm sao vậy? Là không hợp khẩu vị sao? Không phải Anh cảm thấy rất là khó chịu càng người nóng lên Anh dựa người vào ghế sofa Mày cao chặt lại Hiểu vũ không có cách nào ngăn cản mình đi về phía của anh Nhìn anh cổ sở Cô không có biện pháp bỏ mặc Có chuyện gì xảy ra chứ Có phải là anh phát sốt rồi hay không Cô đi tới ngồi xuống bên cạnh anh Đưa tay từ nhiệt độ trên trán của anh Tôi xem rất là bình thường mà Vậy chắc hẳn là lòng của anh đang nóng lên rồi. Vừa nói Diêm Đằng bỗng nhiên kéo tay ôm cô vào trong ngực. Bàn tay to của anh nắm cả hông cổ cô, ôm chặt cô vào người của mình. Môi của anh đè lại, từ từ bao trùm lên đôi môi của cô, giống như là có một dòng điện truyền qua. Sự tự chủ của Hiểu Vũ tan rã hết, thậm chí của cô đang trôi nổi đánh mất khả năng suy thơ. Diêm Đằng vô cùng dịu dàng khẽ cắn mút đôi môi hồng nhuận của cô. Hơi thở của anh ơn ướt lại ấm áp đầu lưỡi nóng rực chạm vào môi cô, miền man mật mật thăm dò mỗi một chỗ ngọt ngào trong môi của cô. Cô gần như rụi lơ trong kiểu tay của xem đằng. Cô cảm thấy đầu lưỡi xem đằng chạy vào giữa môi và răng của mình. Cả người cô đều bị hương vị của anh chiếm lĩnh. Cô run rẩy nhắm hai mắt lại ý lặn tình mê, tim đập dồn dập, hoàn toàn hàng phục trong nụ hôn triển miên của anh. Thân thể xem đằng nóng như là một cây đuốc đang cháy. Hiểu vũ ngồi ở trong ngực của anh, Cô có thể cảm giác được nhu cầu mãnh liệt trong cơ thể của anh. Trên thực tế, hơi thở của hai người bọn họ cũng đang thở dốc đầy áp kích tình. Tay của em Đằng trượt đến trước ngực của cô. Anh chậm rãi kéo cao đồng phục làm việc của cô. Hơi thở đàn ông nóng rực thổi lất phất trước ngực đang phơi bày của cô. Anh đẩy nội y của cô lên cao. Cô rùng mình một cái, nghe được hơi thở của anh nặng nề hơn. Môi lưỡi của anh từ từ liếm qua bộ ngực đầy đặn của cô. Cô mút lấy nụ hoa, phát ra một tiếng ưm, cũng không nhúc nhích mặc cho từng đợt sóng vui vẻ bao phủ lấy mình. Hiểu vũ cảm giác mình sắp không thể nào thở nổi, dù vọng cơ thể đã thay thế tất cả. Không được, như thế này là như thế nào? Cô là vật thay thế của Bạch Nhã Hân sao? Ý thức của cô quay ngược trở lại, cô đẩy dêm đằng ra, cả người hơi thở không ổn định nhảy ra khỏi ngực anh. Cô rôn rầy kéo lại quần áo của mình, cảm giác như mình sắp nổ tung vậy. Em sao thế? Diêm đằng không hiểu chăm chú nhìn vào cô Bắp thịt cả người của anh căng cứng Dục vọng không thể bình ổn Khiến anh đau đớn cong dứt. Anh cho rằng Anh cảm nhận được hiểu vũ vẫn còn tình yêu với anh Nhưng bây giờ anh chỉ thấy lửa giận trên người của cô Tay cô nắm thật chặt thành quả đấm Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên Anh hỏi tôi làm sao ơ Cô bi thương nhìn anh Chúng ta đã ly hôn rồi Hơn nữa dài đến 4 năm Như thế này là như thế nào Tôi cũng không phải là công cụ tiếp xúc của anh không cần không có người khác mới đến viên thành hiệu vũ tôi tôi không phải là một cái thùng rác thùng rác ư ừ. khuôn mặt cương nghị của diêm đồng co cấp một cái anh nhớ cô nhớ đến đau lòng cô lại ẩn rộn nói rằng anh thành đồ bỏ đi ư ừ. bộ năm trước tôi đã hưởng qua cái tư vị khổ sở đó rồi tôi không muốn lại một lần nữa xảy ra quan hệ với người đàn ông không yêu tôi đợi một chút đã diêm đằng trao mày lại cẩn thận xem xét kỹ lưỡng cô sau khi nhảy ra khỏi lồng ngực anh đứng ở xa xa anh chưa từng coi em như là công cụ tiếp xúc bố nằm trước cái đêm ở trên đảo ba lê cô không phải bởi vì anh tinh lực tràn đầy cần phải phát tiết mới đoạt lấy em là bởi vì em đã làm cho anh động lòng anh đã quyết định quên đi bạch nhã hân để bắt đầu cuộc sống mới với em thế nhưng anh đã trở về bên cạnh cô ấy rồi hiệu vũ kinh ngạc nói một tiếng chỉ ra sự thực làm cho cô tan nát cõi lòng năm đó Cô không chỉ một lần nghĩ tới Nếu như lúc ấy cô cũng biết mình mang thai Nói chuyện cô mang thai cho anh biết Vậy thì anh sẽ lựa chọn như thế nào Anh sẽ bỏ qua Cô tứ chi kiện toàn Mà lựa chọn Bạch Nhã Hân không thể đi lại được sao Giả thiết dĩ nhiên là không có ý nghĩa Nhưng bốn năm nay nghĩ đi nghĩ lại Chỉ tăng thêm sự bi thương của cô mà thôi Cho nên hiện tại Mặc dù cô vẫn còn yêu anh Khát vọng anh Nhưng cô sẽ cố gắng để nén không thể dễ dàng trở lại bên cạnh anh. Nhất định anh phải biết, cô đã phải chịu đựng tổn thương như thế nào. Anh cũng phải chịu đựng hành hạ như thế thì mới công bằng. Bốn năm trước cô quá ngu ngốc, lấy danh nghĩa tác thành cho anh, kết quả để cho mình biến thành bà mẹ chưa chồng, khiến dài dài biến thành con cái riêng. Bốn năm qua gặp quá nhiều đau khổ, mỗi khi cô cắn răng vượt qua, thì cô đều sẽ oán hận xem rằng, nếu như anh hạ quyết tâm lựa chọn cô, có lẽ ban đầu sẽ rất có lỗi với Bạch Nhã Hân nhưng một nhà ba người bọn họ có thể sống ở bên nhau Dĩ nhiên năm đó chính cô cũng không thể mặt mà dày mày dạn cầu xin anh ở lại bên cạnh mình nên cô tan nát cõi lòng khi nhận được sự lựa chọn của anh mới có thể hoàn toàn bất đắc dĩ làm bộ tự nhiên làm bộ hào phóng để mà rút lui bởi vì cô không muốn ngăn cản anh đi hoàn thành đạo nghĩa của mình cuối cùng lại bị anh chán ghét anh biết rõ anh thực sự là có lỗi với em anh không có lời nào để nói cả Diêm Đằng đưa mắt nhìn cô, không muốn biện giải cho chính bản thân mình. Bởi vì mặc kệ 4 năm trước vì nguyên nhân gì mà anh lựa chọn Bạch Nhã Khăn là anh đã không làm tròn trách nhiệm với mẹ con Hiểu Vũ cũng chính là sự thật. Thật ra thì không có anh. Tôi và Giai Giai cũng sống rất tốt. Cho nên, Hiểu Vũ dương mắt lên, bỏ đi cảm xúc mê luyến anh, dũng cảm nhìn anh nói. Cho nên, cô lại nhấn mạnh hai chữ này. Tôi sẽ đưa Giai Giai rời khỏi Đài Bắc. Cậu sẽ nhìn xin nghỉ việc Hai mẹ con chúng tôi phải trốn đi một nơi mà anh không tìm được Anh muốn ra thải ai Thì tùy anh Không quan tâm tới xem đằng có phản ứng như thế nào Cô ngừng đầu ứng ngực mở cửa đi ra ngoài Trái tim vẫn đập mạnh Trong lòng ngực không ngừng Cho đến khi cô bước vào thang máy Cô mới thở ra một hơi nghẹn ở trong cổ họng Cô thật sự đã nói ra rồi sao Thật sự nói với Diêm đằng như vậy sao? Tốt lắm. Hạnh hiểu vũ à? lời đã nói ra rồi nếu như anh muốn giữ lại hai mẹ con cô vậy thì hãy để cho cô nhìn thấy thành ý của anh đi hiểu vũ nhìn tập tài liệu mà công ty chuyển phát nhanh chuyển tới không thể tin được xem đằng lại đàm giám định adn cô cho rằng anh sẽ tặng hoa tặng nhẫn kim cương tặng nhà tặng xe gì đó không ngờ anh lại đưa đến cho cô một bản báo cáo giám định adn chứng minh quan hệ của anh và sai sai là cha con cùng với bản báo cáo giám định còn có một văn thư của luật sư. Nội dung văn thư rất là đơn giản. Chính là nói Diêm Đằng và Thành Sai Sai có quan hệ cha con. Diêm Đằng có nghĩa vụ cũng như quyền lợi với Thành Sai Sai. Thành Hiểu Vũ, người giám hộ của Thành Sai Sai không thể tước đoạt quyền lợi và nghĩa vụ của Diêm Đằng. Mà Diêm Đằng cũng có đủ tư cách để tranh thủ quyền giám hộ Thành Sai Sai. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra như thế này? Chẳng lẽ anh nghĩ phương pháp giữ lại cô chỉ còn cách sử dụng từ cách bằng pháp luật sao? Cô chợt phát hiện người đàn ông một tay đưa tập đoàn thiên mà ra thị trường. Đầu óc đã bị lấp mất rồi. Cô cao mày nhìn báo cáo giám định. Đột nhiên chuyển ánh mắt nhìn thành kiện dũng. Chà, mấy ngày này em đang có tới sao? Dài dài còn chưa đi nhà trẻ. Bình thường vẫn luôn ở nhà. Cô muốn biết anh làm như thế nào mà lấy được vật cần thiết để giám định ADN. Nói đến việc này, cha cũng muốn mắng con đâu. Tại sao lại nói dối cha chứ hả? thành kiện dũng khó được nổi giận với con gái. hiểu vũ không hiểu ra sao cấp tiếng hỏi nói dối nói dối cái gì chứ con rể đều nói với cha rồi năm đó bởi vì cậu ấy phải chịu trách nhiệm với một người phụ nữ khác cho nên hai con không thể làm gì khác hơn là ly hôn thằng bé nói rõ nó rất là có lỗi với con cũng rất là có lỗi với cha hy vọng cha có thể tha thứ cho nó hiểu vũ sợ hãi mà nhảy dựng lên cha chuyện này xảy ra vào lúc nào làm sao cha không nói với con chứ Đáng chết, nhận định lúc đó Diêm Đằng đã giật tóc của dai dai làm giám định, nhất định là như vậy rồi. Cái đó không quan trọng, cha nhìn chúng con ôm nhau, vảnh mắt của cha cũng đỏ lên đó. Thành dũng kiện ý vị sâu xa nói tiếp. Hiểu vũ à, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, bây giờ con rể đã không cần phụ trách người phụ nữ kia rồi, còn lại quen đi. Một nhà ba người vui vẻ sống bên nhau, suy nghĩ vì Dai dai nữa. Đứa bé cần có một người cha, đừng chỉ nghĩ đến bản thân con như thế, Hiểu vũ vội vàng đứng lên chạy nhanh về gian phòng của mình. Nếu không cha cô vừa nói, thì sẽ không biết phải nói bao lâu. Cô ngồi ở mép giường mà ngần người. Không ngờ Diêm Đằng lại thẳng thắn với cha cô như vậy. Anh thật sự hy vọng hai mẹ con cô trở về bên cạnh anh sao? Một hồi chuông điện thoại di động cắt đứt suy nghĩ của cô. Cô vừa cầm điện thoại di động lên nhìn. Thấy hiện lên người điện tới. Cô suýt chút nữa đánh rơi điện thoại di động xuống đất mà tim cũng đập lên điên cuồng. Là Diêm Đằng. Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ Giấy số này đã thật lâu cô không được nhìn thấy rồi Chẳng qua là Làm sao anh biết được số điện thoại di động của cô chứ Phòng khách vẫn truyền đến Giọng nói làm nhầm công ngừng của cha Cô bừng tỉnh hiểu ra Nhất định là cha cô đã cho anh rồi Thật sự là cướp nhà có phòng mà Là tôi đây Không cho anh mở miệng trước cô trách móc nói Tôi đã nhận được Kết quả giám định ADN anh gửi tới rồi Anh nghĩ như thế nào hả Anh muốn gặp dài dài giọng nói của diêm đằng truyền đến còn phải nói cho con bé biết anh là cha của nó hiểu vũ nhướng mày sau đó thì sao sau khi gặp rồi thì sao anh nghĩ như thế nào là tranh giành quyền giám hộ với tôi sao mặc dù rất là có hiểu đối với hành động lần này của anh nhưng cô nghĩ theo chiều hướng tốt tối thiểu cũng đại biểu là việc anh quan tâm tới sai sai dù sao còn hơn là anh đã biết còn chẳng thèm quan tâm đến nếu như em vĩnh viễn không cờ tuyệt yêu cầu gặp con gái của anh như vậy, anh cũng viễn viễn không tranh giành quyền giám hộ với em. Anh chỉ muốn thỉnh thoảng được gặp con bé là được rồi. Có thật không? Chỉ là đơn giản như vậy thôi sao? Hiểu vũ nghi ngờ nhân mày hỏi. Anh có thể đảm bảo. Cũng có thể mời luật sư làm nhân chứng viết giấy trắng mực đen. Cô cắn cắn môi. Vậy thì anh tốn công sức làm giám định ADN để làm gì chứ? Không phải là có mục đích khác hay sao hả? Nghe thấy câu hỏi thì Diêm Đằng bỗng nhiên bật cười nói. Anh chỉ lo lắng rằng em sẽ không thừa nhận sai sai là con gái của anh cho nên mới phải làm giám định quan hệ cha con. Hiểu Vũ suy nghĩ một chút cuối cùng cắt lời. Thôi đời rồi, tôi tạm thời sẽ tin tưởng anh. Anh cũng nở ra nụ cười hưng phấn. Ngày mai là đúng chủ nhật. Em đưa dài dài ra ngoài. Ba người chúng ta cùng đến cô vui chơi thiếu nhi chơi. Dài dài còn chưa quen thuộc với anh. Nên nhất định phải có em bên cạnh mới được. Ngày mai ư? Nghe thấy lời hứa hẹn này. Không hiểu sao mà nhịp tim cô lại đập nhanh hơn. Giống như người hẹn hò với anh chính là cô vậy. Không phải em đã nói Em sẽ không thể từ chối cạnh yêu cầu được gặp con gái sao hả Hiểu vũ nghĩ một đằng Mà nói một lèo Thôi được rồi, ngày mai thì ngày mai Dù sao tôi cũng không có việc gì cả Chỉ định lật báo chí tìm việc làm Rõ ràng cô cũng rất muốn Cùng với anh ba người đi dạo chơi Dài dài nhất định sẽ rất là vui vẻ Có cả ba ba Dài dài chưa từng đi chơi cùng với ba Nói đến công việc Diêm đang dừng một chút Anh biết rõ em đã tự động bỏ việc sau này cũng sẽ không đi làm nữa. Có lẽ em muốn biết một chuyện, hôm nay anh đã sa thải đốc công rồi. Anh nói cái gì? Hiểu vũ cực kỳ tức giận mà nhảy dựng lên. Anh, anh sa thải đốc công ư? Đốc công còn phải nuôi cha mẹ già cùng với con nhỏ, hơn nữa luôn luôn làm việc nghiêm túc có trách nhiệm, tại sao anh có thể sa thải luôn đốc công chứ? Anh biết rõ em thờ ơ đối với những người bị em liên lụy mà bắt đi công việc. Cũng tùy anh có thể sa thải bọn họ hay không. Anh chỉ nói với em một tiếng mà thôi ngày mai gặp lại, 9 giờ anh sẽ qua đón em. Diêm Đăng, Diêm Đăng à? Con nhìn chăm chăm điện thoại di động anh đã cúp máy. Anh rốt cuộc là bộ cô nhất định, phải làm việc dưới mi mắt của anh mới được ư. Vừa hạ một trận mưa nhỏ, mà trời chiều về ngả phía tây, gió nhẹ nhàng phất qua cây cối. Ở trong vườn chính là một trận mắt mẻ, tách rời không khí nóng bức thường ngày. Dài dài ngồi tiếp đi trong lồng ngực của Diêm Đăng, Hiểu Vũ mua kem cùng với khoai tây chiên, hai người ngồi dưới bóng cây ở bên ngoài, nhìn cách đó không xa, những người bạn nhỏ tinh lực sư thừa kia vẫn đang cố gắng xếp hàng trước những trò chơi. Bọn họ chơi cả ngày vương quốc trẻ thơ, dài dài hưng phấn đến mức khuôn mặt nhả nhắn đỏ bừng, cái gì cũng muốn chơi, còn bé chẳng những không sợ xem đằng một chút nào cả, còn ba 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 rất thân thiết, một mực đu trên người của xem đằng không chịu xuống, còn con cho hiểu vũ ôm, khiến người mẹ như hiểu vũ rất là mất mặt. Chẳng qua nhìn gương mặt tiên sứ của con gái đang ngồi say trong lòng của Diêm Đằng, cô thật sự rất là xúc động. Cô quả thật là không có tư cách tức đoạt đi quyền lợi có được tình thương của cha và con gái. Cô cho rằng dai dai sẽ không muốn có một người cha. Thì ra cô đã sai lầm rồi. Dai dai là đứa trẻ trưởng thành sớm, giấu hết những nguyện vọng giấy đáy lòng. Là cái người làm mẹ cô, thần kinh không ổn định mới có thể không nhìn ra được điều đó. Mà Diêm Đằng Mặc dù anh không làm tròn trách nhiệm của người cha Nhưng lén lút sinh ra đứa con của anh Nói như thế nào cũng là do cô không đúng Có lẽ cô nên suy nghĩ Mỗi tuần để cho dai dai gặp mặt xem đằng Một lần Có lẽ cũng sẽ để cho dai dai về ngủ với anh qua đêm Dây dừa dài dòng không phải là tác phong của cô Cô nhìn về phương xa rồi hắng giọng Bắt đầu từ tuần sau Mỗi tuần anh để ra một ngày Đến đưa dai dai đến nhà của anh đi Tôi thấy con bé không sợ anh không cần phải có tôi đi theo đâu. Hiểu vũ à? Diêm đằng vừa mừng vừa sợ nhìn cô, xem ra hôm nay quyết định đi chưa là đúng. Cô đã mềm hóa rất nhiều. Khi cô tuyên bố sẽ dẫn Sai dai trốn đi trong phòng làm việc của anh, thì thật sự đã hồ dạ đến anh rồi. Cho nên anh mới sử dụng thủ đoạn giám định ADN, chỉ hy vọng thông qua điều khoản pháp luật để cho cô hiểu. Anh có quyền cũng như nghĩa vụ với sai sai, sẽ không bởi vì cô tránh mà sẽ thay đổi. Mục đích của anh chỉ có một, chính là để cho cô biết khó mà lui không cần thật sự mang theo con gái biến mất khỏi té gian để cho anh không tìm được người mà đúng rồi tôi có xin lỗi với anh chưa nhỉ hiểu vũ cắn cắn môi nói xin lỗi vì đã sinh con của anh lúc đó tôi thật sự là không thể bỏ được đứa bé em không hề có lỗi tất cả sai lầm đều là do anh ta xem đang nhẹ nhàng nắm lấy tay cổ cô anh rất vui mừng vì quyết định của em nếu như không phải em sinh ra đứa bé làm sao anh có thể ôm con bé như vậy Hài lòng như vậy được chứ Có thật không Không phải là anh rất là tức giận hay sao Hiểu vũ nghiêng đầu không xác định mà nhìn anh Là anh tức giận chính bản thân mình Diêm đang nhìn cô thật sâu mở miệng Anh tức giận Bản thân anh vào lúc em mang thai Lúc sinh con cũng không ở bên cạnh Chăm sóc để cho em phải chịu khổ một mình Diêm đang căng thẳng Nắm tay của cô rồi cần thiết nói Hiểu vũ à anh hy vọng còn có cơ hội để mà đền bù. Hiểu vũ gần như là muốn chìm hẫm trong đôi mắt của anh. Ánh mắt như thế làm cho cô đầu hàng ngay lập tức. Cô không để lại dấu vết mà rút tay về, nhốn nhốn vai nói. Tất cả đều đã qua rồi. Anh đau lòng nhìn một bên mặt xinh đẹp của cô, hơi vỉnh khóe miệng. Dưới ánh nắng chiều, hiện ra một dáng vẻ không thèm để ý một chút nào cả. Thế nhưng anh biết, đâu phải một câu nói mọi chuyện đã qua là có thể quên hết được nhất định cô phải chịu rất nhiều khổ sở. Bà mẹ chờ chồng dù sao vẫn không được tiếp nhận trong xã hội này. Bờ vai nhỏ nhỏ của cô phải thừa nhận như thế nào đây? Ngày mai tôi sẽ về công ty. Anh hãy cho đốc công làm lại đi. Anh như vậy thật là quá đáng. Nếu như hai hôm nay anh ấy luẩn quẩn mà tự sát thì phải làm thế nào hả? Diệm đang nở ra một nụ cười. Anh đã gọi điện thoại nói với chủ nhiệm hứa. Bao giờ thì em trở lại công trường. Lúc đó, anh ta sẽ được trở về công trường. Trái tim của em rất mềm yếu sẽ không để cho bọn họ phải chờ đợi quá lâu đâu. Cái gì chứ? Anh... Cô tức giận đến mức nói cơm ra lời. Mình bị anh ăn được cắt cao hay sao? Ngay cả người đốc công không có quan hệ máu mù gì với cô, mà anh cũng có thể lấy ra uy hiếp cô được. Nhưng tại sao em lại lựa chọn làm việc ở công trường chứ? Xem đằng ngưng mắt mà nhìn cô. Có biết gặp lại em như vậy, anh rất là đau lòng, rất là ai náy. Cũng thật là tự trách hay không chứ? Vợ cũ của mình làm việc tại công trường, Rốt cuộc thì anh đã làm gì với em? Phải để cho em rơi vào lại tình cảnh đó hả? À? Không quan hệ với anh là do tôi tự chọn. Ôn trách nhiệm vào người thì mình phải làm chứ. Hiểu vũ liếc anh một cái rồi hơi hợt nói. Thật ra thì cũng không có lý do gì cả. Bởi vì lương của công nhân cao. Nếu không trình độ học vấn không có. Tôi chẳng lẽ đi làm ở tiệm ăn nhân hay cửa hàng tiện lợi sao? Lương một giờ chỉ có 7 8 mười nguyên. Hoàn toàn không thể nuôi sống ba tôi và dai dai mà cạnh tranh mỗi chỗ trống nhân viên trong phòng công ty cũng quá kịch liệt. Tôi hoàn toàn không cạnh tranh nổi với những cô gái trẻ đẹp mới tốt nghiệp đại học đâu. Lý do của cô càng khiến anh đau lòng, anh cắt tiếng hỏi. Ông nội đâu rồi? Về sao vẫn không được gặp ông? Hai năm trước ông nội đã qua đời rồi. Bởi vì không có người hiến gan, cũng không có tiền mua gan cho nên... Nói đến đây cô một trận nghẹn ngào đôi mắt đấm lệ. Xem đằng cũng cảm thấy buồn bã không thôi. Bởi vì sự qua đời của ông nội cô giống như là do anh gián tiếp tạo ra. Nếu như bọn họ vẫn ở cùng với nhau, liền thuốc thăng hoàn thành không phải là vấn đề. Anh dốc lại tinh thần hỏi chuyện phiếm với cô. Hiểu khải đâu? Cậu ấy không làm việc giúp đỡ gia đình hay sao? Theo thời gian tính toán, thì em của cô cũng đã tốt nghiệp đại học, có thể chia sẻ cánh nặng của gia đình rồi chứ. Hiểu khải... Hiểu vũ trong mắt hạ xuống, hai vai trong nghe mắt cũng có vẻ mất đi sức lực vào ngày tốt nghiệp đại học. Thằng bé và bạn đi học đêm ăn mừng. Uống say rồi xảy ra xung đột với người khác. Hốt khí Phương cường lấy chai rượu đập bề đồ của đối phương. Lại còn đẩy người đó xuống cầu thang. Người đó bị chấn thương sợ não, cho đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh lại. Cô đột nhiên ý thức được khoảng cách của cô và anh càng ngày càng xa hơn. Cô bây giờ chỉ làm liên lụy đến anh mà thôi. Bọn họ kiện hiệu khai rất nhiều tội danh. Giết người không thành, đánh người trọng thương gì đó, Hiếu Khải bị khởi tố, bị xử 20 năm tù, bây giờ vẫn còn đang ngồi tù. Mỗi tháng tôi cũng phải trả cho đối phương một khoản tiền thuốc men. Ở trong lòng xem rằng càng thấy chấn động không gì sánh nổi. Thì ra những thứ này chính là nguyên nhân cô phải đến công trường làm việc kiếm tiền. Cô phải nuôi ba và dai dai, lại còn phải trả tiền bồi thường. Có thể ngay cả tiền thuốc men của ông nội cô còn chưa trả hết. Bở vai nho nhỏ này của cô, gánh lấy quá nhiều gánh nặng của gia đình. Anh thật sự là quá mức đau lòng. Chúng ta đi thôi. Diêm đằng bỗng nhiên đứng lên nói. Anh đang suy nghĩ như thế nào mới có thể để cho cô sao những cánh nặng chìa trên người của anh. Lòng của cô còn tồn tại ngăn cách với anh cho nên có thể không quá dễ dàng đi. Hiểu vũ kinh ngạc bị động đứng dậy. Được thôi, cũng không còn sớm nữa. Đáng chết. Tình cảnh của cô nhất định là dọa đến anh rồi. Nếu không, anh sẽ không nghe xong chuyện nhà cô. Ngay cả một đoạn phản ứng cũng không có, đã nói phải đi mặc dù bốn năm đã qua trời vẫn là trời đất vẫn là đất trời đất có thể hòa vào cùng một chỗ hay sao không thể hiệu vụ cô sắp phát điên lên rồi bởi vì giữ lại công việc cho trúc công cô phải trở lại công trường làm việc nhưng bắt đầu từ ngày đó thì diêm đang ngày ngày đến công trường tần tra có trời mới biết đó là trần tra kiểu gì chẳng những mời tất cả mọi người uống nước ngay cả bữa trưa điểm tâm đều là bao hết cả không chỉ như thế Ánh mắt của anh luôn dừng lại ở trên người cô, làm cho mọi người liên tục hỏi quan hệ của cô và tổng giám đốc lại như thế nào. Tổng giám đốc có phải hay không là đang theo đuổi cô? Hành động của anh làm cho cô thật là khổ mà không thể nói. Không thể nói cô là vợ trước của tổng giám đốc. Cũng không thể mở mắt nói lời biện đặt. Cô và tổng giám đốc không hề có một chút quan hệ nào cả. Không chỉ như thế, cô còn phát hiện công việc của mình giảm bớt rất nhiều. Đốc công chuyên giao một số công việc nhẹ nhàng cho cô nghĩ cũng biết là ai ra lệnh. Ở công trường truyền ra tin tức tài tiếng, tình cảm giám đốc theo đuổi nữ công nhân, thậm chí còn truyền đến tổng công ty, có người còn đặc biệt tới đây xem sắc đẹp của cô, rồi sau đó thất vọng rời đi. Chết mất, cô cũng không phải động vật trong sở thú, tại sao phải mặc cho người ta nhìn chứ, lại còn bình phẩm từ đầu đến chân cô nữa chứ. Sau đó, chuyện càng ngày càng không tưởng tượng được cũng đã xảy ra. Hiệu vũ à, Cháu đúng thật là vợ trước của tổng giám đốc sao? Cô hoàng sợ không nhỏ, dường mắt mà nhìn dì Tam Hào hỏi chuyện cô. Dì Tam Hào là người bắt quái nhất ở công trường, làm sao dì ấy có thể biết được bí mật này chứ? Nhìn phản ứng của cháu thì là thật trời nha. Dì Tam Hào hài lòng tự đắc nhìn cô chầm chầm. Ngày hôm qua, dì đi thẩm mỹ viện uống tóc, thấy một quyền tạp chí cũ từ rất lâu trước. Bị tạp chí chính là hình ảnh cháu đi theo tổng giám đốc bước vào lễ đường kết hôn. Dì liền xem ở bên trong, thật sự nhìn thấy tên tuổi của cháu. Viết cái gì mà chim sẻ biến thành phượng hoàng, thư ký trở thành phu nhân người thừa kế tập đoàn Thiên Mặc, thật sự là đặc sắc. Dì đã sao vài bản chia cho mọi người rồi nhá. Dì, dì nói cái gì ạ? À? Hiểu Vũ nhìn chăm chăm và dì Tam Hảo, quả tặng từ trên trời rơi xuống, thật sự lập và độc vào đầu cô rất đau đi. Cháu không cần phải cảm ơn gì đâu. Dì Tam Hảo cười vỗ vỗ bả vai của cô. Bây giờ mọi người đều biết đến thân phận của cháu rồi. Ngay cả chủ nhiệm hứa cũng phải nể cháu ba thần Cháu lên đời rồi nhá Một ngày sau đó Hiểu vũ phát hiện mỗi người đều khách khí với cô Chủ nhiệm hứa còn rất thân thiết Chạy tới bắt tay với cô Đôi tay dâng lên một cốc nước lạnh cho cô uống Lên tiết riêng cô vô phòng nghỉ ngơi xem tivi Cần tối giêm đằng tới Anh vừa bước chân vào công trường Cô đã vội vàng kéo anh ra đến một nơi thật xa Mọi người đều biết em là vợ cũ của anh rồi Cô tức giận hồn hển nói Diêm Đằng kẽ mỉm cười nhìn cô hỏi Thật sao? Còn vậy sao ư? Hiểu vũ giận chó đén mèo nhìn anh chằm chằm Anh có biết càng ngày hôm nay Là tôi có bao nhiêu xấu hổ hay sao hả? Tất cả mọi người đều đối xử thận trọng với tôi Hình như là rất sợ đắc tội với tôi vậy Cũng không giao viện cho tôi Còn bảo tôi nghỉ ngơi xem tivi Tôi cũng không biết bản thân tới nơi này để làm gì nữa Diêm Đằng nhìn cô dịu dàng Bình thường em sống vất vả Thì nhân cơ hội này nghỉ ngơi khỏe một chút đi Cái gì chứ? là tôi đang nghỉ phép sao? Hiểu vũ nổi đó mà nhìn anh. Cách nói này hoàn toàn không hề logic. Tôi đợi đây để làm việc lại bảo tôi nghỉ ngơi. Điều này quá là kỳ cục rồi. Anh cảm thấy tôi thật sự là an tâm nghỉ ngơi ở nơi này sao? Nếu tôi thật sự cắt chân xem tivi thì không phải là quáo để mượn ai hùm rời sao hả? Nghe thấy cô nói thì Diêm Đằng bật cười. Nhưng mà em cũng hiểu. Mọi người sẽ không thể nào đối đãi với em giống như thành hiệu vũ trước kia được nữa. Cho nên bây giờ tôi mới hỏi chuyện này với anh đó hiểu vũ nắm chặt quả đấm với gương mặt cương quyết anh sao hỏi nhìn cô chờ đợi cô nói tiếp tôi tịnh tìm việc ở nơi khác nhưng anh phải đồng ý với tôi không được sa thải bất cứ người nào nghe lời cô nói anh cắt tiếng cười nhặt Còn bằng như vậy em đi đến tổng công ty làm việc như vậy thì em có việc làm mới mà anh cũng sẽ không vì quan hệ của em mà sa thải bất cứ ai nghe lời anh nói trái tim của hiểu vũ nhảy dựng lên cô sững sờ nhìn anh tổng công ty ư Cô vạn lần không ngờ tới anh sẽ đưa ra ý kiến này. Thư ký Hà thăng chức. Tháng sau cô ấy phải thăng chức lên làm trường phòng nhân sự. Kế thư ký bị trống. Đúng lúc đó do em bổ khuyết. Hơn nữa em cũng có kinh nghiệm có thể nhanh chóng tiếp nhận. Chính là ứng cử viên thích hợp nhất. Chuyện này, đây là thực sự sao? Cũng là quá khéo rồi đó. Hiểu vũ nghi ngờ, cất tiếng hỏi. Diệm đằng lại nở ra một nụ cười. Thư ký Hà phải nỗ lực mấy năm trời mới có cơ hội thăng chức. Lại còn phải đi thi mới lại chứng chỉ. Em nói quá khéo, chỉ sợ cô ấy sẽ không tán thành cách nói của em đi. Không phải, đương nhiên tôi rất là khẳng định năng lực của chị Hà. Nhưng sao lại đúng lúc như vậy? Chuyện tôi là vợ trước của anh vừa bị phát hiện. Tôi muốn đổi việc thì chị Hà lại được đúng lúc thăng chức chứ. Cho nên nói câu khéo không thành sách, không phải hay sao hả? Bề mời của Diêm Đăng chứa đựng nụ cười giống như là tán ngẫu nói. Thôi được rồi. Bởi vì không muốn liên lụy tới người vô tội, cô chỉ có thể tiếp nhận lời đề nghị của anh. Dù sao em cũng không ở lại đây nữa Chờ thêm một ngày thì sẽ xấu hổ một ngày Ngày mai hãy đến tổng công ty trình diện đi Bây giờ anh sẽ đến đón em Tại sao lại cần anh đón chứ Hiểu vũ há mồm muốn kháng nghị gì đó Nhưng Diêm Đằng thần sái sang sàng lại nói tiếp Ngày hôm nay là ngày của cha Bởi tối mang cha và dai sai ra ngoài ăn cơm Anh cũng đã đặt nhà hàng trước rồi Em gọi điện thoại về nhà nói một tiếng Đợi chúng ta sẽ về nhà cùng đón cha Hiểu vũ kinh ngạc nhìn anh Làm sao vậy chứ anh kéo cô vào trong ngực, chẳng lẽ em không muốn cho cha trải qua một ngày cha thật là vui vẻ hay sao? Tôi, tôi đâu có nói chứ. Cô đỏ mặt cất lời kháng nghị. Trời chiều biến mất rồi, cả người hiểu vũ bị ôm chặt ở trước ngực của dèm đằng. Xung quanh đều là mùi thuốc lá đàn ông ở trên người anh cùng với một loại mùi vị nước hoa. Đáng chết, cô rất muốn được anh ôm suốt như vậy. Người đàn ông này đang mê hoặc cô, tuyệt đối chính là đang mê hoặc cô. Chẳng qua hôm nay là ngày của cha. Thôi được rồi, cô xem ra cũng không có lý do gì để mà phản đối rồi. Cũng không phải là vì anh, mà là vì cha con Ngày đầu tiên trình diện, Hiệu Vũ đi theo tập sự bên cạnh thư ký Hà. Thật ra thì công việc cũng không có gì là thay đổi cả. Cô rất nhanh đã tiến vào trạng thái rồi. Buổi trưa hai người phụ nữ ăn bữa trưa đơn giản ở quán cà phê bên cạnh công ty. Thư ký Hà bảo là muốn ăn mừng cô trở lại cho nên làm chủ mời khách. Nhập phúc của em, kế trưởng phòng nhân sự chị đã muốn lâu rồi cuối cùng cũng là của chị nha. Em ăn nhiều một chút, nếu không đủ thì gọi thêm. Thư ký Hà đẹp lạnh lùng, khó được vẻ mặt tươi cười nói. Hiểu vũ một miệng đầy mề ý vội vàng nuốt xuống. Chị Hà, chị quá khách khí rồi, làm sao lại là nhập phúc của em chứ, là chị có thực lực mới đúng. Thư ký Hà khẽ mỉm cười. Không cần nói với chị là em không biết, tổng giám đốc là vì muốn em trở về, nên mới cho chị thăng chức chứ. Chị, chị nói cái gì? Hiểu vũ bị sặc vội vàng uống một hớp cà phê điều khí. Mấy ngày trước, tổng giám đốc đột nhiên nói muốn điều trị đến bộ phận nhân sự, hỏi ý kiến của chị. Đương nhiên chị cầu cũng chẳng được, chẳng những tiền lương cao hơn trước rất nhiều, lại còn có trợ lớp quản lý. Tiếp theo thì tổng giám đốc nói cho chị biết, em sẽ đến tiếp nhận công việc của chị. Hiểu vũ kinh ngạc nhìn thư ký hà. Mấy ngày trước, thân phận trước của cô còn chưa bị bại lộ, làm sao dêm đằng lại biết cô sẽ chịu không nổi cảnh thù thị ở công trường mà đưa ra lời khỏe công trưởng chức lại còn sắp xếp xong xuôi công việc cho cô trước nữa chứ bốn năm trước hai người kết hôn vội vàng rồi lại nhanh chóng ly hôn lưu lại cho bên ngoài một đống dấu chấm hỏi cùng với tiếng than sợ hãi chị sau khi ở cửa xong trở lại mới biết xảy ra chuyện lớn như vậy có thể em không biết bốn năm qua các họa về cuộc sống của tổng giám đốc Chỉ có hai chữ công việc anh ấy biến thành một người buồn công việc không hơn không kém đến chị còn cảm thấy lo lắng thay cho anh ta nữa điều này là thật sao Trái tim của Hiểu Vũ chợt kinh hoàng. Nói như vậy bên cạnh anh cũng không có người phụ nữ khác ư. Sau khi gặp lại, cô cố ý chưa từng hỏi tình hình bây giờ của anh. Muốn ở trước mặt anh ra vợ như không quan tâm. Nhưng mà trên thực tế là cô quan tâm muốn chết. Năm tháng trước, có một thống đốc bị sa thải, bất mãn, mang theo dao cầm đâm bị thương giám đốc ở cửa. Lúc ấy chị cũng có mặt, tổng giám đốc đổ máu đầm đìa, bọn chị đều bị soạn sợ, khẩn cấp đưa đi cấp cứu mới mặt về một mạng. Bà sĩ nói vết thương cần ở nội tạng, nếu nhiều cần thêm một chút nữa thì không cứu nổi rồi. Hiểu vũ bỗng nhiên run sợ một trận, thiếu chút nữa là ngay cả chén cà phê Cầm cũng không vững. Anh đã từng bôi hồi ở cửa ai sống chết ư, thế mà cô lại không biết gì cả. Trong nháy mắt, đôi mắt to đen nhánh của cô ngập tràn đầy nước. Tầm giám đông ở phòng chăm sóc đặc biệt 3 ngày, ở bệnh viện nửa tháng, rồi sau đó mới nghỉ ngơi một tháng, dần dần hồi phục được như cũ. Mỗi ngày đều là chị đưa canh cho chị Lâm, nấu đến cho anh ấy. Lúc ấy chị cực kỳ cảm động, ngay cả lúc danh lợi tài phố, thế nhưng bên cạnh anh ta lại không có một người nào để chăm sóc cho anh ta. Hiểu vũ cảm thấy trái tim mình như bị một ai đó níu chặt lại, tưởng tượng tình cảnh lúc ấy. Anh làm thế nào có thể vượt qua hàng ngày được, nếu như cô có ở bên cạnh anh thì... Hiểu vũ à, Thư ký Hà lại hấp một ngụm cà phê rồi nói Như đã nói Chuyện hai người ly hôn Để lại trong lòng tổng giám đốc một sự áy náy rất lớn Bởi vì để em trở lại bên cạnh anh Mấy ngày trước Còn nói chị phải phái người để đến một cửa hàng thẩm mỹ nhỏ Đặt một quyền tạp chí cũ Quanh bìa của hai người Nói lại như vậy thì em sẽ trở lại Thật sự là làm cho chị không hiểu ra sao cả mà Nghe đến đây thì hiệu vũ ngây ngần cả người Thì ra là anh Lợn lờ một vòng cô lại trở về tập đoàn thiên mặc trở về bên cạnh xem đằng địa điểm của đợt du lịch hàng năm của nhân viên của tập đoàn xem mạc năm nay chính là ở đảo bali có sự kiện quấn tạp chí hiểu vũ thật sâu cảm thấy cái định này cũng chính là âm mưu của xem đằng nếu không làm sao lại có sự trùng hợp như vậy cô mới đi làm được hai tuần nãy công đoàn công ty lại đột nhiên tuyên bố cho nhân viên công ty đi du lịch hơn nữa là một tuần lễ sau sẽ lên đường chứ cho nên cô quyết định không tham gia không cho Diêm đang có một cơ hội nào Để thực hiện âm mưu của mình Trên thực tế quan trọng nhất là Đó là địa điểm năm đó Bọn họ hưởng tình trăng mật Cũng là nơi cô và anh có một đêm duy nhất Cũng có được Sai Sai Cô thật sự sợ hãi sẽ thấy cảnh thương tình Sai Sai của chúng ta nhất định Rất là vui vẻ Muốn ngồi máy bay sao hả à? Thành Kiện Dũng đang chơi đùa cùng với Sai Sai vui vẻ nói Hiểu vũ đang đơm lại nút áo bị bùng của Sai Sai Nghe được lời nói của cha Cô nhanh chóng ngước mắt lên mặt trừng mắt. Chà, chà nói như vậy là có ý gì? Làm sao dai dai lại muốn ngồi máy bay chứ? Cái con bé này, làm sao lại bao quen như vậy hả? Mấy ngày nữa không phải sẽ đi đạo Bali chơi sao? cha chưa từng ngồi máy bay, còn biết lúc đó có sợ hay không chứ? cha, cô bỗng nhìn đứng phát dậy, quần áo may vá rơi đầy đất. Có phải cha lại có chuyện gì quên nói với con không? Chà và dai dai muốn chơi đạo Bali, làm sao con lại không biết chứ? Con không biết ư? Thành kiên dũng cãi cãi đầu Làm sao có thể như vậy chứ Con thể nói nhân viên công ty đi du lịch Muốn chúng ta đi cùng Cha liền đem tất cả giấy tờ cần thiết của bà Đều giao cho thằng bé đi làm hộ chiếu rồi cơ mà Trời ạ, à, cha Cô sắp vắt điên mất rồi Con là công muốn đi Cũng không muốn đi đăng ký Đó là nơi con và tiêm đằng hưởng tuần trang mật, Con mới không muốn đi Vậy thì làm sao bây giờ chứ Thành kiên dũng cãi cãi đồng một cái cha đã khoe khoang với tất cả hàng xóm rằng sản xuất ngoại đi chơi dài dài cũng rất là hưng phấn muốn ngồi máy bay, bay hay là con đi đi mà hiểu vũ nhìn chằm chằm cha mình mãnh nhật hoài nghi ông thông đồng với Diêm đằng là muốn ép cô cùng đi việc đã đến nước này cô không đi là không được rồi nha cha là cha của cô con gái cũng là con gái của cô nếu như cô kiên trì không đi thì bọn họ cũng không đi nhất định là vô cùng thất vọng vì vậy mấy ngày sau cô nghiêm mặt lên đường Cuối cùng cô vẫn đến đảo Bali một lần nữa, nơi khiến cho lòng của cô tràn ngập cảm xúc. Thật ra không có khác gì so với 4 năm trước. Tuy là đông du khách, thế nhưng không khí vẫn là thanh nhàn như vậy. Thành Dũng Kiện cùng dai dai ngồi một hàng ghế. Hai ông cháu đều rất là hưng phấn. Dài dài lần đầu tiên ngồi xe du lịch lớn, còn bé rêu rít nói chuyện công ngừng. Hiểu vũ một mình, một người ngồi, ở trên cổ đeo một vòng hoa do dân bàn sớ thẳng, tầm mắt mới thu hồi ra ngoài cửa sổ thình lệnh thấy chỗ trống bên cạnh nhiều thêm một người. hiệu vũ nhìn cơ mặt tuấn tú gần ngay trước mắt có một chút kinh ngạc. Không phải vừa rồi, anh vừa lên một chiếc xe khác sao, như thế nào lại xuất hiện ở trên chiếc xe này rồi? Tối ngày hôm qua cô mất ngủ, hiện tại thì giống như có một chút hoàng thần, phản ứng của cô chính là ngơ ngác. Nơi này lại không hề thay đổi một chút nào, có đúng hay không? Miệng của Diêm Đăng mang theo ý cười nhẹ nhàng, nắm tay tay của cô mà nhìn cô thật sâu. Chính tại nơi này Em đã giao bản thân cho anh Cũng là tại nơi này Chúng ta có dai dai vào bối của tuần trăng mật Hiểu vụ xấu hổ muốn chết Khuôn mặt của cô nhỏ nhắn nóng lên Bên tai cũng nóng lên Lúc này anh nói những điều này để làm gì chứ Bây giờ vẫn còn là ban ngày Đáng chết Có sơ hở trong lời nói Lời nói của cô có sơ hở rồi Quả nhiên tiêm đằng cười nói tiếp Vậy thì buổi tối anh lại nói nhé Anh cầm tay của cô đưa lên bên môi hôn nhẹ trong lúc nhất thời hiểu vũ sững sờ không tỉnh táo lại được. Có trời mới biết, tâm tình của cô có lẽ cả đời đều là bị người đàn ông này thao túng. Âm mưu, quả nhiên là một âm mưu mà. Ngày ngủ tới nhất tại khách sạn chính là villa cao cấp mà bọn họ ở vào tuần trăng mật. Xem đằng cố ý muốn gửi lại ký ức của cô. Làm sao cô có thể chống đỡ được chứ? Tâm trạng sau một trận rối lặn, ở đại sành cô lấy được thẻ ra vào, quay đầu lại không nhìn thấy bóng dáng của cha cùng với sai sai cũng không nhìn thấy xem đằng bọn họ đã đi đâu cả rồi chứ hiệu vũ à em đang tìm cha em và con gái sao thư ký hà kéo vali đi tới bọn họ đang cùng gia đình mang theo các em nhỏ đi chơi thế giới nhi đồng rồi nghe nói buổi tối có cả tiệc nữa còn có tiết mục kể chuyện xưa và chương trình thám hiểm nữa lát nữa chị cũng muốn dẫn con trai của chị đi có thể rất khuya mọi người mới trở về phòng em hãy tự mình lên phòng trước đi nha hiểu vũ thầm rên một tiếng ở trong lòng lời nói của thư ký hà lại khiến trong lòng cô càng thêm bất an. Cô đã không còn ngốc nghếch ngây thơ nữa rồi. Ly khai cha cô cùng với sai sai, Diêm Đăng là muốn làm gì đây? Nghĩ đến ý đồ của anh, cơ thể của cô không khỏi sinh ra một trận khô nóng. Cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi anh tiến vào, nhớ rõ lực có rút ở trên đỉnh. Cái cảm giác khoái hoạt đó không gì có thể thay thế được, nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ tìm một người đàn ông khác. Trừ anh ra, cô hoàn toàn không thể chấp nhận sự động chạm của một người đàn ông nào khác cả, thân mật với người khác như vậy, cô không thể tưởng tượng được và cô cũng không muốn. mấy năm nay, cô để tâm nuôi nắng con cái, dùng sự bận rộn để quên đi nhu cầu sinh lý của mình. thật ra cũng đều rất tốt, dục vọng sâu xấu ở trong thân thể rất là an phận cũng không có tác quái, cũng không có phát ra tần số thúc giục cô đi tìm một người đàn ông khác. cho nên làm sao bây giờ vừa tới nơi này. Cô đã cởi sớm cái bệnh háo sắc của mình rồi chứ Loại bỏ suy nghĩ Ngồi lên xe do nhân viên phục vụ điều khiển Càng đến gần sân phòng Thì tim của cô lại càng đập nhanh hơn Vì là dựa vào núi nhìn ra biển Chính là villa hoa lan cao cấp Mà trước kia cô đã từng ở Thanh toán tuyển ba Phục vụ sau khi dỡ hành lý xuống liền đi Bốn phía yên lặng chỉ còn tiếng sóng biển sang lên giường có bốn cột lụa trắng rổ xuống đất rất là lãng mạn Hiểu vũ khe khẽ vứt phe chiếc rừng mềm mại Trong mỗi người đục mười cháo thơm trứng Cô hít một hơi thật sâu Nghĩ đến tình cảnh khi đó cô phá đám ngã bệnh Dèm đang hết lòng chăm sóc cho cô Trời ạ à, Tại sao mọi chuyện lại hiện hiện rõ một một trước mắt như vậy chứ Bởi vì tránh cho càng nghĩ càng sâu Cô vội vàng mở hành lý ra Lấy quần áo đi ra tắm Sau khi tắm nhẹ nhàng sảng khoái hơn Cô ngồi trước bàn trang điểm sấy tóc cô một chút mệt mỏi không xây nữa dù sao trời nóng được rất nhanh sẽ khô thôi cô đứng lên thì cảm thấy có người tới dĩ nhiên không phải là cha cô và sai sai rồi bình thường sai sai còn chưa vào thì âm thanh đã tới nơi hơn nữa nơi này chỉ có một cái giường rõ ràng bọn họ ở trong một villa khác của khu du lịch cho nên nhịp tim của cô nhanh hô hấp trở nên dồn dập nghín thử mà chờ đợi xem đằng đi tới hơn nữa ở bên hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm cặp mắt tràn đầy kích tình giống như là một chú hắc báo trước khi săn mồi. Nói rõ nó sẽ không đợi thêm nữa, giờ phút này hắn sẽ ăn cô. Nhìn thấy thực sự là anh thì trong lòng hiểu vũ không hiểu được mà quần loạn. Cô không tự chủ đưa lễ ra, làm ấm ướt đôi môi cô nóng của mình. Từ trong gương, cô thấy được diêm đẳng đi tới phía sau cô. Anh không nói gì, trực tiếp ôm cô từ phía sau. Bàn tay to của anh vòng qua eo cô, để cho cơ thể của cô dính sát vào anh cảm nhận được cơ thể bần chắc mạnh mẽ cứng rắn của anh, cô rùng mình một cái. Đáng chết, cô đợi anh. Cả ngày cô đều đang đợi giờ phút này. Cái ngón cái của anh quét qua nụ hoa đã đứng thẳng dưới lớp áo chẳng tắm của cô. Đôi mắt của cô mờ mịt thờ hồn hển. Anh cãi liếm vành tay cùng cổ của cô. Cô không tự chủ được phát ra một tiếng thở gấp rồi lại ngửa đầu mà thuận theo anh. Anh kéo dây áo chẳng tắm của cô xuống. Áo chẳng tắm của cô rơi trên mặt đất. Anh ôm cô đi đến bên giường, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Khăn tắm bên hông anh cũng theo đó mà rơi xuống. Màn đêm lại tới, trong villa không mờ đèn. Bên ngoài cây cối tàn ra mùi hương đồng đậm, giống như một điều thuốc trợ tình. Trong không khí chỉ còn tiếng gió cùng với tiếng sóng biển, còn có tiếng thở sức kích tình của bọn họ. Diêm đằng trần trọc hôn khắp toàn thân cô. Ánh mắt màu đen của anh âm u, giọng nói khàn khàn lặp đi lặp lại lời yêu thương. Hiểu vũ nhìn vết sẹo lưu lại vì phẫu thuật trước ngực anh So với cô tưởng tượng lại còn dài hơn Không khó tưởng tượng lúc đó Thương thế của anh nặng như thế nào Nếu như một sao kia đâm vào trái tim Thì cõi đời này cũng không còn diêm đằng nữa Trong lòng cô níu chặt lại Chủ động ôm lấy anh Cảm thấy cô chủ động Thì lòng của diêm đằng kẽ run Anh ôm lại cô quần giã mở hôn môi cô Nhiệt độ cơ thể của anh Quấn bay thần trí của cô và đàn ông cứng rắn nóng bỏng chìm sâu trong nơi mềm mại của cô. Hiệu vũ không cách nào cự tuyệt cả người trôn chảy. Ngón tay của cô trượt sâu vào trong làn tắt sau cổ của anh. Cô giống như một sườn nữ già, đã đói khát rất lâu, chỉ mong chờ giờ khắc này vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Thừa nhận đi, thừa nhận rằng cô thật sự rất yêu anh. Hiểu vũ không hề nghĩ tới, kiểu phụ nữ đàng hoàng, tiểu thư con gái giống như cô, lại một lần nở hoa hai lần. Trước kia ở trên báo, thấy người nào đó nở hoa hai lần, cô đều sẽ tự giác mà phun thanh bất lão tử. Hiện tại cô đã gia nhập vào đội ngũ động tình lần thứ hai rồi. Chẳng qua, kết hôn lần thứ hai vẫn cả cho cùng một người đàn ông mà thôi. Cái này giống như hơi tốn một chút thời gian. Nề tình anh là ba của đứa bé, cô sẽ cánh cự tiếp nhận anh một lần nữa, thử xem sao. Đám cưới của cô và xem rằng 10 ngày sau sẽ cử hành, không vội vàng giống như kết hôn lần trước. Lần này, anh còn tỉ mỉ thiết kế màn cầu hôn trên du thuyền, dưới bầu trời đầy sao. Anh cầm chiếc nhẫn kim cương cùng bó hoa hồng một trăm đoá, quỳ một chân xuống vào cầu hôn cô. Không có cảnh chim bồ câu sao? Cương mặt của cô tỏ vẻ không hài lòng lắm. Nghĩ đến vẻ mặt của dêm Đặng lúc đó, cô liền nhịn không được mập bụt miệng cười. Đương nhiên bọn họ lại chụp ảnh cưới một lần nữa. Cô rất là vui vẻ khi mình mặc chiếc áo cưới vào xinh đẹp so với bốn năm trước còn hơn bởi vì bộ ngực của cô đầy đặn hơn, vòng eo cũng mảnh khảnh hơn. Anh trả cho người nhà, bị hiểu Khải làm bị thương một số tiền lớn, còn sắp xếp cho đối phương ra nước ngoài, chữa trị. Lại thuê luật sơ xin tòa sửa lại, hy vọng bằng lời khai tốt của đối phương mà giảm bớt thời hạn thi hành án cho hiểu Khải. Anh còn nói sau khi cô ấy muốn sống cùng với cha cô nữa. Đối với những ý tốt của anh, cô đều vui vẻ tiếp nhận hết rồi. Cô biết trong lòng anh cảm thấy có lỗi với cô. Anh muốn đền bù mới cảm thấy tốt hơn một chút, cho nên cô cũng rất trọng trái mà cho anh cơ hội. Sáng nay cô nghỉ giữa người nửa ngày, mua hoa tươi và trái cây, cùng cha mang theo sai sai đi thăm ông nội và mẹ, nói cho hai người biết tin vui cô sắp cưới, để bọn họ ở trên trời có liên thiêng cũng sẽ vui mừng với cô. Lúc đưa cha cô và sai sai về nhà cũng đã cần trưa, cô nhanh nhẹn làm bữa trưa cho ông cháu, rồi sau đó cố ý là một hộp cơm đưa đến cho xem đằng. Đồ ăn ở bên ngoài thực sự là quá nhiều dầu mỡ Vẫn là tự mình làm bữa cơm tương đối sạch sẽ Sau này sức khỏe của anh liền sẽ giao cho người vợ hiền là cô gian sóc mạng thôi Mệt mỏi vội vàng trở lại công thê. Đúng là thời gian đang nghỉ trưa Đa số mọi người đều ra ngoài ăn trưa rồi Cô để túi sách xuống liền trực tiếp để cửa phòng tổng giám đốc Không có ai Cô luôn luôn công tư bất phân Còn bí mật đem chồng mình ra làm tư liệu Có ai làm được điều này chứ Như vậy rất là kỳ quái đi Hello Tổng Giám Đốc, anh vẫn chưa ăn trưa chứ? Cô vui vẻ nói, thế nhưng một màn trước mắt lại khiến cho cô ngây dậy. Ở trong phòng làm việc yên tĩnh, người đàn ông sắp kết hôn với cô, đang ôm một người phụ nữ yêu điều. Lời nói của cô đã kinh động đến bọn họ, bọn họ đồng thời nhìn về phía cô. Trong nghe mắt khi nhìn thấy người phụ nữ kia, hộp cơm trong tay của Hiểu Vũ rơi xuống đất, thức ăn tung tóe khắp mọi nơi. Bạch Nhã Hân, lại là Bạch Nhã Hân. Người phụ nữ này đúng là thiên địch của cô. Bạch Nhã Hân và Diêm Đằng đang ôm nhau. Đây là thật sao? Nhất định là không phải. Nếu như là không phải, thì tại sao đầu óc cô lại cảm thấy trời đất quay cuồng? Tại sao cô lại muốn khóc chứ? Cô xoay người chạy đi, nước mắt chảy khuất tầm mắt của cô, lòng cô đau nhói. Nhưng tại sao cô lại chạy đi như vậy? Cô nên là quăng cơm hộp lên hai người bọn họ mới đúng. Họ nữa cô mang hai hộp cơm mới đúng, một hộp thật sự là quá ít rồi nhìn thấy bàn tay của mình run rẩy cô dùng sức hít sâu một hơi bình ổn cảm xúc ngu ngốc ngu ngốc tại sao cô lại ngu ngốc như vậy tại sao cô phải chạy trốn chứ tại sao bạch nhã hân vừa xuất hiện thì cuộc đời cô lại phải thay đổi chứ diêm đằng lại muốn bỏ rơi cô đi về phía bạch nhã hân sao Quen đi lần này cô sẽ không chờ anh ta nói với cô lời bỏ rơi cô muốn vứt bỏ anh ta trước hiểu vũ ở trong một gian phòng của nhà hàng trong một khu suối nước nóng nổi tiếng đắt tiền Bình thường, cái cô bà thím yêu tiền này sẽ không có khả năng tiêu phí tiền như vậy. Nhưng lần này thì khác, cô muốn phát tiết cho nên chọn cách sẵn đắp tiền nhất để ở. Đơn giản mà nói chính là trút giận lên túi tiền. Ba ngày trước, cô vẫn luôn khóa máy điện thoại di động. Chỉ cần nhớ lại hình ảnh Diêm Đằng và Bạch Nhã Hân ôm nhau, thì cô lại khổ sở muốn chết. Tưởng tượng bọn họ không biết đã quan hệ sau lưng cô bao lâu rồi, thì cô lại đau lòng mà tan nát. Ngày thứ ba, Cô không nhìn được dùng điện thoại của nhà hàng Gọi một cuộc điện thoại về nhà Muốn nghe thấy giọng nói của dai dai một chút Tình yêu là giả Quay đầu lại còn có tình thân Con gái sẽ không phản bội cô Sẽ không làm tuần thương cô Sẽ không để cho cô rơi từ thiên đường xuống địa ngục Chỉ trong một đêm Sẽ không dội cho cô một chậu nước đá Trong lúc cô đang đắm chìm trong hạnh phúc Mà rất tất cả tình yêu Ngày từ từ Cô bắt đầu lo lắng phiền não Rồi rắm ở trong lòng ban ngày cô đi tới đi lôi trong phòng đêm tối lại đến nhà hàng khách sạn đắt tiền nhất gọi một đống đồ ăn ra mà ăn không hết đêm đến cô phiền lòng không ngủ được tv truy chuyển cũng không có một chương trình muốn xem quyết định đi ngâm suối nước nóng mà dù bây giờ là mùa vắng khách của suối nước nóng nhưng cũng quá là vắng vẻ rồi ngoài cô ra hình như cũng không có du khách nào khác cả đi tới đâu cũng chỉ thấy ngoài nhân viên phục vụ khách sạn cũng chỉ là nhân viên phục vụ mà thôi Đúng là kỳ quái. Mới là hơn 9 giờ, tất cả mọi người đã đi ngồi rời sao. Khách sạn này cũng quá là ô tĩnh. Nhưng mà cũng tốt, đúng lúc cô có thể một mình thoải mái. Đầu tiên là ngâm nước nóng mặn ly. Lúc mấy đầu là không quen, nhưng sau khi xuống nước, cô đã cảm thấy thoải mái. Dù sao ở trên đó cũng không có người khác, nên hãy hưởng thụ cảnh đẹp bên hồ vào ban đêm thôi. Gió thổi nhẹ, thỉnh thoảng mấy phiến đá phong bay xuống rơi trên mặt nước. Rất là đẹp, cũng rất là có ý thơ. Nhưng 30 phút sau Thì Hiểu Vũ chịu không nổi Cơ thể cô nóng lên Chỉ muốn về phòng mở điều hòa Quả nhiên không phải là vô nhân quý tộc Các vô nhân quý tộc người ta còn ngâm mấy giờ để làm đẹp ra Cô đang muốn đứng dậy Thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân Từ bên ngoài bể tắm nước nóng tới gần Cô không tự chủ ngồi trở lại trong suối nước nóng Trớ mắt mà nhìn cửa ra vào Hy vọng đi vào Là một bác trung niên Nếu như là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bước vào Thì cô sẽ rất là tự tê Cô đang hưng phấn mong đợi cuộc gặp gỡ lã thể đầu tiên với một người cùng giới. Lại thấy một người đàn ông mặc quần bơi đi tới, thì nhất thời hô hấp của cô cứng lạnh. Nước vừa đủ âm sau. Diêm đằng bước vào trong áo nước lộ tiên dưới bóng đêm đi về phía cô. Về mặt cô hiểu vũ kinh hãi, bị dọa sợ không nhẹ. Anh ta đang làm cái gì vậy? Cô đang lõa thể ngâm nước nóng. Vậy mà anh lại nhanh ngang tiếu sái bước vào phòng tắm lộ tiên cho nữ. Anh bị điên trời sao? Cô giật mình hốt hoảng, la to anh không được tới đây mẹ ơi cô là đang trần truồng lại không thể cho trò đuổi bắt với anh đương nhiên anh sẽ qua rồi ánh mắt của giêm đằng kiên định đi về phía cô dù sao cô tuyệt đối sẽ không dám đứng lên để mà chạy trốn tôi đã nói lại không được tới đây mà mắt thấy anh tới càng ngày càng gần, càng không có cách nào khác cả cô vội hoảng dùng hai tay hất nước về phía anh nhưng sức lực của một chút nước ấm hoàn toàn không đáng kể cũng không đau không nhột anh vẫn bước tới bên cạnh cô em muốn kêu cứu sao cô đầy tức giận gạo lên mà vồ lấy anh gióp mũi vì cuối cùng cũng nhìn thấy anh mà ê ẩm muốn khóc xem đằng từ trên cao nhìn xuống cô anh đã bao cả khách sạn này rồi cho dù em có kêu như thế nào cũng không có người đến đâu anh cho nhân viên khách sạn xem tiệc mời và anh quế của chúng ta nói với bọn họ đây là chuyện nhà cho nên bọn họ sẽ không tới thật may là cô không chịu nổi nỗi nhớ con gái mà gọi điện thoại về nhà hơn nữa lại còn ngốc nghếch mà dùng điện thoại của nhà hàng để gọi nếu không thì anh cũng không tìm được cô sống như vậy thì ra là anh cô ngước mắt nhìn anh chằm chằm như là bừng tỉnh có trách cô cảm thấy hôm nay trong nhà hàng lại không có cách thì ra là anh đã dở trò quỷ chúng ta cần nói chuyện một chút ánh đèn dai sáng nụ cười dịu dàng nơi khóe miệng của diêm đằng những hòn đá bao quanh cây phong tuyệt mỹ không có quy tắc trong ao nước nóng diêm đằng cũng ngồi xuống thuận tiện đưa tay ôm lấy bờ vai cho nhẫn của cô. Ban đầu Hiểu Vũ cố gắng dãy rùa. Anh đã làm cái gì vậy hả? Mà bơn tay. Ai cho phép anh ôm tôi? Anh ôm Bạch Nhã Hân còn chưa đã nghiện chạy tới ôm tôi sao hả? Trong nghe mắt lòng cô xuất hiện một cảm xúc kích động muốn khóc. Quá là bất ức. Cô thật sự là rất bất ức. Bốn năm trôi qua, lại bị Bạch Nhã Hân đạp cho một cước bẹp dí. Đừng cử động. Hai cánh tay của anh quấn chặt lấy cô vừa đứng đúc nâng lên hai vòn má nóng nào của cô lần này hiểu Vũ cũng không dám lộn xộn tiếp tục trộn xộn nữa thì cô giống như đang chủ động treo chọc anh vậy cô cảm giác nhịp tim của anh đang đập quần loạn cũng phát hiện mình đối với anh vừa yêu vừa hận không có cách nào hoàn toàn hận cũng không thể không yêu nhưng anh đuổi theo cô điều này có nghĩa lý gì chứ anh còn chưa quyết định phải lựa chọn ai sao anh lại lâm vào hoàn cảnh có cả đuôi đường rời sao không cô sẽ không lại để cho anh lựa chọn nữa. Cho dù anh có nỗi khổ tâm gì đi nữa, thì anh cũng đừng mơ tưởng có thể bỏ cho cô. Hết giận chưa hả? Diêm đằng xa xa bà phái của cô. Ngày đó anh đuổi theo, đã không thấy em đâu nữa rồi. Em quả nhiên chạy trốn thật là nhanh. Hiểu vũ ngưng mặt lườm anh một cái. Không đi chẳng lẽ phải ở lại nhìn hai người anh anh em em sao? Đáng chết, làm sao mà nhịp tim vẫn tăng nhanh như thế? Mà tay của anh đang sờ ở chỗ nào vậy? làm sao lại giao quanh chung quanh nữa rồi chứ? Bọn anh không anh anh em em gì cả. Anh chỉ là đang an ủi cô ấy mà thôi. Diêm đằng rất là kiên nhẫn giải thích với cô. An ủi ư? Cô mới là công tin. Cô còn biết giọng nói của mình có bao nhiêu ghen ghét. Hoàn toàn là cấp bậc bà vợ ghen chồng. Cô ấy từ London trở về thăm người nhà. Thuận tiện đến thăm anh. Nói về việc phẫu thuật não của cô ấy. Phẫu thuật có 6 phần nguy hiểm. Cô ấy rất là đau buồn khóc lóc rồi rồi nói cô ấy còn chưa muốn xin ly tự biệt với chồng của mình. Anh liền vỗ lưng an ủi cô ấy mấy câu. Đúng lúc đó thì em lại xông vào, lại chạy mất đi giống như là kẻ cướp ngân hàng, đột nhiên phát hiện có rất nhiều cảnh sát vậy. Diệm đang dừng lại không nói nhìn cô. Hiểu vũ ngây ngơ nhìn anh giữa ký ánh trăng. Anh nói đây là sự thật sao? Mới trôi qua mấy giây thôi cô phát hiện mình đã hoàn toàn tin tưởng lời nói của anh rồi. Đáng chết, cô cứ như việc nghĩ đây là một chuyện hiểu lầm sao? Cho nên tiền thuê khách sạn này cũng mất trắng rồi Thật là xót ruột, thật là đau lòng mà Cô nên ở nhà nghỉ mới đúng Nếu không thì ở sách sạn bình dân cũng được Ở lại đêm mấy đêm Ít nhất phải tốn mấy vạn đồng Có thể đổi một bộ sofa trong nhà rồi đó Em thật sự là khiến anh lo lắng gần chết mà Anh nhìn quần thâm giấy mất của cô Đau lòng mà nhăn mày lạnh Bắt gặp hình ảnh đó Cho dù ai cũng sẽ hiểu lầm Chắc chắn mấy ngày nay cô ngủ không ngon rồi Anh ôm cô càng chặt hơn chỉ sợ cô lại biến mất Khuôn mặt của Hiểu Vũ chợt nóng lên Anh thật sự là lo lắng sao Nhịp tim của cô đập thật là nhanh Giọng nói thật là kiểu cách Rõ ràng vui vẻ hàng ngàn lần Lại còn tỏ vẻ là không có chuyện gì Nếu như không thì anh ở đây làm gì chứ Trong mắt đêm của Diêm Đằng Sáng quắc trong đêm Chẳng qua hiện tại Điều anh lo lắng không phải là cái đó Nếu như đã tới rồi Chúng ta có muốn thử ở trong nước Có thêm em trai hẹn một cái cho dai dai hay không hả trần trường ôm người phụ nữ mình yêu anh cũng không phải là thánh nhân có thể hờ hưởng được nghe lời anh nói trong nghe mắt hiểu vũ xấu hổ đỏ bừng mặt cô nhăn nhó tránh đi tầm mắt nóng rực rồi lại trực tiếp nơi này lặn xuống nước nóng lộ thiên cho nữ đã nói với em là anh đã bao bộ toàn bộ khách sạn này rồi sẽ không có người lạ đến nữa đâu diêm đang quấy đầu nhìn cô chằm chằm nhỏ giọng nỉ non anh quấy đầu hôn lên môi cô hiểu vũ khẽ thở dài một tiếng hai tay của cô cũng mất sắc ôm chặt cổ anh, đáp trả nụ hôn của anh. Nhất định dài dài rất vui, nếu như có em trai hoặc là em gái đi. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Thỏa thuận ly hôn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hèm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi trận tiếp theo